chương 401. Hải nạp bách xuyên. Hình ảnh từ sâu trong óc Lý Dương đang diễn hóa lại. Thiên hà cửu u chi để. Cửu u thâm uyên. Cửu u thâm uyên phát ra từng đạo quang mang. Mấy trăm đạo quang mang không ngừng xoay tròn lên. Dựa theo quỹ tích huyền diệu không ngừng xoay tròn. Nước thiên hà không ngừng chảy vào. Tốc độ cực nhanh, so với bình thường còn nhanh hơn trăm vạn lần không chừng. Trong đầu diễn hóa ra hình ảnh như thế, cặp mắt Lý Dương cũng nhìn kỹ côn bằng thôn phệ thân dài chín ngàn dặm côn bằng miệng không ngừng mở to không ngừng thôn thiên hấp địa không chỗ nào không bị bao phủ đám mây lôi điện hết thảy đều bị côn bằng hấp thu vào trong tất cả đều hóa thành năng lượng biến thành từng đạo năng lượng không ngừng xoay tròn dựa theo quỹ tích đặc trưng dũng mãnh vào côn bằng miệng năng lượng khổng lồ của hai huyết thực long kình cũng hóa thành từng đạo khí lưu màu đỏ dựa theo quỹ tích này cũng quấn quanh lẫn nhau xoay tròn rồi tiến vào miệng côn bằng trong đồng tử lý dương chỉ có năng lượng huyền diệu xoay tròn theo quỹ tích mà trong óc hắn cũng chỉ có hải nạp bách xuyên huyền diệu quý tích. Dần dần, Lý Dương nhắm mắt lại khoanh chân ngồi xuống. Côn bằng chân thân lúc này phát ra từng đạo huyết quang mang, chính là năng lượng quang mang của huyết thực long kình. Đồng thời côn bằng tự thân khổng lồ năng lượng cũng không ngừng áp bách lên, cả thiên địa đều có cảm giác chấn động. Côn bằng yêu đế là yêu đế hậu kỳ cao thủ. Dương Thạch và âm khiết cũng là yêu đế hậu kỳ cao thủ mặc dù so với côn bằng, vợ chồng Dương Thạch cường đại, nhưng tất cả năng lượng dung thu về tới cũng đạt tới trình độ kinh khủng côn bằng tự đại hắn nguyên vốn tưởng mình có thể áp xúc thành công nhưng tình thế trước mắt hắn phát hiện chính mình không thể áp xúc nổi thật là mất mặt thể diện tính ra trước hết cũng chỉ có thể hấp thu được một phần ba năng lượng tiếp tục áp xúc cố gắng hồi lâu côn bằng yêu đế đã có chút khó khăn chỉ có thể quyết định đem năng lượng dương thạch và âm khiết hấp thu một phần ba áp xúc thật gian nan nhưng thôn phệ lại đơn giản hơn nhiều giống như côn bằng yêu đế ngày thường ăn cơm chỉ một lát sau một ba năng lượng của dương thạch và âm khiết hoàn toàn bị hấp thu lần này tái áp súc mặc dù côn bằng yêu đế cũng khó khăn nhưng toàn lực thi triển cũng có nắm chắc hai luồng huyết hồng năng lượng to lớn không ngừng bị áp súc thể tích càng ngày càng nhỏ lúc này đã biến thành hình bóng bàn tiếp tục nhỏ đi màu sắc cũng chậm rãi thay đổi vốn huyết hồng lúc này đã có màu kim sắc trong suốt toàn bộ người ở bắc minh hải đều đang quan sát côn bằng thôn phệ vừa rồi màn thôn thiên hấp địa làm cho tất cả mọi người kinh hãi hai điều huyết thực long kình năng lượng từng chút một hoàn toàn bị hấp quang chiêu này thật quá kinh khủng trong vòng bảo hộ trong đám mấy ngàn người của đàm đồ chỉ có lý dương là một mình nhắm mắt lại mọi người không được tranh luận lý dương huynh đệ khẳng định có vẻ hiểu được mọi người không làm phiền đàm đồ nhìn chung quanh khẽ quát nhất thời tất cả mọi người im lặng mà lý dương vẫn khoanh chân ngồi dần dần từng đạo quang mang bắt đầu từ trong thân thể vườn quanh lý dương bốn đạo năng lượng khổng lồ hơi thở năng lượng thật kinh khủng làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy áp lực to lớn lý dương huynh đệ quả nhiên thần bí cực kỳ từ lúc sống sót trong âm dương sinh diệt huyễn cảnh đến này ta đã bắt đầu hoài nghi quả nhiên cảm thụ hơi thở bốn đạo năng lượng khổng lồ đàm đồ trong lòng âm thầm nghĩ mà giờ phút này côn bằng yêu đế cuối cùng đã thành công dương thạch và âm khiết hai phần ba năng lượng bị áp xúc thành công mặc dù quá trình áp xúc hết đại bộ phận năng lượng nhưng năng lượng còn thừa vẫn rất khổng lồ mặt trên hai khỏa kim sắc viên châu kim sắc viên châu có hồng sắc quang vượng lưu chuyển năng lượng mênh mông chứng tỏ kim sắc viên châu năng lượng rất mạnh côn bằng yêu đế đột nhiên hóa lại người hình trong tay đang nắm hai khỏa phiêu phù viên châu mặc dù ta hấp thu chỉ một phần ba phần nhưng lần luyện hóa này hiệu quả cũng không tệ lắm lãng phí không có như lần trước ân phỏng chừng một viên tinh thể có thể cho người ta đạt tới yêu đế tiền kỳ cảnh giới côn bằng yêu đế nhìn hai khỏa viên châu trên khóe miệng có vẻ tươi cười bảo bối như thế phỏng chừng cũng chỉ có côn bằng có thể thông qua côn bằng thôn phệ mới có thể tạo ra nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha cho nên so với đan dược bình thường gia tăng công lực thì tốt hơn nhiều lần hô côn bằng yêu đế hóa thành một đạo điện mang trong nháy mắt phi tới bên cạnh đàm đồ đồng thời giải trừ cấm chế vòng bảo hộ lý dương tiểu hữu làm sao vậy côn bằng yêu đế nhìn bốn đạo năng lượng bên ngoài thân lý dương không nhịn được kinh ngạc, bốn đạo năng lượng nhất bổn nguyên tinh kim chi khí, hỏa linh chi khí, mộc linh chi khí, thủy linh chi khí, người bình thường không có khả năng có được năng lượng như thế. Cha, vừa rồi trong lúc ngươi mới thi triển côn bằng thôn phệ, Lý Dương huynh đệ đã khoanh chân ngồi xuống, không biết tu luyện cái gì. Đàm đồ cũng không rõ ràng. Côn bằng yêu đế gật gật đầu, lúc này quyết định đứng một bên thủ hộ, không cho bất luận kẻ nào đến quấy giày Lý Dương. Côn bằng yêu đế cứ như vậy mà thủ hộ suốt ba ngày, lúc này lý dương căn bản không có cảm giác thời gian trôi qua hắn hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời của thiên đạo cũng nhờ nhìn côn bằng thôn phệ đối với hải nạp bách xuyên cuối cùng một đạo nghi vấn đã được giải thích trong nháy mắt lý dương đã rõ ràng trong óc hắn xuất hiện một bộ hình ảnh từng đạo khí lưu dựa theo hải nạp bách xuyên quỹ tích xoay tròn hướng đến một điểm tụ tập dần dần về điểm đó càng ngày càng nhiều một thanh búa lớn xuất hiện khai thiên tích địa hình ảnh cũng diễn hóa hải nạp bách xuyên và khai thiên tích địa chính là tương liên một khi lĩnh ngộ hải nạp bách xuyên khai thiên tích địa cũng tự thủy đáo cử thành xuyên vân toa vụ như phong tự bế đoạn xuyên phân hải phá sơn liệt không hải nạp bách xuyên khai thiên tích địa sáu hình ảnh giống như đang chiếu phim sáu hình ảnh đồng thời diễn hóa trong đầu vô luận là nhất đạo kim sắc thiểm điện xuyên qua vân tầng gian cũng như hồng quân đạo nhân tùy ý nhất hóa hay là bàn cổ đại thần nhất phủ khai thiên tất cả đều ở trong lòng ma thần lục tuyệt cuối cùng đại thành trải qua một năm phát triển tinh thần tu vi trong âm dương sinh diệt huyễn cảnh, lúc này rốt cục phảng phất phát ra mầm mống, tinh thần tu vi đột phá thêm một tầng từ ma đế, trung kỳ tăng lên ma đế hậu kỳ. Tinh thần tu vi đột phá, trên mặt Lý Dương rất tự nhiên xuất hiện nụ cười. Đột nhiên, tiểu ý trên mặt Lý Dương ngưng lại, dần dần trở nên nghiêm túc. Thao! Lý Dương chỉ kịp thoá mạo một tiếng, liền không để ý tiếp, hoàn toàn cố gắng đem tất cả tinh thần đều đưa vào trong cơ thể. Vừa rồi, sau khi tinh thần tu vi đạt tới ma đế hậu kỳ, tự nhiên giống như hồng thủy khai áp quanh long long. Nguyên thần Lý Dương trong vòng năng lượng khổng lồ của ngũ hành, nhận thanh xí nhiệt. Hỏa diễm, ôn nhu triển miên. Thủy lưu, trí cương trí dương. Tinh kim chi khí, cùng với sinh cơ sung mãn. Mộc linh chi khí, mênh mông vọt đến, hoàn toàn nhảy vào mỗi một chỗ trong thân thể Lý Dương. Lý Dương tự thân rốt cuộc có thể khống chế bao nhiêu bổn nguyên năng lượng, là do quan hệ với tinh thần hắn, Lý Dương lúc trước tinh thần tu vi chỉ đạt đến ma đế tiền kỳ, hấp thu một chút ít. Lúc này Lý Dương tinh thần tu vi đạt tới ma đế trung kỳ, liền hấp thu 1%, hôm nay Lý Dương tinh thần tu vi đạt tới ma đế hậu kỳ, liền hấp thu một. 10. Đây là dựa theo tốc độ gia tăng 10 lần, chỉ có sau khi Lý Dương trở thành đại tôn, mới có thể hoàn toàn hấp thu. Hấp thu 1%, đã lợi hại như vậy, lúc này năng lượng gấp 10 lần lên, bổn nguyên năng lượng 1. 10. Năng lượng thật minh mông, hoàn toàn làm cho Lý Dương toàn thân chấn động. Mỗi một đạo bổn nguyên năng lượng đều tương đương với một đại tôn năng lượng, bốn đạo bổn nguyên năng lượng. Mặc dù đều chỉ hấp thu một phần 10, nhưng đã tương đương với bốn đại tôn, mỗi người cấp cho Lý Dương một phần 10 năng lượng, đây là một đạo lý mới. Bổn nguyên 1, 10, tương đương với một phần 10 của đại tôn, năng lượng kinh khủng cỡ nào? Tránh ra. Côn Bằng Yêu Đế đột nhiên một tiếng hét lớn, đồng thời hắn cũng cảm thấy một cổ năng lượng kinh khủng từ trung tâm Lý Dương mênh mông tỏa ra côn bằng yêu đế lập tức thối lui bốn đạo năng lượng hoàn toàn bao trùm thân thể lý dương chung quanh xoay tròn thân thể lý dương thật quá lớn côn bằng yêu đế nhìn mà cứng lưỡi truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé hắn không thể hiểu được lý dương thực lực cũng không cao nhưng sao đột nhiên hiện ra kinh khủng năng lượng như thế lão thiên người đang đùa ta sao phải từng bước một tiến đến một chút thôi đã biến thành nhiều như vậy Lý Dương cảm thấy tiêu đầu lạn ngạch, lập tức cố gắng dụng tinh thần khống chế năng lượng, làm cho xí nhiệt điên cuồng hỏa diễm dung nhập vào tinh cực, chi hỏa cùng với chân hỏa trong trái tim. Xí nhiệt hỏa bắt đầu dung nhập vào tinh cực, chi hỏa cùng với chân hỏa trong trái tim Lý Dương. Rất rõ ràng, không có gì là quá độ. Vô luận là tinh cực chi hỏa cũng chân hỏa trong tim, dần dần biến đổi thành nhị nghi tịnh hỏa. Hắc sắc nhị nghi tịnh hỏa. Hỏa linh chi khí dư thừa đang dung nhập vào chu thiên càn khôn viên cầu bất đắc dĩ lý dương phải đem hỏa linh chi khí dư thừa bao trùm bên ngoài chu thiên càn khôn viên cầu đang không ngừng xoay tròn lên tinh kim chi khí cường đại tự động dung nhập vào thân thể lý dương cùng với đao phách tinh kim chi khí thật sự quá nhiều thân thể lý dương cùng với đao phách tu vi đều quá thấp còn chưa đạt tới ma đế cảnh giới căn bản không thể hoàn toàn hấp thu nhiều tinh kim chi khí như vậy cũng nên dung nhập vào chu thiên càn khôn viên cầu lý dương chỉ có thể quyết định như thế làm cho năng lượng bên ngoài chu thiên càn khôn viên cầu vận chuyển gia tăng trói buộc lực bên trong, đối với đao phách rèn luyện cũng có chỗ tốt. Mộc linh chi khí trực tiếp dung nhập mỗi một chỗ trong thân thể, tràn ngập sinh cơ năng lượng, chẳng những có thể làm cho thân thể đao phách càng thêm cứng cỏi, hơn nữa lại có thể làm cho Lý Dương nếu bị thương có thể trong nháy mắt khôi phục. Thủy linh chi khí cũng không ngừng tiến vào mỗi một chỗ trong thân thể, cùng với hỏa diễm rèn luyện mỗi một chỗ thân thể Lý Dương. Phàm là dư thừa ngũ hành năng lượng đều bị Lý Dương chuyển qua bên ngoài Chu Thiên Càn Khôn Viên Cầu và thất diệu tinh cực đang xoay tròn lên, cuối cùng cũng dễ dàng hơn rất nhiều, vừa rồi nhiều năng lượng như vậy thật sự quá mức kinh khủng. Lý Dương cảm thấy trong lòng đã dễ dàng một ít. Có bốn loại bổn nguyên năng lượng hùng hậu gia nhập, Chu Thiên Càn khôn viên cầu thúc lực cũng biến hóa mạnh hơn rất nhiều, đao phách không ngừng bị áp bách. Đột nhiên Lý Dương cũng trở nên khẩn trương hơn tinh cực chi hỏa cấp bậc cao, cũng không phải chuyện tốt a, à. bảy đóa tinh cực chi hỏa, bảy đóa hắc sắc tinh cực chi hỏa không ngừng thiêu đốt đao phách đao phách không ngừng chấn động, bắt đầu điên cuồng hấp thu bảy khỏa tinh cực năng lượng, tinh cực cũng đồng thời hấp thu thiên địa năng lượng chung quanh. Giờ phút này, đao phách cần thiết yếu nhất là năng lượng, hắn phải biến đổi, được hai đạo nhị nghi tịnh hòa rèn luyện, hắn đang phải rất nhanh biến đổi, cái nhu yếu nhất là năng lượng. Lý Dương khoanh chân ngồi, chung quanh trong vòng ngàn dặm hình thành một ba động to lớn, năng lượng thiên địa khổng lồ không ngừng dung nhập trong cơ thể Lý Dương, nhưng từng ấy năng lượng đối với Lý Dương mà nói, thật sự quá ít phải đến năm tháng nào mới có thể hấp thu cũng đủ năng lượng để biến đổi." Lý Dương trong lòng khẩn trương. Một bên côn bằng yêu đế đang thủ hộ thấy cảnh này, không nhịn được nhướng mày hừm, Lý Dương hắn đang điên cuồng hấp thu năng lượng, hấp thu năng lượng như thế trong thiên địa, tốc độ thật sự quá mức chậm, ta sẽ giúp hắn một tay, ưng, ừ, phải sử dụng một viên rồi." Tay côn bằng yêu đế vung lên, một viên kim sắc viên châu huyết hồng liền phiêu hướng Lý Dương. Khỏa kim sắc viên châu cũng đủ để người khác trở thành yêu đế tiền kỳ cao thủ, năng lượng khổng lồ như thế, trực tiếp bị Lý Dương thôn phệ, dung nhập vào thân thể, lúc dung nhập thân thể, kim sắc viên châu lập tức hóa thành năng lượng hồng lưu cuồn cuộn lao vào các vị trí trên thân thể Lý Dương. Thật tốt quá. Cảm thụ được nguồn năng lượng khổng lồ, Lý Dương mừng rỡ, lập tức chuyên tâm vào thay đổi đao phách. Xuy suy, bảy quả tinh cực điên cuồng thôn phệ năng lượng, bạch sắc tinh cực biến thành nhũ bạch sắc, đồng thời quán thâu năng lượng không ngừng dung nhập vào trong đao phách. Nhị nghi tịnh hỏa đốt cháy, còn có thủy linh chi khí dung nhập vào đao phách lãnh khước nước lửa lẫn nhau giao thối đao phách đạt đến tốc độ đột biến càng nhanh hơn trong cơ thể lý dương năng lượng tiêu hao cực nhanh một lát sau đao phách đó cũng ngâm nga một trận bạch sắc đao phách biến thành nhũ bạch sắc giờ phút này tại nhị nghi tịnh hỏa tiếp tục đốt cháy nhũ bạch sắc đao phách cũng bất động khổng lồ tinh kim chi khí dung nhập vào trong nhũ bạch sắc đao phách tự phẳng phất phát ra một thanh kim quang nhũ bạch sắc phi đao kim sắc viên trâu năng lượng quá mức cường đại đao phách biến thái chỉ dụng một nửa năng lượng còn thừa hoàn toàn dũng mãnh vào trong tim lý dương bắt đầu dung nhập vào trong thân thể trong cơ thể hòa diễm năng lượng khổng lồ và thủy linh chi khí cũng bắt đầu rèn luyện tiếp thân thể qua hồi lâu rốt cục tất cả năng lượng hoàn toàn bị hấp thu hết thủy linh chi khí và mộc linh chi khí dung nhập làm cho thân thể lý dương không phát ra năng lượng mênh mông ngược lại còn làm cho người ta có cảm giác mượt mà mênh mông lực lượng hoàn toàn ẩn núp bên trong thân thể thân thể tu vi ma đế tiền kỳ từ từ ngồi dậy, Lý Dương đã mở con mắt, trên mặt có một nụ cười hưng phấn. Đoạn thời gian vừa rồi mang chính tinh thần năng lượng tiêu hào khá lớn, nhưng giờ phút này Lý Dương hưng phấn kích động phi thường, tinh thần tu vi ma đế hậu kỳ đại biểu cho cái gì? Đại biểu Lý Dương cho rủ tiến vào quỷ giới, quỷ đế hậu kỳ cao thủ đừng mơ tưởng phát hiện hơi thở Lý Dương. Chúc mừng, chúc mừng Lý Dương tiểu hữu công lực tăng lên, thậm chí đến ta cũng khó có thể cảm nhận được hơi thở tiểu hữu, thật bất khả tư nghị kể cả vợ chồng dương thạch ta đều có thể cảm nhận được hơi thở bọn họ ta lại không thể cảm nhận được hơi thở ngươi côn bằng yêu đế quay về lý dương cảm thán lý dương cười từ sau khi hấp thu thủy linh chi khí hắn cảm thấy chẳng những là năng lượng trong cơ thể thậm chí cả hơi thở trong cơ thể đều hoàn toàn ẩn giấu đúng là một trong đặc thù hiệu quả của thủy linh chi khí thủy vô hình bao dung tính rất mạnh đúng là nguyên lý này côn bằng yêu đế tiền bối ta cũng chỉ có chút kỳ ngộ mà thôi hơn nữa vừa mới đối với ma thần lục tuyệt có điều lĩnh ngộ, hoàn toàn đại thành, tinh thần tu vi đạt tới ma đế hậu kỳ cảnh giới, mới có hiệu quả như vậy. Lý Dương cũng không ẩn giấu. Cái gì? Lý Dương huynh đệ, tinh thần tu vi người đạt tới ma đế hậu kỳ. Đàm đồ thanh âm trượt vang lên, đàm đồ đột nhiên vọt tới trước mặt Lý Dương, vẻ mặt khó có thể tin, hiển nhiên tiến bộ của Lý Dương làm cho hắn cảm thấy giật mình. Lý Dương mỉm cười gật gật đầu. Côn bằng yêu đế cũng cười nói, Si Vưu Đại Tôn đối với Tiểu Hữu quả nhiên rất coi trọng, đem ma thần lục tuyệt đều hoàn toàn truyền cho Tiểu Hữu. Nghe nói ma thần lục tuyệt cực kỳ lợi hại, có thân pháp, có phòng ngự cũng có công kích, quả thực cực kỳ huyền diệu, không biết so với côn bằng thôn phệ của ta thì như thế nào. Lý Dương lắc đầu cười khổ nói, côn bằng yêu đế tiền bối, côn bằng thôn phệ chính bằng vào côn bằng chân thân tiên thiên ưu thế, thêm vào đó là lĩnh ngộ thần thông của ngài, uy lực to lớn, thật vượt xa ma thần lục tuyệt. Ta nói mà, côn bằng thôn phệ của phụ thân ta cực kỳ lợi hại. Ma thần lục tuyệt sao có thể so với côn bằng thôn phệ. Đàm đồ cười to. Côn bằng yêu đế hừ lạnh một tiếng nói. Hải tử ngươi biết cái gì? Lý Dương tiểu huynh đệ thân mình công lực còn không tính là cao, thi triển ra ma thần lục tuyệt có thể không bằng ta. Nhưng nếu làm cho ma đế hậu kỳ cao thủ thi triển ma thần lục tuyệt, uy lực to lớn, không phải là ngươi có khả năng tưởng tượng. Đại tôn tự mình hiểu được tuyệt học, chỗ lợi hại thâm ảo, tuyệt đối không kém gì côn bằng thôn phệ. Côn bằng yêu đế khẳng định nói. Côn bằng yêu đế cũng chỉ nói không kém gì, cũng không có nói côn bằng thôn phệ kém hơn so với ma thần lục tuyệt, dù sao hắn cũng là nhân vật cực kỳ tự tin. Lý Dương cười. Hắn cũng rất rõ ràng, khai thiên tích địa uy lực phi thường kinh khủng. Nếu một gã ma đế hậu kỳ cao thủ thi triển ra, uy lực không nhất định không kém so với côn bằng thôn phệ. a à, côn bằng yêu đế tiền bối, vãn bối vừa mới đột phá, đang muốn tìm một địa phương củng cố một phen, thích ứng với năng lượng bên trong lần tăng lên mạnh mẽ này lý dương thật sự phải thích ứng một chút côn bằng yêu đế gật gật đầu nói tốt ngươi a à, phải rồi ta vừa mới luyện hóa vợ chồng dương thạch năng lượng tạo xong hai tinh thể vừa mới rồi trong khi ngươi tu luyện ta đã cho ngươi một cái bây giờ chỉ còn một cái nói xong côn bằng yêu đế liền xuất ra một vầng sáng màu đỏ lưu chuyển kim sắc viên châu a à, ta vừa mới tu luyện tự nhiên lại thiếu năng lượng nguyên lai là cường đại năng lượng từ viên châu này giúp thật sự cảm tạ, vừa rồi nếu không phải tiền bối, phòng trừng ta phải không ngừng hấp thu không biết bao nhiêu thời gian. Lý Dương cảm thán, tiểu hữu ngươi nếu phải tu luyện, trước tiên chuẩn bị toàn bộ, đột nhiên ngươi như vậy, cần gấp nhiều năng lượng, nếu gặp được phải đặc thù tình huống, cũng nói không chừng tàu hòa nhập ma a à. Côn bằng yêu đế nhắc nhở nói, Lý Dương cười khổ gật đầu, có thể trách hắn ư, tinh thần tu vi đạt tới ma đế hậu kỳ. Cảnh này khiến cho Lý Dương hấp thu bốn đạo bổn nguyên năng lượng nhiều hơn, đạt tới tổng lượng 1 phần 10, là hơn 10 lần, điều này làm cho Lý Dương trong lúc nhất thời ứng phó không kịp, vừa mới luống cuống tay chân xử lý bốn đạo bổn nguyên năng lượng, bởi vì không nghĩ tinh cực chi hỏa đạt tới nhị nghi tịnh hòa cảnh giới, làm cho đao phách cũng thay đổi theo. Hết thảy là bất ngờ, căn bản không để cho Lý Dương chuẩn bị. "Tiểu Hữu, có một việc phải nói với ngươi một chút." Côn Bằng Yêu Đế đột nhiên có chút buồn buồn, không có hào khí. "Ách." Đàm Đồ trừng mắt to nhìn phụ thân mình ở trong lòng hắn, cha hắn cho tới bây giờ đều khí phách mười phần, tràn ngập hào khí, cho tới bây giờ không có nhìn thấy cha có bộ dáng như thế. Lý Dương cũng nghi hoặc nhìn côn bằng yêu đế. Tiền bối, có sự tình gì cứ nói. Côn bằng yêu đế ý tứ nói. Lúc trước trong khi áp xúc dương thạch, âm khiết năng lượng, không nghĩ năng lượng bọn chúng quá mạnh mẽ. a à, không có có biện pháp, dù sao bọn họ cũng là yêu đế hậu kỳ cao thủ, năng lượng rất mạnh, ta trong lúc nhất thời không thể áp xúc, cho nên, chỉ có thể chính mình đã hấp thu trước một ba nói đến đây côn bằng yêu đế cảm thấy khó khăn bất quá cho dù khó khăn hắn phải nói ra đạt tới côn bằng yêu đế cảnh giới tu vi căn bản không ngại khi thừa nhận lý dương trừng mắt đàm đồ cũng trừng mắt cha ngươi chỉ hấp thu một ba phải rồi ngươi hấp thu một người vợ chồng dương thạch một ba năng lượng hay là hấp thu một ba của hai người năng lượng hai người ta đều hấp thu một ba Côn bằng yêu đế không có tức giận chừng mắt nhìn đàm đồ. Lý Dương không nhịn được nở nụ cười, nhưng càng thêm bội phục côn bằng yêu đế, chỉ nhìn kim sắc viên châu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năng lượng trong đó, Lý Dương căn bản không thể phát hiện, côn bằng chỉ hấp thu một. Ba. Nhưng côn bằng vẫn nói với hắn, cho dù như vậy hội rất xấu mặt. Lý Dương tiểu hữu, bất quá trong quá trình áp xúc so với lần trước thuận lợi rất nhiều, lãng phí năng lượng không có gì nghiêm trọng, cho nên kim sắc viên châu năng lượng như trước đủ để làm cho một người đạt tới yêu đế tiền kỳ. Côn Bằng yêu đế vội vàng nhìn Lý Dương nói, Lý Dương cười, nói, "Côn Bằng yêu đế tiền bối, kim sắc viên châu chính ngươi cho ta, ta đã cảm kích vô cùng. Ngươi còn giải thích cho ta, ta quả thật có điểm không an lòng. Ai, còn ấp úng làm gì? Cha, Lý Dương huynh đệ chẳng lẽ là người so đo sao? Cha, ngươi để ý, Lý Dương huynh đệ cứu ta, cũng không có yêu cầu ta và cha cái gì?" Từ đó có thể thấy được Lý Dương huynh đệ không phải là tiểu nhân, cho nên, "Cha, người cứ yên tâm đi, Lý Dương huynh đệ sẽ không để ý." Đàm Đồ đột nhiên nói, "Lý Dương huynh đệ, chúng ta đi, cứ để cha ở đây hối hận, chúng ta về thôi." Đàm Đồ lôi kéo Lý Dương, hướng Côn Bằng đảo bay đi. Côn Bằng yêu đế đã thấy cảnh này, không nhịn được sừng sốt rồi cười cười, "Hỗn tiểu tử." Lập tức, Côn Bằng yêu đế cũng đi theo bay xuống. Lý Dương ở trong một hành cung, mỗi ngày đều lặng lặng cảm thụ năng lượng trong cơ thể, làm cho chính mình càng thêm thích ứng nhiều năng lượng. Thân thể tu vi đạt tới ma đế tiền kỳ, hơn nữa dung nhập cường đại tinh kim chi khí, thân thể tu vi cao cường, có thể so với ma đế trung kỳ cao thủ. Lý Dương đao phách đạt tới nhũ bạch sắc cảnh giới, hơn nữa tinh kim chi khí dung nhập tuyệt đối siêu việt hơn thần khí bình thường, phòng trừng quỷ đế hậu kỳ cao thủ phòng ngự đều có thể phá, tốc độ cực nhanh, cũng vượt xa xa quá khứ bạch sắc cảnh giới của lý dương đã có thể so với tốc độ thần kiếm tử điện hôm nay hôm nay tốc độ cực nhanh đã vượt qua thần khí tử điện cho dù cùng đệ nhất tốc độ thần khí xích tiêu so sánh tương quan cũng không quá lớn hô lý dương phun ra một hơi dài hai tay chậm rãi giơ lên toàn thân vang lên một trận hy lý ba lạp lý dương nhắm mắt lại rõ ràng cảm nhận được toàn thân mỗi một khối cơ thể bên trong đều ẩn chứa cường đại năng lượng lý dương có thể dễ dàng tự nhiên khống chế mỗi một khối cơ thể năng lượng bên trong đan điền, trong chu thiên càn khôn viên cầu. Từng đạo khí lưu lưu chuyển trong đó giống như trung ương khí lưu vân tầng, cả hai bà tản ra kim sắc quang mang nhũ bạch sắc phi đao phiêu phủ ở trong đó, từng đạo nhũ bạch sắc đao mang không ngừng phun lên phi đao đao nhận. Vài ngày tu luyện đã hoàn toàn đạt tới hiệu quả này. Gặp được quỷ đế trung kỳ, chỉ cần vận dụng thân thể liền có thể giải quyết, nếu gặp được quỷ đế hậu kỳ cao thủ, phòng trừng liền phải sử dụng đao phách cùng với tinh thần công kích, nói không chừng ngay cả tam xanh thạch cũng sử dụng lý dương trong lòng âm thầm có quyết định tam xanh thạch đối với tinh thần công kích có công hiệu mở rộng một khi sử dụng tam xanh thạch tinh thần công kích lý dương càng thêm kinh khủng chỉ là lý dương sử dụng tam xanh thạch không tiện không phải vì hắn mà hắn phải thủ ấn quyết khống chế bất quá lý dương tinh thần tu vi đạt tới ma đế hậu kỳ cho dù không để dụng tam xanh thạch tinh thần công kích cũng rất lợi hại trừ phi gặp được quỷ đế cung cấp với côn bằng yêu đế lý dương phòng chừng tinh thần công kích đến muốn thắng cũng khó khăn nhưng bình thường quỷ đế hậu kỳ cao thủ, nếu miễn cưỡng đối phó, hắn ít nhất cũng đánh ngang tay mà không có vấn đề gì. Trên tử yến, Lý Dương huynh đệ, ngươi thật sự phải đi. Đàm đồ có vẻ thiết tha. Lý Dương cười nói. Đàm đồ huynh, ta ở tại Bắc Minh Hải cũng được một thời gian, ta lần này đi quỷ giới có chuyện quan trọng phi thường phải làm. Mấy ngày nay, trong cơ thể năng lượng ta hoàn toàn củng cố, cũng đến lúc ta đi quỷ giới. Côn bằng yêu đế thở dài nói. Lý Dương tiểu hữu, quỷ giới bất đồng với ma giới, cũng bất đồng với minh giới, ngươi là người ma giới, một khi bị phát hiện thân phận, phòng trừng sẽ bị quần khởi chi công, cho nên ngươi phải cẩn thận. Côn bằng yêu đế tiền bối, ngươi không phải lo lắng, ta hôm nay tinh thần tu vi đạt tới ma đế hậu kỳ, hơn nữa cũng có một ít phương pháp đặc thù, chính quỷ đế hậu kỳ cao thủ đều không thể nhìn thấu hư thực ta. Đương nhiên bọn họ nhìn không thấu hư thực ta, sao có thể biết ta là người ma giới? Lý Dương tin tưởng 10 phần nói, lần này lưu lại một đoạn thời gian tại bắc minh hải thu hoạch lớn nhất đó là đề cao tinh thần tu vi lý dương lúc trước vẫn lo lắng tới quỷ giới bị người phát hiện thân phận khi đó đã có thể phiền toái bây giờ tu vi đề cao hơn nữa thủy linh chi khí thu liễm hơi thở đặc thù tác dụng kể cả côn bằng yêu đế tiếp cận đến gần đại tôn cao thủ đều không thể phát hiện hắn chứ đừng nói quỷ giới quỷ đế a à, ta thiếu chút nữa quên mất khí tức người bây giờ ngay cả ta cũng không thể phát hiện côn bằng yêu đế tự giễu cười Lý Dương đột nhiên nhìn côn bằng yêu đế nói. Côn bằng yêu đế tiền bối, ta đối với quỷ giới không thế nào quen thuộc. Bắc Minh Hải phân chia quỷ giới và minh giới, tin tưởng rằng tiền bối đối với quỷ giới cũng quen thuộc. Ta muốn hỏi tiền bối, nếu phải tìm người chết từ nhân giới, thân phận người đó ở quỷ giới, nên đến đâu để tra? Côn bằng yêu đế ngẩn ra, ngẩn ra. Ừm, Lý Dương tiểu hữu ngươi có phải muốn tìm một ít thân nhân bằng hữu tốt ở nhân giới? Lý Dương gật gật đầu. Tiểu hữu, ta phải nói cho ngươi, muốn cha ra, chỉ có thể đi tìm thập điện Diêm Vương. Phàm là sau khi chết sẽ tiến vào quỷ giới, người ở thập điện Diêm Vương sẽ khống chế một trong 10 đại thành thị. Hơn nữa thân phận những người này đều có bản ghi chép, được thiếp thân giữ ở thập điện Diêm Vương, ngươi muốn cha, rất khó. Côn bằng yêu đế đã ném cho Lý Dương một chậu nước lạnh. Thập điện Diêm Vương, thiếp thân giữ. Lý Dương nhíu mày, vốn hắn tưởng thập điện Diêm Vương phía dưới có hạ nhân trưởng quản, như vậy đã có thể dễ dàng tra xét cho nên không nghĩ là do thập điện diêm vương chính thân trưởng quản lý dương lúc này hỏi tiền bối thập điện diêm vương công lực như thế nào cường giả vi tôn tại mọi địa phương đều có thể dụng được cho dù có địa phương khó có thể sử dụng là bởi vì ngươi không có cũng đủ mạnh một khi ngươi mạnh đến mức vô địch sự tình giải quyết liền dễ dàng côn bằng yêu đế nói thập điện diêm vương giai quỷ đế cấp bậc cao thủ hơn nữa bọn họ đều tọa giữ một đại thành có vô số kẻ dưới tay, đồng thời thập điện diêm vương đồng khí ngay cả khi, người muốn dụng vũ lực, phỏng trừng khó có thể thành công, chỉ có thể phương pháp mềm dẻo thôi. Côn bằng yêu đế nhắc nhở nói. Lý Dương gật gật đầu. Hắn tự nhiên sẽ không dại dột đến uy bức. Phàm là người sau khi chết đến quỷ giới, đều xuất hiện tại thập đại thành thị. Cho nên ngươi muốn tìm vị thân bằng hữu kia, chỉ có thể đi thăm dò. Phải rồi, ta nhắc nhở ngươi, nói không chừng ngươi tra được thì vị bằng hữu tốt của ngươi đã chuyển thế rồi cũng nên. Côn bằng yêu đế hảo tâm nói, đúng vậy, Lý Dương huynh đệ, đến khi người cha được, hắn có thể đã chuyển thế, điều đó rất tệ. Đàm đồ cũng nói, Lý Dương cười nói, không phải lo, ta đã từ đại tôn biết được, nàng bây giờ còn đang tu luyện, cũng chưa có chuyển thế. Tốt rồi, cảm ơn tiền bối và đàm đồ huynh, đến quỷ giới, ta liền từng bước từng bước điều tra Diêm Vương, quá khứ ngàn năm rồi, cũng không quan tâm về thời gian nữa. Hảo, đã như vậy, ta liền cầu chúc Lý Dương tiểu hữu được như mong muốn côn bằng yêu đế nói xong liền nâng chén. Lý Dương huynh đệ, ta cũng cầu chúc ngươi thành công, nào, cạn chén. Đàm đồ nâng chén. Tốt, cạn chén. Lý Dương cười nâng chén, lập tức đó uống một hơi hết sạch. Lý Dương cảm giác trong ngực có một cỗ hỏa khí, trong lòng có kích động nhẹ nhẹ, tử yến chấm dứt. Hắn phải rời đi Bắc Minh Hải, đi trước quỷ giới tìm kiếm tung tích tuyết. Phải rồi, Lý Dương tiểu hữu, người một khi tới quỷ giới, Nhớ đi trước tình Tần Nghiễm Vương, ngươi chỉ cần nói ngươi là hảo bằng hữu của ta, đồng thời nói cho hắn một câu nói khuôn mặt, nắm tay, thái độ hắn đối với ngươi chắc sẽ rất tốt." Côn Bằng Yêu Đế đột nhiên nói, trên mặt mỉm cười. "Khuôn mặt, nắm tay." Lý Dương sửng sờ, trong lúc nhất thời không biết Côn Bằng Yêu Đế nói thế rốt cuộc có ý nghĩa gì. Đàm Đồ hắc hắc cười nói, "Lý Dương huynh đệ, cứ nghe phụ thân ta nói, Tần Nghiễm Vương khẳng định sẽ tận tình chiêu đãi ngươi, nói không chừng còn trực tiếp cho thủ hạ giúp ngươi tìm người." vẻ mặt côn bằng yêu đế khẳng định nhưng tiểu ý trong mắt cũng làm cho lý dương cảm ngộ được chỉ cần nói khuôn mặt nắm tay nhất định sẽ không ổn đàm đồ huynh côn bằng yêu đế tiền bối các ngươi đang hí lộng ta à nói như vậy thì có ý gì việc này không đuổi được đâu lý dương làm bộ rất nghiêm túc nói yên tâm côn bằng yêu đế khẳng định nói ngươi chỉ cần nói như thế khẳng định thái độ tần nghiễm vương đối với ngươi sẽ tốt phi thường nếu có gì không tốt ngươi cứ tới tìm tới côn bằng ta tính sổ nhưng vì sao lại nói khuôn mặt, nắm tay hai từ đó thì ngươi không nên hỏi nhiều. Đúng vậy, ngươi không cần hỏi nhiều, ta và cha còn có thể hại ngươi sao? Đàm đồ vỗ vỗ bả vai Lý Dương, cười hì hì nói. Lý Dương nhíu mày đầu, nhìn phụ tử bọn họ, trong lúc nhất thời, cũng nhìn không ra côn bằng yêu đế và đàm đồ rốt cuộc đang có chú ý gì. Bất quá Lý Dương cũng liền mỉm cười, hắn và côn bằng phụ tử trong khoảng thời gian tiếp xúc vừa qua, Lý Dương cũng biết phụ tử bọn họ đều không câu nệ tiểu tiết, tuyệt đối sẽ không gây bất lợi với bằng hữu tốt ta tin tưởng phụ tử hai người nếu ra xảy ra việc gì ngoài ý muốn hừ hừ phi đao ta không phải cái có thể nói đùa một chùm đao mang từ ngón tay lý dương lóe ra đã thấy lý dương mỉm cười côn bằng yêu đế và đàm đồ đều cười to lên ngày thứ hai bên ngoài côn bằng đảo mấy người lý dương côn bằng yêu đế đàm đồ kim tu yêu đế ngân giáp yêu đế cả nhà cam nguyên những người đưa tiễn lý dương lên đường cam nguyên ngươi cứ an tâm tu luyện tại đây, đàm đồ đại ca nhất định sẽ thay ta dạy ngươi tốt, ở đây sẽ không ai khi dễ các ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ nhất định phải cố gắng tu luyện, biết không? Lý Dương xoa xoa đầu cam nguyên, cổ vũ nói. Cam nguyên thập phần kiên định gật gật đầu, cặp mắt to sáng ngời nhìn Lý Dương, nói. Lý Dương đại ca, chừng nào ngươi mới gặp lại ta? Lý Dương hơi kinh ngạc, chính mình lúc nào trở về thật sự khó nói, dù sao chặng đường đến quỷ giới khó có thể đoán trước, ai biết sẽ phát sinh việc gì. Lý Dương quay về Cam Nguyên, trên mặt lộ ra nụ cười, xoa xoa đầu Cam Nguyên nói: "Yên tâm, đại ca một khi sự tình giải quyết xong, khẳng định sẽ đến tìm ngươi, nói không chừng đại ca đến gặp lại ngươi, không chỉ có một mình đâu, không một mình chẳng lẽ còn có người khác." Cam Nguyên con mắt sáng ngời. Lý Dương trong đầu không tự kìm được, dung mạo Khương Tuyết lại hiện lên trong đầu Lý Dương rất rõ ràng, không có chút mơ hồ, rất nhiều người nói, thời gian quá dài, trí nhớ dần dần mơ hồ. Nhưng dung mạo Khương Tuyết giống như đao khắc rất sâu trong đầu Lý Dương. Còn có một vị tỷ tỷ xinh đẹp, bất quá tạm thời ngươi chưa gặp được nàng. Lý Dương sủng ái xoa xoa đầu Cam Nguyên nói, "Bình thường mà nói, trong Lý Dương đang có một hy vọng, hy vọng lần này đến quỷ giới thật sự có thể tìm được Khương Tuyết, trải qua vô vàn khó khăn, vô luận là thế tục, côn luân tiên cảnh, hoàng tuyền hải, ma giới, minh giới, yêu giới, đều đã có dấu chân của Lý Dương, thậm chí kể cả cảnh đổ máu chém giết." con đường đi từ trước tới giờ, lý dương cũng từ một phàm nhân trở thành một người có thể tranh phong cùng siêu cấp nhân vật đứng đầu yêu đế, ma đế, tiên đế. hắn hoàn toàn có tư cách đi tìm kiếm người yêu qua bắc minh hải đến quỷ giới, đó chính là mục đích của lý dương. tỷ tỷ, chẳng lẽ lý dương đại ca lại thích cô gái đó? cam nguyên con mắt sáng ngời tự đoán nói. lý dương cười cười mắng, tiểu quỷ. lý dương lúc này ngẩng đầu nhìn về phía côn bằng yêu đế và đàm đồ nói côn bằng yêu đế tiền bối, đồ huynh, ta giao cam nguyên lại cho các ngươi, ta bây giờ bên mình có rất nhiều việc nên không thể tự mình dạy hắn, phiền toái đến các ngươi. Đàm đồ nghiêm mặt, tựa hồ có chút giận dữ nói. Lý Dương huynh đệ, ngươi nói linh tinh cái gì? Chuyện nhỏ như vậy, mấy ngày nay quan hệ giữa ta và tiểu tử cam nguyên cũng rất tốt, tiểu tử kia rất nghe lời, hơn nữa tư chất rất tốt, nếu cố gắng nói không chừng liền có thể đạt tới yêu đế cảnh giới. Dạy một tiểu tử thông tuệ như vậy, quả thật rất tốt, Ngươi cứ yên tâm, Đàm Đồ ta cam đoan sẽ dạy tiểu tử thật tốt." Côn Bằng Yêu Đế cũng đứng bên cạnh nói, "Lý Dương tiểu hữu, nhi tử ta tính tình có chút táo bạo, không chịu ngồi yên một chỗ, cũng vì đó mà hắn vẫn đình trệ tại Yêu Đế tiền kỳ, để cho hắn chuyên tâm dạy dỗ thiếu niên này, đối với tính tình hắn cũng là một loại tu luyện, ngược lại là chuyện tốt." "Cha." Đàm Đồ có chút bất mãn. Nhất thời tất cả mọi người không kìm được cười rộ lên, Lý Dương đột nhiên tiến đến bên cạnh Đàm Đồ, bên tai Đàm Đồ nhỏ giọng hỏi, đàm đồ huynh, người nói cho ta biết, phụ thân ngươi để ta nói cho tần nghiễm vương khuôn mặt, nắm tay rốt cuộc là có ý tứ gì. Đồng thời tay Lý Dương vung ra, một đạo cấm chế liền bố trí chung quanh hai người, tuyệt nhiên người chung quanh không thể nghe lén. Đàm đồ trong mắt hiện lên tiểu ý, cũng đến bên tai Lý Dương nói. Ta nói cho ngươi a à, Lý Dương con mắt sáng ngời. Cái này là bí mật, ha ha. Đàm đồ lập tức liền ngửa đầu cười ha ha. Lý Dương không nhịn được bất đắc dĩ cười cười, lập tức phất tay giải trừ cấm chế, Lý Dương lui về phía sau, nhìn lại mọi người rồi cười nói. Tốt rồi, các vị, mọi người cũng không nên tiễn nữa, ta đi đây. Lý Dương hướng đến mọi người chắp tay hành lễ nói. Lý Dương huynh đệ. Vợ chồng cam chân nhìn Lý Dương, trong mắt cũng lộ vẻ cảm kích. Lý Dương cứu mạng bọn họ, hơn nữa còn cho nhi tử bọn họ hai kiện thượng phẩm quỷ khí thủy thủ, ngoài ra còn làm cho Bắc Minh hải bá chủ. Côn bằng yêu đế đến chiếu cố bọn họ, được côn bằng yêu đế bảo hộ, cả nhà cam nguyên khẳng định không có nguy hiểm gì hơn nữa yêu đế đàm đồ tự mình dạy cam nguyên trong lòng bọn họ còn biết được lý dương từ nay về sau sẽ còn đến trợ giúp cam nguyên nhi tử bọn họ tương lai nhất định sẽ vinh quang kim mao thủy viên nhất tộc nói không chừng cũng có thể thay đổi vận mệnh tự nhiên hai vợ chồng cam chân đối với lý dương cực kỳ cảm kích lên đường thuận lợi côn bằng yêu đế đàm đồ kim tu yêu đế ngân giáp yêu đế vợ chồng câm chân và cam nguyên chắp tay nói đại ca trong mắt cam nguyên nước mắt chảy xuống từ nhỏ đến lớn ngoại trừ phụ mẫu hắn thì lý dương đối xử với hắn tốt nhất bây giờ lý dương phải đi hắn tự nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu tốt các vị cáo từ ha ha cam nguyên chờ khi ta trở lại nếu ngươi còn chưa tới yêu quân cảnh giới ta sẽ tận tình dạy dỗ ngươi nha lý dương cười to lý dương lập tức hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang trong nháy mắt liền biến mất trước mắt mọi người bọn người đàm đồ cam nguyên vẫn nhìn về phía thủy vực rất lâu sau rất lâu sau Khôn cùng Bắc Minh Hải ngăn cách minh giới và quỷ giới căn bản rộng lớn khó có thể tưởng tượng. Lý Dương dừng lại, con mắt nhắm lại, tinh thần hắn lúc này cảm thụ năng lượng ba động trong thiên địa rõ ràng. Tinh thần tu vi càng ngày càng cao tự nhiên năng lượng cảm ứng cũng càng ngày càng mạnh. Đạt tới Ma Đế hậu kỳ, Lý Dương thậm chí thông qua tinh thần cảm ứng để khống chế thiên địa năng lượng. Bình thường một ít Ma Đế hậu kỳ cao thủ có thể làm cho người ta sợ hãi, chính là sử dụng thiên địa năng lượng, không trách côn bằng yêu đế hai tay hư áp có thể sinh ra áp lực to lớn như vậy lý dương khóe miệng có vẻ tươi cười hai tay cũng vung nhẹ ra lập tức hư áp chậm rãi đi xuống khí lưu đột nhiên chấn động phía dưới hải thủy bắc minh hải trầm xuống mấy chục thước lý dương không hài lòng lắc lắc đầu côn bằng yêu đế bình thường hư áp đã có thể đem thân thể vợ chồng dương thạch ép ra áp lực của ta nhiều nhất chỉ có thể áp bách yêu quân mà thôi so với côn bằng yêu đế còn kém hơn trăm lần a lý dương kỳ thật cũng không biết chính mình vừa mới đạt tới yêu đế hậu kỳ đối cảm ứng thiên địa năng lượng chưa thể rõ ràng như thế được cũng chỉ có cảm ngộ được thiên đạo trong mấy năm thêm vào tư chất cực cao mới có thể đối với thiên địa năng lượng cảm ứng rõ ràng như thế lý dương hắn bởi vì ưu thế tiên thiên tiên thiên đối với thiên địa tự nhiên có cảm giác thân thiết cho nên tinh thần tu vi hắn đạt tới ma đế hậu kỳ mới có thể đạt tới trình độ như thế kể cả sư đà vương yêu giới đại thánh đối với thiên địa năng lượng phòng chừng đều không hơn được lý dương mặc dù những người đó thực lực rất mạnh nhưng tinh thần bọn họ đối với việc cảm ngộ thiên địa, thậm chí kể cả thiên thiên tư chất đều không bằng Lý Dương. Lý Dương hai tay vung ra, đột nhiên trong không gian năng lượng tụ tập lại, dưới chân Lý Dương là một đao mang rất lớn, lúc này xung quanh đao mang tản ra kim sắc quang mang bạch sắc đao phách màu nhũ, giờ phút này, năng lượng hoàn toàn tụ tập chung quanh đao mang, một lát sau, dưới chân Lý Dương liền xuất hiện một đám mây, tất cả đều do thiên địa năng lượng hình thành đám mây, bên trong đám mây cũng có đao mang đao phách, tốc độ căn bản không thể ảnh hưởng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nằm nghiêng trên đám mây, Lý Dương trên tay liền xuất hiện một tử hồ, khóe miệng mang theo tiếu ý, Lý Dương cứ như vậy uống rượu bay về phía quỷ giới. Phía dưới là mang mang vô tận Bắc Minh Hải, đám mây dựa vào tốc độ hơn 10.000 dặm cực nhanh chóng hướng về phía quỷ giới tiến, đến. Dung hợp tinh hợp chi khí nhũ bạch sắc đao phách, tốc độ cực nhanh, quả thực so với thần kiếm tử điện, còn nhanh hơn 10 lần ngoài ra còn không ngừng tăng lên, tốc độ như thế, Phòng chừng chỉ có xích tiêu khí trong truyền thuyết mới có thể vượt qua Lý Dương. Bất quá độ biến thái của đao phách, nói không chừng ngay cả thần khí xích tiêu. Đệ nhất tốc độ thần khí đều không thể so được. Một canh giờ sau, Lý Dương đã thấy lục địa khôn cùng xa xa. Sóng biển Bắc Minh Hải từng trận từng trận vỗ vào vách đá và bờ cát, Lý Dương nằm nghiêng trên mây, trong nháy mắt liền bay qua biên giới Bắc Minh Hải và quỷ giới lục địa, trực tiếp bay vào lục địa quỷ giới bên trong, nhất thời thế giới quỷ giới khôn cùng hiện ra trước mắt Lý Dương. Tốc độ mây bay chợt chậm lại, Lý Dương cũng từ trên mây đứng dậy, từ không trung chung quanh nhìn ngắm quỷ giới. Quỷ giới thập phần xinh đẹp, non xanh nước biếc, thủy lưu bộc bộc, mây trắng phiêu phiêu, nhìn về xa xa, Lý Dương đã thấy một ít thôn trang, nói cách khác chính là nơi quỷ giới nhân tụ tập, trên thực tế xem ra nếu so sánh quỷ giới và minh giới, thì nơi đây lại bình yên hơn rất nhiều. Minh giới và ma giới giống nhau, cường giả vi tôn. Quỷ giới cũng và tiên giới giống nhau, tương đối yên lặng, tranh đấu tương đối ít. Lý Dương nhìn quỷ giới, trong mắt cũng phát ra quang mang sắc bén chung quanh. Chính là quỷ giới. Lý Dương cảm thấy trong ngực nóng bừng lên, trong mắt từ từ xúc động. Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu thứ trong mộng đều hiện ra, mặc kệ lúc nào. Cho dù lần đầu tiên biết tam đại nan đề, Lý Dương cũng không có sợ hãi quá. Con đường đó cứ đi tới. Rốt cục. Đến rồi, quỷ giới, ta rốt cục đã đến rồi. Con mắt Lý Dương càng thêm xúc động, tự hồ toàn thân đều tỏa ra năng lượng minh mông đột nhiên thần thức lý dương giống như hồng thủy vỡ đê điên cuồng triển khai ra bốn phương tám hướng quỷ giới đều bao trùm tinh thần tu vi đạt tới ma đế hậu kỳ lý dương thần thức phạm vi cũng lớn hơn rất nhiều rất dễ dàng lý dương thần thức bao trùm cả quỷ giới toàn bộ quỷ giới đều nắm trong lòng bàn tay 11 đại siêu cấp thành thị trung ương chính là quỷ giới phong đô đại đế trung tâm cả quỷ giới chính là phong đô ngoài ra còn có 10 thành thị chính do thủ hạ của quỷ giới phong đô đại đế thập điện diêm vương Lý Dương thập phần kinh ngạc. 11 đại thành thị đều thập phần rộng lớn, mỗi một thành thị, bình thường phạm vi, phòng trừng đều vượt qua diện tích địa cầu. Bất quá, cả diện tích quỷ giới thập phần rộng lớn, địa cầu về điểm diện tích trong quỷ giới mà nói, căn bản không là cái gì. Biết thế, cách Lý Dương khoảng hơn 10.000 dặm có một thành thị rộng trăm ngàn dặm. Côn bằng yêu đế từng nói qua, phàm là đến quỷ giới, có một luật là phải xuất hiện ở thành thị của thập điện Diêm Vương, dân cư phong đồ đều do những người khác tụ tập lại quỷ giới. Cho nên, ta bây giờ liền phải tìm kiếm Thập Điện Diêm Vương, đến tìm kiếm tung tích của Tuyết. Lý Dương trong lòng âm thầm có quyết định. Thập Điện Diêm Vương, người thứ nhất tìm ai? Tần Nghiễm Vương, trước hết tìm hắn. Lý Dương quyết định, người này là do Côn Bằng Yêu Đế nói cho hắn, hắn tin tưởng vào Côn Bằng Yêu Đế, đột nhiên trên mặt Lý Dương nhăn nhó. Tần Nghiễm Vương, lão thiên à, Thập Điện Diêm Vương, ta đến một người còn không biết, mặc dù ta biết vị trí mười tọa thành thị, nhưng ta lại không biết thành thị của Tần Nghiễm Vương ở chỗ nào. Lý Dương đã thấy xa xa có một bóng người, hắn lập tức hóa thành lưu quang, hướng người đó bay đi. Bay đến nửa đường, Lý Dương đột nhiên ngừng lại. Lý Dương hơi trầm ngâm, tựa hồ đang nghĩ tới sự tình gì. Tự nhiên đi tới quỷ giới, tinh thần tu vi của ta mặc dù cao, kể cả quỷ giới đệ nhất cao thủ phong đồ đại đế, phỏng trừng cũng không thể nhìn thấu ta, nhưng dù gì thì ta cũng không nên lộ thân phận. Lý Dương cũng không nóng nảy. Trong đầu hắn nghĩ ngợi một lát, liền có phương pháp. Lý Dương tâm ý vừa động, đan tay thành vòng tròn, quỷ minh năng lượng trong thiên địa lập tức bị Lý Dương hoàn toàn hấp thu vào người, quỷ minh năng lượng dũng mãnh vào toàn thân Lý Dương, lập tức bị hút vào đến thất diệu tinh cực, bắt đầu luyện hóa đao phách. Người bên ngoài nhìn vào thì thấy trên người Lý Dương có khí tức của quỷ giới nhân, hơn nữa Lý Dương tinh thần tu vi cao, không ai có thể nhìn xuyên Lý Dương, nên tự nhiên cho rằng Lý Dương là quỷ giới nhân. Hừ, rèn luyện đao phách, mặc kệ là năng lượng gì đều có thể rèn luyện. Ta bây giờ toàn thân đã được quỷ minh năng lượng che kín, cũng nên chế luyện một món đồ vũ khí đặc trưng lý dương trong lòng âm thầm nghĩ đến cận thân công kích ma giới cao thủ là lợi hại nhất quỷ giới và tiên giới giống nhau đều có tiên giới ảnh hưởng đối với cận nhân công kích tịnh không am hiểu đương nhiên tại tiên giới quỷ giới cũng có thể có cao thủ cá biệt hiểu được cận nhân công kích tỉ như tiên giới công pháp cũng là tu luyện pháp quyết thân thể hiếm thấy ma giới am hiểu cận nhân công kích không có nghĩa là các giới khác sẽ không tự như tiên giới am hiểu cấm chế pháp thuật công kích cho nên người minh giới và ma giới đối với cấm chế pháp thuật cũng chỉ tinh thông không bằng người tiên giới mà thôi. Tương tự, quỷ giới nhân đối với cận nhân công kích không có lợi hại như ma giới. Cho nên, Lý Dương cho dù sử dụng cận nhân công kích cũng không có cái gì vấn đề gì lớn. Bất quá Lý Dương vì tị hiểm, tận lực cũng không cần cận nhân công kích, trừ phi bất đắc dĩ mới có thể luyện dụng một chút, cho dù người khác đã thấy cũng sẽ không hoài nghi. Phải rồi, quỷ giới nhân quỷ khí bình thường thần khí đều có viễn trình công kích, rất ít cận nhân công kích. Chiến thần ngõa của ta cùng với hám địa quyền sáo cũng dùng được một chút. Quỷ giới nhân am hiểu viễn trình công kích, đương nhiên có thể sử dụng viễn trình công kích vũ khí. Lý Dương trên mặt đột nhiên tươi cười. Đã như vậy, ta đây sẽ thấy luyện chế một món đồ thần khí. Cũng chỉ có Lý Dương tài đại khí thôi như vậy, mới có thể tùy ý luyện chế thần khí. Luyện chế thần khí, cái khó thứ nhất là ở phương pháp luyện chế. Nhưng khó khăn nhất lại chính là lưỡng nghi tịnh hỏa cùng với tài liệu luyện chế thần khí. Ngũ thải hỗn độn thạch, hắc rượu băng thạch, siêu cấp quáng thạch dầu dễ dàng có được, Lý Dương cũng tại Hỗn Độn Sơn Hạch Tâm Không Gian phải gần chết mới lấy, được một khối ngũ thải hỗn độn thạch to lớn, mặc dù là bên trong trống rỗng, nhưng số lượng ngũ thải hỗn độn thạch cũng rất nhiều. Còn có lưỡng nghi tịnh hỏa. Ngoại trừ đại tôn cũng chỉ có đạt tới cao thủ như yêu đế, ma đế mà phải có tiên thiên hỏa đức thân mới có. Lý Dương thuộc về loại đó. Nhị nghi tịnh hỏa thật sự thập phần khó cầu. Mấy nan đề đó rõ ràng cho thấy muốn luyện chế một món đồ thần khí phải gian nan cỡ nào. Bình thường yêu đế ma đế mà có thần khí, cũng chỉ có thế lực lớn hay một ít yêu đế ma đế, thực lực cường đại mới có thần khí. Nhưng Lý Dương tài liệu thì nhiều, lại có lưỡng nghi tịnh hỏa, tự nhiên là sẽ tiện tay luyện chế. Lý Dương hóa thành một đạo tia chớp, trực tiếp dung nhập xuống đất, bay xuyên xuống dưới đất bên dưới quỷ giới mới dừng lại. Oanh! Thiên địa năng lượng bắt đầu khởi động, tầng nham thạch bị Lý Dương đào ra một cái huyệt to lớn, Hôm nay, Lý Dương thậm chí còn sử dụng chỉ một ít năng lượng tự thân. Ngược lại hắn lại thích sử dụng thiên địa năng lượng, sử dụng càng nhiều, đối với cảm ngộ thiên địa càng gần thêm. Lý Dương khoanh chân ngồi xuống, một khối ngũ thải hỗn độn thạch nhỏ liền nhẹ nhàng bay đến, đồng thời một đóa hắc sắc hỏa diễm cũng bay ra, trong nháy mắt liền hoàn toàn bao vây ngũ thải hỗn độn thạch. Nhìn ngũ thải hỗn độn thạch nhanh chóng bị hòa tan, trên mặt Lý Dương xuất hiện vẻ tươi cười quả nhiên, lưỡng nghi tịnh hỏa phải so với sám sắc chân hỏa lúc trước lợi hại hơn nhiều căn bản không cần cửu cung dung tâm bí pháp, đơn giản hơn rất nhiều. Lý Dương dễ dàng nhắm mắt lại, hai tay rất tự nhiên huyễn động, chung quanh thiên địa năng lượng lưu chuyển tụ hợp lại, phối hợp trừ đối với thiên địa cảm ngộ, Lý Dương lần này kết xuất các loại thủ ấn quyết tốc độ cực nhanh. Phá sát liệt thiên Lý Dương trong óc trong xuất hiện hình ảnh phá sơn liệt không, chỉ là tất cả chú ý lực của Lý Dương đều vỡ ra từ không gian phủ đao trên khai thiên thần phủ. Phủ đao sắc bén nhất có thể xé rách không gian, Trấn chiến quý tích làm cho Lý Dương có một chút chưa thể cảm ngộ được. Thay đổi, thay đổi luyện khí thủ ấn quyết. Lý Dương hơi xúc động, dựa theo suy nghĩ trong lòng hắn để luyện chế. Bất quá, Lý Dương trong lòng cũng có một chút do dự. Bởi vì hắn lúc này hắn thi triển thủ ấn quyết đều trong do luyện khí cao thủ từ rất nhiều năm qua tổng kết ra thủ ấn quyết. Nếu thay đổi, nói không chừng luyện khí thất bại, thậm chí kể cả tài liệu cũng bị phế đi. Mặc kệ con mẹ nó, nhiều nhất là lãng phí một khối ngũ thải hỗn độn thạch. Lý Dương trong lòng này sinh ác độc. Hắn giàu có vậy, một tiểu khối ngũ thải hỗn độn thạch có ăn thua gì? Từ từ theo cảm giác, Lý Dương một lần nữa kết ra các loại thủ ấn quyết, từng đạo thủ ấn quyết giống như tánh mạng, từ hai tay Lý Dương bay đến, nhanh chóng xoay quanh Lý Dương, thủ ấn quyết càng ngày càng nhiều. Lý Dương không dừng lại, hắn hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái tuyệt vời này, dựa theo hắn lĩnh ngộ, một hơi kết ra 3600 đạo thủ ấn quyết, 3600 đạo thủ ấn quyết tất cả xoay tròn chung quanh thân thể Lý Dương trong cơ thể Lý Dương đao phách bay ra bên ngoài cơ thể, lơ lửng trên đỉnh đầu Lý Dương, đồng thời, 3.600 đạo thủ ấn quyết bắt đầu thu về, dựa theo bộ dáng đao phách, phát ra quang mang phi đao huyền ảo. Mà ngũ thải hỗn độn thạch lúc này cũng biến thành hình phi đao, Lý Dương trên mặt tràn ngập tự tin lẫn tiêu ý. Hợp, Lý Dương quát khẻ một tiếng, không huyệt không gian đều chấn động một trận, mê huyễn quang mang phi đao phát ra cực mạnh rồi dung nhập trong ngũ thải hỗn độn thạch, lập tức một trận lách cách đánh rách tả tơi không khí hưởng động, một lũ hắc quang hiện lên dễ dàng xé rách không gian hồi lâu không gian ổn định xuống một thanh hắc sắc phi đao lẳng lặng phiêu phù nhãn tình lý dương sáng ngời phi đao thần khí tuyệt đối so với ta lần trước luyện thần khí hám địa quyền xáo và chiến thần ngõ còn lợi hại hơn nhiều lý dương thập phần khẳng định phi đao luyện chế có thể thành công xé rách không gian có thể tưởng tượng lực công kích của nó một giọt máu tươi từ trong ngực lý dương bay ra hạ xuống phi đao thần khí ông hắc sắc phi đao trận trận rung động, toàn tức liền dung nhập vào thân thể Lý Dương. Lúc này Lý Dương mới hoàn toàn rõ ràng thần khí, do chính mình luyện chế lợi hại cỡ nào. Phi đao thần khí uy lực mạnh tuyệt đối vượt qua hám địa quyền xáo. Phòng trừng uy lực phi đao thần khí, dung hợp với tinh kim chi khí đao phách sẽ không sai biệt lắm. Lý Dương phán định như thế. Bất quá, một khi phi đao thần khí cũng dung hợp tinh kim chi khí, vậy càng lợi hại. Đôi mắt Lý Dương tỏa sáng, Mặc dù lúc này hắn có thể khống chế 10% bổn nguyên năng lượng, nhưng 10% bổn nguyên năng lượng Lý Dương, tịnh không thể hoàn toàn dung nhập thân thể và đao phách, dù sao thân thể và đao phách tu vi không đủ, năng lực thừa nhận cũng không đủ. Phỏng trừng, thân thể và đao phách đạt tới ma đế hậu kỳ, mới có thể hoàn toàn thừa nhận 10% bổn nguyên năng lượng. Dù sao mỗi bổn nguyên năng lượng đều tương đương với một đại tôn năng lượng, bốn đạo bổn nguyên năng lượng 10%. Thập phần kinh khủng, năng lượng nhiều như thế, đại bộ phận đang bị lý dương hoàn toàn trói buộc tại chu thiên càn khôn viên cầu trước hết cần dung hợp bộ phận tinh kim chi khí vào trong phi đao thần khí lý dương khống chế một bộ phận tinh kim chi khí từ chu thiên càn khôn viên cầu mặt ngoài đến dung nhập vào trong hắc sắc phi đao đồng thời lưỡng nghi tịnh hỏa cũng từ từ luyện hóa xúc tiến dung hợp rất nhanh tiến hành qua một canh giờ hắc sắc phi đao cuối cùng đã không thể tiếp tục thừa nhận tinh kim chi khí lúc này hắc sắc phi đao không thể xem như hắc sắc phi đao, mà là kim sắc lượt phi đao. Ha ha! Lúc này phi đao uy lực cực mạnh, phòng trừng so với đại tôn thần khí, khoảng cách không quá xa. Lý Dương trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên, khoảng cách giữa Lý Dương nghĩ và trên thực tế còn có một ít chênh lệch, nhưng so với một ít quỷ đế yêu đế thần khí, cũng tốt hơn nhiều lắm. Quả nhiên là kim sắc lợt, phi đao thần khí ta sẽ tên là ám kim. Lý Dương tùy ý đặt tên, đồng thời, Lý Dương liền hóa thành một đạo quang mang, hướng về phía bề mặt lục địa. Trên thực tế, Lý Dương cũng không có quá quan tâm phi đao thần khí, mặc dù bây giờ xem ra phi đao thần khí rất lợi hại, nhưng một khi Lý Dương công lực tiến thêm một bước nữa, đao phách sẽ tiến thêm một bước, liền có thể vượt qua sự lợi hại của ám kim. Dù sao, đao phách Lý Dương có thể không ngừng tiến hóa, không ngừng trở nên cường hãn. Lăng không đứng thẳng, tay Lý Dương phát ra, chung quanh quỷ minh năng lượng liền tụ hợp thành một đám mây bay, Lý Dương liền đứng lên trên thần thức tản ra, liền tìm kiếm xung quanh một gã quỷ giới nhân gần nhất, công lực tương đương với quỷ vương cảnh giới. Ngự trên mây, trong nháy mắt Lý Dương liền hóa thành quang mang biến mất không thấy. Cho dù không ngự trên đao phách, chỉ dựa vào xuyên vân tòa vụ, Lý Dương cũng có thể trong nháy mắt vượt quá 10.000 dặm, dù sao Lý Dương thân Pháp đã đại thành. Kiều Trí đang ngự trên một thanh trung phẩm quỷ khí phi kiếm, hướng đến tần nghiễm thành bay đi, rất nhàn nhã, đột nhiên Kiều Trí ngẩn ra, bởi vì phía trước hắn đột nhiên xuất hiện một hắc y thanh niên, hắc y thanh niên dưới chân đạp mây bay. Quá nhanh, trời a, à, ta ngay cả cái bóng của hắn cũng không có thấy. Kiều Trí trong lòng khiếp sợ, yết hầu nuốt một cái, vẻ cung kính nói: "Vãn bối Kiều Trí, không biết Tiền bối ngăn vãn bối lại có sự tình gì? Tiền bối cứ hỏi, vãn bối một khi biết, nhất định sẽ trả lời." Nhìn trung niên nhân trước mặt, Lý Dương cười cười: "Ta hỏi ngươi, Tần Nghiễm Thành ở nơi nào? Ta có việc tìm Tần Nghiễm Vương." Lý Dương trực tiếp nói, "Kiều Chí ngẩn ngơ, tìm kiếm Tần Nghiễm Vương. Tần Nghiễm Vương là quỷ đế, nhưng lại là Thập Điện Diêm Vương, căn bản không phải quỷ vương như hắn có thể so được." Kiều Chí lập tức đoán được Lý Dương và Tần Nghiễm Vương có cùng cấp bậc, tiền bối, khoảng cách gần nhất là Tần Nghiễm Thành. "Bất quá." Kiều Chí từ từ dừng một chút. "Bất quá cái gì?" nói. Lý Dương lập tức hỏi. "Bất quá tiền bối phải tìm kiếm Tần Nghiễm Vương hay không cũng khó nói." dù sao tần nghiễm vương không có khả năng ở vương cung kiều trí hảo tâm nói lý dương gật gật đầu phải rồi thập điện diêm vương diêm vương thành thị của hắn ở nơi nào ngươi phải biết chứ lý dương tiếp tục hỏi kiều trí nở nụ cười tiền bối thật sự quá đơn giản chỉ quỷ giới nhân bình thường có chút kiến thức đều biết kiều trí sắc mặt đột nhiên thay đổi có điểm sợ hãi nói tiền bối vãn bối cũng không phải nói tiền bối không có kiến thức ngươi cứ nói đi ta không trách ngươi Lý Dương vắt tay không để ý nói. Kiều Trí hít sâu một hơi, nói. Thập điện Diêm Vương, từ đệ nhất điện đến đệ thập điện, phân biệt là Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Kiện Quan Vương, Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, Thái Sơn Vương, Hòa Thị Vương, Biện Thành Vương, Chuyển Luân Vương, dựa theo tuần tự. Khoảng cách từ Bắc Minh Hải gần nhất chính là Tần Nhiễm Thành, theo thứ tự mà nói, xa nhất chính Chuyển Luân Thành. Lý Dương vừa nghe liền hiểu được. Thập điện Diêm Vương phân từ đệ nhất điện đến đệ thập điện, thành trì thế nhưng cũng dựa theo tuần tự mà tới, thật đơn giản. Phỏng trừng quỷ giới đại bộ phận nhân đều biết sự tình, xem ra đúng là việc bình thường. Tốt, ta biết rồi. Lý Dương không nhịn được trên mặt nóng bừng, cao thủ như vậy mà ngay cả kiến thức bình thường cũng không biết, thật là mất thể diện. Đột nhiên Lý Dương trong lòng vừa động, không thèm để ý tự nhủ. Ai, không có nghĩ nhiều năm không có đến, quỷ tân chi giới đều chia làm quỷ giới và minh giới. Biến hóa lớn thế, tìm tần nhiễm cũng phiền toái như vậy. Lý Dương nói xong, liền thi triển xuyên vân toa vụ thân pháp trong nháy mắt không thấy. Kiều Trí ngơ ngác nhìn một màn, cái lỗ tai trong như trước nghĩ câu nói kia không có nghĩ nhiều năm không có đến, quỷ minh chi giới đều chia làm quỷ giới và minh giới. Lão Thiên à, chẳng lẽ vừa rồi vị tiền bối là khởi cấp cao thủ xuất hiện từ trước cả Bắc Minh Hải sao? A, à, còn nói Tần Nghiễm, trực tiếp xưng hô Tần Nghiễm, xem ra so với Tần Nghiễm Vương cũng là một đại siêu cấp cao thủ a. À? Oa, tránh thức ẩn sĩ, siêu cấp cao thủ a. À? Kiều Chí Thần tình ngưỡng mộ trách không được không biết vị trí 10 đại thành thị, 10 đại thành thị chỉ xuất hiện sau sự việc ở Bắc Minh Hải. Lúc này Lý Dương đã phi thân tới bên ngoài Tần Nghiễm Thành. "Ân, từ hôm nay trở đi, ta chính là quỷ giới cao thủ Bắc Minh tồn tại trước khi hình thành Bắc Minh Hải, gọi là Quỷ Đế Lý Dịch." Lý Dương trên không trung thầm nhủ, chỉ vô cùng đơn giản đã kiến tạo thân phận. Tần Nghiễm Thành, rộng lớn khôn cùng, liếc nhìn xuống, thành tường cao lớn kéo dài đến xa xa hàng ngàn dặm ở ngoài núi non vô cùng rộng lớn, cho dù ở ngoài thành, đều có thể cảm nhận được tần nghiễm thành có vô số quỷ giới nhân. Tiếng người vang vang quả thật rất nhiều, Lý Dương lúc này toàn thân hơi biến ảo một chút trang phục, một thân hắc sắc trường sam, có vẻ ôn văn nho nhã, Lý Dương mỉm cười hướng cửa thành đi đến. Tần nghiễm thành cửa thành cực cao lớn, cửa thành chỉ ít cao trăm thước, có 36 danh thủ vệ đứng gác, nếu có người đi vào, phải qua đám thủ vệ này đi qua, bên cửa thành còn có một gã ngân giáp tướng lãnh. Lý Dương thần thức dễ dàng phát hiện công lực tu vi, đạt tới quỷ quân tiền kỳ. Ngươi từ địa phương nào tới đây? Thủ vệ quay về một gã đại hán đang tiến vào thành hô. Đại hán ngẩn ra, vội giải thích. Tiểu nhân chính là người tần nghiễm thành. Nói xong, đại hán vươn tay, chỉ thấy quang mang trượt lóe trên cánh tay xuất hiện chữ tần. Thủ vệ gật gật đầu, lập tức liền để đại hán đi vào. Lại có một gã lão giả bộ dáng nhàn nhã đi tới cửa thành ở ngoài, rất thành thật vươn tay ra, trên cánh tay quang mang trượt lóe xuất hiện chữ ngỗ người ngỗ quan thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Sang bên kia đăng ký một chút. Thủ vệ huy ngón tay hướng cửa thành một bên, bên kia đúng là chỗ ngân giáp tướng lãnh đang ngồi. Lý Dương hơi nhíu mày, quỷ giới thành chỉ thế lại dám kiểm tra người à? Thật sự phiền toái. Bất quá, Lý Dương cũng không quan tâm, không phải chỗ để chứng minh sao? Dựa vào tu vi hắn, thủ vệ nhất định nhìn không thấu. Lý Dương liền thản nhiên từ đại môn đi vào. Mà thủ vệ một bên thế nhưng không có chút ý tứ cản trở, lại còn biểu hiện cung kính hướng Lý Dương hành lễ. Quái! Sao lại không cha ta? Lý Dương trong lòng hơi chút có điểm nghi hoặc, hắn vừa rồi không biết ngân giáp tướng lãnh đã hướng đến thủ vệ thần thức truyền âm, kiểm tra một ít ngoại lai nhân, ở cửa thành quỷ giới 11 đại thành thị đã thành tập quán, cũng kéo dài được nhiều năm rồi. Đối với một ít cao thủ, cửa thành thủ vệ căn bản sẽ không cha, dù sao cao thủ thân phận cũng không phải đơn giản có thể phán đoán, cho dù làm bộ. Bọn họ cũng không có thực lực nhìn thấu, đi vào tần Nghiễm Thành. Liếc mắt nhìn lại một cái đường cái ở trung ương cực kỳ phồn hoa, vô số bóng người ở trong đó đang đi lại, nhân giới tửu lâu trà lâu đều có thậm chí còn có các loại nhạc địa phương, có vẻ rất huyên náo. Trong dòng người đó, trên người tản ra nhè nhẹ chi khí lạnh như băng, Lý Dương có vẻ không phù hợp lắm. Bất quá người chung quanh không đứng gần sát Lý Dương, bởi vì bọn họ cảm nhận được Lý Dương tự nhiên có khí thế thượng vị giả mà chỉ tránh thức cao thủ mới có tự nhiên tán vọng lại, khó có thể ngụy trang. Lý Dương đến Tần Nghiễm Thành làm gì? Tìm Tần Nghiễm Vương, Tần Nghiễm Vương Vương cung. Lý Dương nhíu mày, thần thức đồng thời tản ra, bao trùm cả Tần Nghiễm Thành, bất quá cả Tần Nghiễm Thành đại cung điện hào trạch có hơn 10 tòa. Bất quá bên ngoài cung điện ở ngoài có chữ Tần lại chỉ có một chỗ. Kỳ quái, kỳ quái, Tần Nghiễm Vương Vương cung không phải lớn nhất và hào hoa nhất Tần Nghiễm Thành sao? Xem ra tên đạt tới Quỷ Đế hậu kỳ cao thủ kia chính là Phụng Nghiễm Vương. Thập Điện Diêm Vương chính là thủ hạ của Quỷ giới Nghiễn Hòa Đại Đế, đạt tới Quỷ Đế hậu kỳ đều là thủ hạ, xem ra Quỷ giới Nghiễn Hòa Đại Đế khó lường. Lý Dương trong lòng âm thầm phán đoán, lập tức không thèm để ý, liền nhàn nhã hành tẩu đến Tần Nghiễm Thành. Mặc dù là tùy ý hành tẩu, nhưng Lý Dương hai ba bước đã ở ngoài ngàn rậm, biến mất tại ngã tư đường. Đảo mắt, Lý Dương liền đi tới bên ngoài Tần Nghiễm Vương Vương cung. Tần Nghiễm Vương Vương cung cũng có đỉnh thai lầu các vô số tụ tập vô số tài liệu quý hiếm ở quỷ giới mà cấu thành. Vương cung Tần Nghiễm Vương mặc dù không phải hào hoa nhất nhưng cũng không tệ. Thông truyền một chút, nói quỷ đế lý dịch cầu kiến Tần Nghiễm Vương. Lý Dương đi tới đại môn ở ngoài, nhìn thủ vệ lạnh nhạt nói: "Cao thủ, phải có khí thế, đương nhiên Lý Dương gọi mình là quỷ đế, tất phải làm ra vẻ quỷ đế." Thủ vệ vừa nghe, trong lòng cả kinh, hoảng vội hỏi. Thỉnh tiền bối chờ một lát, tiểu nhân lập tức đi thông truyền. Lý Dương từ từ gật đầu, liền đứng ở ngoài cửa cung. Trong lúc thủ vệ thông truyền, thần thức Lý Dương bao trùm cả vương cung, đồng thời cũng phát hiện Tần Nghiễm Vương đang cùng một cô gái chơi cờ, Tần Nghiễm Vương trên mặt thường xuyên lộ ra nụ cười, lông mi liên tục nhấp nháy, cả người thoạt nhìn giống như rất quen thuộc. Người này lại đứng đầu thập điện Diêm Vương. Đệ nhất Điện Diêm Vương, vững như Thái Sơn. Bẩm báo bệ hạ, bên ngoài cửa cung có một người tuổi trẻ hắc y nhân, tự xưng Quỷ Đế Lý Dịch, muốn cầu kiến bệ hạ. Thủ vệ ở ngoài cửa cung kính nhìn Tần Nghiễm Vương nói, Tần Nghiễm Vương ngẩn ra, trong tay quân cờ cũng chậm chạp chưa có hạ xuống. "Cha, còn không hạ kỳ, không được ăn gian, lần trước ngươi cũng truyền âm làm cho thủ hạ mệt nhọc, đạo hữu cái khách nhân gì phải tiếp, trên thực tế căn bản không có người nào, bây giờ lại dụng chiêu này, lần này người nhất định sẽ thua, mặc kệ ngươi đi thế nào, chắc chắn người xong rồi." Cô gái một thân vận hồng y lập tức hô, Tần Nghiễm Vương cũng đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt hơi biến, bật người trực tiếp rời khỏi đình hướng bên ngoài đi tới. Hiểu tuệ, cứ tính phụ thân thua đi, lần này phụ thân thật có chuyện quan trọng. Tần nghiễm vương thanh âm truyền đến, mà người thì đã sớm rời đi, con mắt hiểu tuệ mở to tự nhủ. ùa à? Phụ thân sao lại nhận thua mình, hiếm thấy a, à, chẳng lẽ thật sự có cái quỷ đế gì gì tới gặp cha. Hì hì, ta cũng đi theo nhìn. Đôi mắt hiểu tuệ vừa chuyển, cũng đi ra khỏi đình. Quỷ đế lý dịch. Sao cho tới bây giờ không có nghe nói qua tên hắn, hơn nữa thần thức ta dò xét không đến bên ngoài cửa cung có quỷ đế gì, chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn so với ta còn mạnh hơn? Tần Nghiễm Vương con mắt mở to, kinh ngạc dị thường. Tần Nghiễm Vương là quỷ đế hậu kỳ, nếu ngay cả hắn đều dò xét không đến chi tiết đối phương, không phải nói đối phương ít nhất cũng là quỷ đế hậu kỳ sao? Nghĩ vậy, Tần Nghiễm Vương trong đầu thay đổi thật nhanh, trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Đi tới bên ngoài cửa cung, Tần Nghiễm Vương xa xa liền đã thấy cửa cung có một người quần áo hắc sắc trường sam, rõ ràng là có một người như vậy. Tần Nghiễm Vương cố nhắm con mắt lại cũng không thể phát hiện đối phương, Tần Nghiễm Vương thái độ đột nhiên thay đổi. Ha ha, tại hạ Tần Nghiễm, hôm nay lại có khách quý đến chơi, xin mời, xin mời vào. Tần Nghiễm Vương tự xưng Tần Nghiễm. Hắn đều nhìn không thấu cao thủ trước mặt, hắn cũng biết nói chuyện thế nào, đồng thời mời Lý Dương đi vào. Lý Dương hữu lễ khiêm tốn nói, "Không dám, lần ta có việc nhờ Tần Nghiễm đạo huynh, cũng vừa mới đến thôi." có chuyện gì vào bên trong rồi bàn lại, đi nào. Tần Nghiễm Vương cũng rõ ràng, liền cùng Lý Dương sóng vai đi vào trong vương cung. Gặp được Lý Dương như vậy ngay cả Tần Nghiễm Vương hắn cũng nhìn không thấu cao thủ. Tần Nghiễm Vương đương nhiên phải khách khi đối đãi, dù sao nhiều bằng hữu cũng hơn là nhiều địch nhân. Vương cung quả thật rất lớn, xuyên qua đám đại cung điện, rốt cục đi tới tiểu viện lạc rất nhẹ nhàng khoan khoái. Bày Yến Tần Nghiễm Vương một tiếng ra lệnh, lập tức một đám hạ nhân đang cầm những món đặc sản đi tới, mà lý dương trên mặt cũng mỉm cười tần nghiễm đạo huynh tựa hồ chúng ta trên đường đi tới mặt sau có tiểu nha đầu tại đi theo tần nghiễm vương cười cười nữ nhi của ta lập tức tần nghiễm vương xoay người quát hiểu tuệ còn không mau ra gặp lý dịch tiền bối hiểu tuệ vận hồng y khẽ chớp đôi mắt to từ ngoài sân thò cái đầu ra đã thấy tần nghiễm vương chờ nàng lúc này mới từng bước đi ra tới lý dương trước mặt quy củ hành lễ nói xin ra mắt lý dịch tiền bối Nói xong, mắt cũng mở to nhìn chằm chằm Lý Dương. Làm càn. Tần Nghiễm Vương quát, lập tức nhìn Lý Dương nói, "Lý Dịch Đạo huynh, nữ nhi ta như thế không nên lấy làm quái lạ." Lý Dương cười nói, "Không có gì, ta xem hiểu tuệ cô nương thật ra lại cực kỳ thông tuệ." Hiểu Tuệ vừa nghe, nhất thời thần tình sắc mặt vui mừng, lông mi hướng đến Tần Nghiễm Vương trêu trêu Tần Nghiễm Vương bất đắc dĩ, lập tức ba người liền nhập tiệc, Tần Nghiễm Vương không hổ là một trong thập điện Diêm Vương tử yến các loại thức ăn lý dương phần nhiều là chưa có gặp qua dù sao phần lớn là thức ăn đặc sắc của quỷ giới hoặc tiên giới chỉ qua ba tuần trà tần nghiễm vương liền dò hỏi không biết lý dịch đạo hữu đến từ nơi nào tần nghiễm ta tại quỷ giới coi như giao du rộng rãi nói ra không sợ đạo hữu đắc tội trên thực tế ta còn thật sự không có nghe nói đại danh đạo hữu lý dương buông chén rượu cười nói không có nghe nói cũng bình thường ta luôn luôn ẩn cư tĩnh tâm tu luyện sau này bắc minh hải xuất hiện ta liền ẩn cư tại Bắc Minh Hải, bình thường để cảm ngộ được thiên đạo, nhàm chán liền tiến vào Bắc Minh Hải và côn bằng yêu đế luận bàn, cộng đồng cùng đàm luận thiên đạo. Quỷ giới 11 thành chỉ ta còn thật sự chưa có tới quá. Lý Dương thổi ra châu tứ tung, con mắt đều không nháy mắt một cái. Tần Nghiễm Vương ngẩn ra, bên cạnh Hiểu Tuệ cũng kinh ngạc nói. Lý Dịch tiền bối, trước cả khi xuất hiện Bắc Minh Hải, người đã bắt đầu tu luyện từ đó a à? Lý Dương gật gật đầu, trong lòng cũng hơi xấu hổ, vì làm cho thân phận chính mình càng thêm có thể tin, Lý Dương chỉ có thể ngụy tạo những lời này, cũng may bây giờ chính mình tinh thần tu vi đạt tới ma đế hậu kỳ, hơn nữa thủy trúc tính lôi điện bổn nguyên bao dung tính, khí tức hắn đồng cấp cao thủ căn bản không thể tra ra. Qua, wow, từ trước Bắc Minh Hải Cơ à, thật sớm quá Hiểu Tuệ vẻ mặt kinh dị. Tần Nghiễm Vương cười nói, "Hiểu Tuệ, Lý Dịch đạo hữu đạt tới quỷ đế hậu kỳ, bình thường đạt tới quỷ đế hậu kỳ cao thủ, phần lớn đều từ trước khi Bắc Minh Hải xuất hiện, kinh nghiệm không dài như vậy, tâm thần tu vi muốn đạt tới quỷ đế hậu kỳ, cơ hồ là không có khả năng, trừ phi là người có ưu thế tiên thiên. Phải rồi, Lý Dịch đạo hữu, ngươi nói ngươi và Côn Bằng yêu đế luân đạo, là thật sao? Ta và Côn Bằng yêu đế cũng có quá một đoạn duyên phận, nói thật nha, Côn Bằng yêu đế thực lực rất mạnh, phòng trừng quỷ giới ta cũng chỉ có Nghiễn Hòa đại đế mới có thể so với hắn. Tần Nghiễm Vương thập phần khẳng định nói. Lý Dương cười nói, phải rồi, tần nghiễm đạo hữu, lần này ta đến đây, côn bằng yêu đế nhờ ta nói với ngươi một câu, nói rằng một khi ta nói ra, ngươi sẽ đối đãi với ta rất tốt. Nói cái gì? Tần nghiễm vương cũng lục lọi ý nghĩ. Khuôn mặt, nắm tay. Lý Dương mỉm cười nói. Tần nghiễm vương vừa nghe xong, đột nhiên rung động, trên mặt lập tức đỏ hồng lên, sau một lúc lâu, thậm chí một trận trận minh mông tức giận ngay cả Lý Dương đều cảm nhận được. Hừ, côn bằng, lại dám hy lộng ta, Bộ dáng người tốt của Tần nghiễm Vương lúc này cũng bị tức giận che kín trên mặt. Cha, khuôn mặt, nắm tay cái ý gì? Chẳng lẽ côn bằng yêu đế lại trêu khuôn mặt của người lại trêu người nắm tay nhỏ? Hiểu Tuệ hắc hắc cười nói. Tần Nhiễm Vương hung hăng chừng liếc mắt Hiểu Tuệ. Tiểu hài tử hỏi nhiều làm gì, đi chơi đi. Ta và Lý Dịch Tiền bối phải đàm thoại chuyện quan trọng, ngươi trở về phòng đi. Hiểu Tuệ vừa nghe, không nhịn được cái mũi nghếch một cái, hừ một tiếng, nói. Đi thì thì đi, còn tưởng ta muốn nghe người nói chuyện quan trọng sao? hiểu tuệ quay đầu thần tình cười cười lý dịch đại ca phụ thân không nói cho ta biết nhưng có thời gian ngươi phải nói cho ta biết nha lý dương từ từ kinh ngạc lập tức cả cười ta coi như đáp ứng ngươi Hi hi. hiểu tuệ liền chạy ra sân căn bản không để ý tần nghiễm vương tần nghiễm vương nhìn hiểu tuệ rời đi quay về lý dương cười khổ nói bảo bối nữ nhi bị ta chiều quá nên bây giờ muốn quản cũng không được Xem ra, không nói được nữa rồi. Tần Nghiễm Đạo huynh, côn bằng yêu đế nói lời đó cho ta, rốt cuộc cái ý gì? Lý Dương đã thấy Tần Nghiễm Vương phản ứng, trong lòng có chút đoán ra, cũng chỉ xác định 100%. Tần Nghiễm Vương liền nói, không có chuyện gì, Lý Dịch Đạo hữu, bây giờ ta khẳng định ngươi và côn bằng kia có quan hệ rất tốt, nhưng sự tình thì ngươi đừng hỏi. Tần Nghiễm Vương hiển nhiên không nghĩ ngợi, nói ra luôn. Ai? Lý Dương đột nhiên thở dài một hơi. Lý Dịch huynh đệ, ngươi thán cái gì thế? Tần Nghiễm Vương nghi hoặc nói. Lý Dương nhẹ nhàng nói. Nói đến côn bằng yêu đế, ai, ta đã nghĩ đến lần đầu tiên cùng hắn luận bàn. Côn bằng yêu đế thích nhất là đánh vào mặt, một lần ta và hắn luận bàn liền bị hắn đánh một quyền, hơn nữa còn đánh ngay trên mặt. Lý Dương giận dữ nói. Ngươi cũng bị đánh trên mặt. Tần Nghiễm Vương đột nhiên trừng mắt. Ha ha. Lý Dương đột nhiên cấp cấp cười to lên. Tần Nghiễm Vương ngạc nhiên, liền cười khổ, hắn hoàn toàn hiểu được, vừa rồi lý dương tại sao lại nói như vậy lý dịch huynh đệ a người quả nhiên giảo hoạt lại bẫy cả ta ai tính ra biết thì cũng đã biết rồi ta đường đường là đứng đầu thập điện diêm vương thế nhưng bị côn bằng một quyền đánh giữa bản mặt giả nua đúng thật mất mặt a côn bằng cũng thật là không nương tay trải qua lần ngoạn tiếu này lý dương và tần nghiễm vương quan hệ cũng thân cận thêm một tầng vừa rồi tần nghiễm vương xưng hô lý dương đều trực tiếp xưng hô lý dịch huynh đệ tần nghiễm đại ca lần này đến đây ta đó có một việc phi thường trọng yếu phải nhờ ngươi hỗ trợ lý dương sắc mặt nghiêm túc lời nói rất nghiêm túc tần nghiễm vương vừa nghe xong cũng thu hồi nụ cười nói lý dịch huynh đệ cứ nói nếu ta có thể hỗ trợ ta đây nhất định sẽ hết sức hỗ trợ nếu sự tình vượt quá phạm vi năng lực ta cũng không có biện pháp lý dương hít sâu một hơi bây giờ quan trọng trước mắt phải biết tuyết ở nơi nào thập điện diêm vương thành chỉ đều có thể nói không chừng lại ở ngay tần nghiễm thành tần nghiễm đại ca hồi ở bắc minh hải ta từng đến minh giới một chuyến tại nơi đó ta gặp một gã ma giới tiểu tử tên lý dương ngàn năm trước hắn còn ở nhân giới địa cầu người yêu hắn tên khương tuyết dựa theo quy củ sau khi chết nhất định tới quỷ giới hắn nghĩ rằng phải tìm bằng được tung tích người hắn yêu lần này ta tới quỷ giới cũng là vì hắn liệu có thể lý dương lúc này không thể nói là chính mình dù sao thân phận hắn bây giờ là quỷ giới cao thủ xuất hiện trước lúc bắc minh hải sinh ra hắn cho dù tại nhân giới nhận thức qua người nào, cũng không biết sự tình năm đó, cho nên chỉ có thể nói như thế. Ta hiểu ý ngươi." Tần Nghiễm Vương vừa nghe xong từ từ khoát tay, ý bảo Lý Dương không cần nhiều lời, mà chính hắn cũng nhíu mày thật sâu, không nói gì, cứ trầm mặc. Tần Nghiễm Vương cứ như vậy trầm mặc một hồi lâu, Lý Dương đứng bên cạnh cũng không dám nói, làm cho Tần Nghiễm Vương tĩnh tâm suy nghĩ. "Lý Dịch huynh đệ." Tần Nghiễm Vương ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dương, sắc mặt cũng không tốt cho lắm thấy thần sắc tần nghiễm vương lý dương trong lòng liền có cảm giác không ổn nhưng vẫn như trước nói tần nghiễm đại ca mời nói tần nghiễm vương nói lý dịch huynh đệ nói thật nha người sau khi chết tới quỷ giới trở thành quỷ giới nhân xem như đã là một tân tánh mạng dựa theo quy củ là không cho phép dò xét việc này vi phạm thiên đạo vi phạm thiên đạo lý dương trong lòng chấn động thiên đạo câu này trong lòng mỗi tu luyện giả đều là trí cao cho dù là đại tôn, bọn họ cũng phải cảm ngộ được thiên đạo, không ngừng tu luyện, thái cực vô thượng đại viên mãn, cũng không phải tới hạn. Hỗn độn đại la thiên đạo đại biểu trí cao, đại biểu trung cực. Có thể đại biểu thiên đạo, có lẽ chỉ có hồng quân đạo nhân thôi, người bình thường há có thể vi phạm thiên đạo. Không cần thật khẩn trương, dò xét tung tích người sau khi chết tại quỷ giới cũng từng phát sinh vài lần, mặc dù xem như hành vi nghịch thiên. Bất quá sự bất tử mà chúng ta tu luyện theo đuổi suốt đời cũng chính là nghịch thiên. Tần Nghiễm Vương vừa cười vừa nói lý dương trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đột nhiên trong lòng vừa động liền vội hỏi tần nghiễm đại ca ngươi vừa rồi nói dò xét tung tích người sau khi chết tại quỷ giới đã từng phát sinh vài lần có thể tra xét sao tần nghiễm vương gật gật đầu lý dương nhất thời hai mắt sáng lên trong lòng kích động không thôi sao lý dịch huynh đệ ngươi vì sao hưng phấn như thế không phải ngươi chính là cái tiểu huynh đệ kia đấy chứ tần nghiễm vương có vẻ nghi hoặc một gã quỷ đế hậu kỳ cao thủ nếu không phải việc của hắn sao hưng phấn như thế được lý dương cũng phát hiện không ổn cũng không hoảng hốt không vội vàng nói tần nghiễm đại ca ngươi không biết ma giới tiểu tử lý dương hắn vì tìm người yêu hắn mà trải qua vô số kiếp nạn ta cũng vì hắn cao hứng nên mới có thể như thế lý dương gật đầu thở dài nói nhân giới tình yêu trải qua nhiều năm như vậy thậm chí hắn tu luyện tới ma giới phải rồi ngươi nói ở minh giới gặp hắn xem ra hắn ít nhất đã đạt tới ma vương cảnh giới ngàn năm mà đạt tới ma vương coi như cũng là thiên tài trong thiên tài nhân vật như thế nhưng mang trong mình cảm tình nhân giới coi như cũng là si tình nhân vật cho nên ta mới vì hắn mà cao hứng lý dương nói như thế khiến tần nghiễm vương thở dài một tiếng nói muốn điều tra thì có biện pháp nhưng biện pháp thì thập phần khó xử ít nhất bây giờ ta có điểm khó có thể làm được lý dương vừa mới cao hứng lúc này trong lòng hơi động còn có nan đề gì tần nghiễm đại ca cứ nói ta nhất định sẽ cố gắng đi làm. Tin tưởng rằng thực lực ta cũng không có bao nhiêu nan để có thể làm khó ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Dương tin tưởng 10 phần nói, vì đi tìm tung tích tuyết, hắn bất chấp tất cả. Tần Nhiễm Vương nhìn Lý Dương, nói. Người cũng biết đó, người sau khi chết xuất hiện tại 10 đại thành, thân phận tung tích mỗi một người đều ghi lại ở nơi nào. Lý Dương cười nói. Đương nhiên là phải ghi lại, phòng chừng là ghi lại trong Ngọc Giản." Lý Dương trong lòng rất khẳng định, không ghi lại tại Ngọc Giản, chẳng lẽ ghi lại trong óc?" Tần Nghiễm Vương nhất thời cười to, "Ha ha, Lý Dương huynh đệ, người đã đoán sai rồi, người ngẫm lại xem mỗi ngày phải có bao nhiêu người chết đi, có bao nhiêu người tới Quỷ giới, có bao nhiêu người xuất hiện tại Tần Nghiễm Thành." Lý Dương vừa nghe xong, liền tự hỏi nhân giới rộng lớn vô hạn, dân cư càng khó có thể tính toán, một người ở địa cầu nho nhỏ, mỗi ngày dân cư chết đi không sai biệt lắm cũng có khoảng 10 vạn. Vậy cả vũ trụ thì sao? Rất nhiều tinh cầu đã vượt xa địa cầu, nhân giới rộng lớn vô hạn, phải có đến 100 triệu tinh cầu như địa cầu. Mỗi ngày số người chết đi cũng không sai biệt lắm có đến 10 vạn triệu người. 10 vạn triệu người à, chỉ tùy tiện đoán, số lượng phải trên thực tế phải vượt xa sổ tự. Nhiều người như thế, không sai biệt lắm một nửa là xuất hiện tại minh giới, một nửa là xuất hiện tại quỷ giới. Những người này chủ yếu rơi vào sự khống chế của hai tinh cầu này. Tinh cầu trong tay tiên giới, người chết sẽ liền đưa tới quỷ giới nắm trong tay ma giới, sau đó sẽ đến minh giới. Địa cầu tại tiên giới khống chế số người chết đều đi tới quỷ giới. Mỗi ngày có mấy vạn trăm triệu đang chờ tới quỷ giới, lập tức xuất hiện sẽ xuất hiện trong 10 đại thành thị, mỗi một thành chỉ mỗi ngày người mới tới quả thực số lượng rất kinh khủng. Số lượng nhiều như vậy, nếu để cho người đến ghi lại, cho dù là cường thịnh cao thủ, phỏng trừng cũng sẽ nổi điên. A à, à, Lý Dương cũng hách nhiên nở nụ cười lên, hắn cảm ngộ được, tuyệt đối không có khả năng cho người đến tính toán một ngày ghi lại triệu vạn người, số lượng to lớn như thế, một giây phải đạt tới một số lượng kinh khủng. Cho dù quỷ đế hậu kỳ cao thủ, phòng trừng tinh thần cũng không thừa nhận được. Cho nên, ghi lại tin tức cũng không phải người, mà một món đồ bảo bối, thiên địa ban tặng bảo bối nhất nhất luân hồi kính. Luân hồi kính. Lý Dương trong óc trong đem tất cả nghi vấn hỏi. Tần nghiễm đại ca, ta nhớ kỹ côn bằng yêu đế từng nói qua, tin tức người sau khi chết bình thường sẽ do thập điện diêm vương thiếp thân giữ ngươi sao còn nói là luân hồi kính chẳng lẽ luân hồi kính là do thiếp thân ngươi giữ hay sao lý dương nghi hoặc nói tần nhiễm vương cười mắng đừng nói tới côn bằng hắn biết cái rắm gì lúc trước ta cũng thuận miệng nói trên thực tế luân hồi kính cũng không phải mang theo bên mình cái mà phải giữ chính là luân hồi huyết tinh nói xong trong tay tần nhiễm vương liền xuất hiện một đạo huyết hồng quang mang một khối huyết màu đỏ tinh thạch hình tam cạnh trong đó năng lượng ba động rất kỳ dị kể cả năng lượng quỷ giới trên không trung cũng có cộng chấn nhẹ nhẹ. Đây là luân hồi huyết tinh. Lý Dương thần thức hoàn toàn thẩm thấu tiến vào luân hồi huyết tinh, phát hiện luân hồi huyết tinh tất cả đều do loại đặc thù năng lượng cấu thành tinh thể. Loại đặc thù năng lượng, ít nhất khẳng định một chút, so với quỷ minh lực thì mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng năng lượng luân hồi huyết tinh cùng quỷ danh có liên quan, chuẩn xác mà nói quỷ minh lực cấp bậc rất cao, có lẽ chính là năng lượng này. Phải, đây là luân hồi huyết tinh. Cả quỷ giới cũng chỉ có 10 khối luân hồi huyết tinh, hơn nữa quỷ giới cũng chỉ có 10 tên trên luân hồi kính. Mỗi mặt luân hồi kính và luân hồi huyết tinh tương ứng, cũng chỉ có luân hồi huyết tinh mới có thể mở ra luân hồi kính. Tần Nghiễm Vương cười nói, hơn nữa luân hồi kính và luân hồi huyết tinh đều là do tự nhiên sinh ra, luân hồi là đặt tấm kính ở quỷ giới lối vào, người sau khi chết, một khi tiến vào quỷ giới, đều từ cửa trước tiến vào, mỗi một người chết đi đều sẽ bị luân hồi kính chiếu đến. Chỉ cần bị chiếu vào tất cả tin tức bọn họ đều tự động ghi vào trong luân hồi kính. Lý Dương không nhịn được cảm thán tự nhiên thần kỳ. Mỗi ngày vô số người đều phải từ không gian luân hồi kính mà qua, luân hồi kính dễ dàng đem toàn bộ tin tức mọi người ghi lại, so với để người ghi lại thì dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa luân hồi kính còn có một chỗ đặc thù. Tần Nghiễm Vương hiển nhiên đối với luân hồi kính rất hài lòng. Ủa? Đặc trưng chỗ nào? Lý Dương cung kính lắng nghe. Tần Nghiễm Vương tiếp tục nói. Chỉ cần bị luân hồi kính chiếu quá, cho dù ngươi trở thành quỷ giới nhân từ nay về sau tu luyện biến thành cao thủ tới địa phương gì của quỷ giới thậm chí kể cả đi tiên giới ma giới đều có thể thông qua luân hồi kính mà dò xét tin tức ngươi thế tức là sao lý dương nghi vấn tần nghiễm vương tự hào nói luân hồi kính không chỉ vô cùng đơn giản như vậy chỉ ghi lại nó là ghi nhớ hình ảnh khí tức mỗi người từ nay về sau cho dù người thành quỷ giới nhân siêu cấp cao thủ cho dù tới địa phương đặc trưng nào luân hồi kính đều có thể dò xét đến có thể nói như vậy, luân hồi kính quả thật không chỗ nào không tra ra. Lý dịch huynh đệ, ngươi phải hiểu một chút, luân hồi kính cũng không phải do người luyện chế mà do trời cao ban tặng. Tần Nghiễm Vương nhắc nhở nói. Lý Dương gật gật đầu, than vãn. Thần kỳ bào bối thế này, phỏng trừng cũng chỉ có thiên địa mới có thể sinh thành, người muốn luyện chế, quả thức có chút khó khăn. Không chỉ là khó, quả thực là không có khả năng. Ngay cả tính thần khí phòng ngự của Lý Dương cũng đã cảm thấy khó khăn, Thần khí đã cảm thấy khó có thể luyện chế, bảo bối càng thêm thần kỳ càng thêm không có đầu mối để luyện chế, có muốn cũng không được. Luân hồi kính mặc dù có nhiều chỗ lợi nhưng cũng có một chút không hay. Tần Nghiễm Vương đột nhiên thở dài một hơi. Ưm, um, không hay, phải rồi, chẳng lẽ đây là chỗ mà Tần Nghiễm đại ca nói khó sự ư? Lý Dương có một tia dự cảm. Tần Nghiễm Vương gật đầu nói. Phải, Luân hồi kính mặc dù ghi lại phương tiện, điều tra rất hiệu quả, cho nên muốn điều tra phải có một điều kiện, cũng là điều kiện khó khăn nhất. Tần Nghiễm Vương thở dài nói, có vẻ bất đắc dĩ. Tần Nghiễm Đại ca, có nan đề gì, ngươi cứ nói, ta sẽ cố gắng giải quyết nan đề. Lý Dương liền nói ngay. Tần Nghiễm Vương gật đầu nói, ta cũng nói rồi, dù sao ngươi nói không chừng còn phải đi tìm các diêm vương khác tra tìm. Trung Quy lại phải biết rằng luân hồi kính ghi lại thì dễ, nhưng trong khi tra tìm có thể khó khăn hơn nhiều. Nói xong, Tần Nghiễm Vương có một tia cười khổ. Hồi Luân Châu, Hồi Luân Châu, tức là sao?" Lý Dương nghi hoặc nói. Tần Nghiễm Vương thở dài than vãn, "Luân Hồi Kính muốn điều tra mỗi một người, trong đầu ngươi cần phải nghĩ đến hình ảnh người, sau đó Luân Hồi Kính liền lục soát tất cả địa tin tức, sau đó từ trong xuất ra người ngươi muốn tìm kia, Luân Hồi Kính sẽ rõ ràng nói cho ngươi người nọ ở nơi đâu." Lý Dịch huynh đệ, ngươi ngẫm lại, cả Luân Hồi Kính đó có bao nhiêu tin tức, mỗi ngày đó là triệu vạn kế, cho tới hôm nay không biết qua bao nhiêu triệu năm tin tức trong đó số lượng phải kinh khủng nhường nào. Cha một lần phải sử dụng năng lượng rất lớn, hơn nữa luân hồi kính phải kiểm tra cả lục giới, muốn tìm người ngươi muốn, cũng phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, cho nên, tần nghiễm vương nhìn Lý Dương cũng không nói. Năng lượng. Lý Dương có chút xác định, luân hồi kính ghi nhớ mỗi tin tức rất dễ dàng, nhưng tích lũy qua năm tháng, mỗi ngày tin tức đều cực kỳ kinh khủng. Chỉ mấy năm tích lũy tin tức đã làm cho người ta sợ hãi, muốn kiểm tra, phải đủ năng lượng. Muốn tra tìm, phải tốn năng lượng rất lớn. Huynh muốn nói Luân Hồi Châu, chẳng lẽ muốn dùng Luân Hồi Châu để bổ sung năng lượng? Lý Dương nghi hoặc hỏi. Tần Nhiễm Vương cười gật đầu nói. Thông minh, đúng như thế, muốn kiểm tra một lần, phải tốn một viên Luân Hồi Châu. Ai, đáng tiếc Luân Hồi Châu thật sự quá mức hiếm thấy, thật sự là quá khó tìm, ta vốn cũng có một viên Luân Hồi Châu. Đáng tiếc, ta vì cảm ngộ thiên đạo nên đã dùng hết. Lý Dương ngẩn ra. Cảm ngộ thiên đạo mà cũng tiêu hao hết à, Tần Nghiễm Vương ha ha cười, giải thích nói. Ta nói cho người biết Luân Hồi Châu chính là quỷ giới trí bảo, trình độ chân quý thậm chí không giới thần khí. Lý Dương trong lòng cảm thấy không ổn. Thần khí chân quý thì hắn rất rõ ràng, thần khí đối với hắn mà nói, cũng không tính là chân quý, nhưng đối những người khác lại chân quý phi thường. Có thể tưởng tượng, trong lòng quỷ giới nhân Luân Hồi Châu chân quý như thế nào. Luân Hồi Châu đại khái có tứ đại tác dụng, một là dụng để truy tìm trong Luân Hồi Kính, luân hồi kính cũng chỉ nhận năng lượng luân hồi châu hai đó luyện khí luân hồi châu một khi luyện khí cho dù là kiện thượng phẩm quỷ khí trên tay quỷ giới nhân hiệu quả tiếp cận đến thần khí lý dương trừng mắt thượng phẩm quỷ khí mà tiếp cận đến thần khí chính bởi vì luân hồi châu thứ ba luân hồi châu có thể công kích chấn phúc phòng ngự chấn phúc tỷ như ta có thể cùng sở giang vương đánh ngang tay nhưng một khi sử dụng luân hồi châu lực công kích của ta tăng nhiều có thể dễ dàng đánh bại sở giang vương thứ tư, cũng là thứ công hiệu nhất đối với quỷ đế. Hậu kỳ cao thủ chúng ta chính là một khi tinh thần thông qua luân hồi châu, tinh thần và thiên địa năng lượng cảm ứng trình độ sẽ đề cao, thường xuyên tu luyện như thế, sẽ làm chúng ta đối với thiên đạo cảm ngộ được đề cao nhanh chóng. Phải biết rằng đạt tới quỷ đế hậu kỳ, mục tiêu chính là theo đuổi trình độ cảm ứng thiên địa năng lượng. Tần Nghiễm Vương một hơi nói xong tứ đại tác dụng, Lý Dương cũng cười khổ, nghe được bốn điểm, hắn cảm ngộ được luân hồi châu đúng là bảo đối cực kỳ khó đoạt. Trấn Phúc, dạng sóng công kích. Lý Dương trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn Tần Nghiễm Vương, tự mình nói: "Tần Nghiễm đại ca, Luân Hồi Châu mặc dù chân quý, nhưng cũng phải có phương pháp để lấy chứ, đối với Luân Hồi Châu ta nhất định sẽ kiếm được, thỉnh Tần Nghiễm đại ca nói cho ta phương pháp để có Luân Hồi Châu." Tự nhiên Luân Hồi Châu tồn tại, nhất định phải có địa phương sản xuất ra Luân Hồi Châu, tự nhiên Lý Dương cũng sẽ có biện pháp đoạt được. Dù sao ngay cả sâu trong Lôi Viêm Địa Ngục Hỗn độn sơn hạch tâm không gian đều không cản được Lý Dương, còn có địa phương nào có thể cản hắn đây?" Tần Nghiễm Vương cười, "Lý Dịch huynh đệ, muốn có Luân Hồi Châu cũng đơn giản, Quỷ giới Phong Đô Đại Đế tuyệt đối có nhiều Luân Hồi Châu nhất tại Quỷ giới, nếu ngươi có nắm chắc, ngươi đi cướp của Phong Đô Đại Đế đi." Lý Dương không nhịn được cười nói, "Tần Nghiễm đại ca, không nên nói giỡn, Luân Hồi Châu đối ta thật sự rất quan trọng. Cướp của Phong Đô Đại Đế ư? Phong Đô Đại Đế được xưng Quỷ giới đệ nhất cao thủ, địa vị tại Quỷ giới cao vô cùng." Mấy năm trở lại đây, không người có thể dung chuyển, kể cả côn bằng yêu đế cao thủ như vậy, phòng trừng cũng không có nắm chắc, dựa vào điểm ấy thực lực Lý Dương còn muốn đi gấp sao? Nằm mơ, Lý Dương cũng biết chính mình, có nghĩ cũng không dám. Tần Nghiễm Vương cũng không nói giỡn, trực tiếp nhìn Lý Dương nói: "Lý Dịch huynh đệ, ta có thể minh xác nói cho ngươi, cả quỷ giới cũng chỉ có Kính Nguyệt Hồ mới có thể sản xuất Luân Hồi Châu, Kính Nguyệt Hồ là nơi duy nhất sản xuất Luân Hồi Châu, đáng tiếc" lý dương cũng không có để ý tần nghiễm vương theo như lời đáng tiếc hai chữ này mà trong óc hắn lúc này chỉ biết kính nguyệt hồ kính nguyệt hồ sản xuất luân hồi châu tần nghiễm đại ca người nói cho ta biết kính nguyệt hồ rốt cuộc ở đâu có đặc thù gì nói xong con mắt lý dương tỏa sáng hiển nhiên hắn đã quyết định phải ra tay kính nguyệt hồ mặc kệ là địa phương nào kể cả địa phương nguy hiểm cũng sẽ không cản được lý dương lý dịch huynh đệ không nên quá gấp tần nghiễm vương nghiêm mặt nghiêm túc nói Lý Dương đã thấy sắc mặt Tần Nhiễm Vương như thế, liền cố gắng ngăn chặn kích động trong lòng, đứng một bên tĩnh lặng nghe Tần Nhiễm Vương tự nói. Tần Nhiễm Vương hít một hơi, nói, Lý Dịch, kính nguyệt hồ cách phong đô thành hơn 10.000 dặm. Khoảng cách không xa nhưng bên trong kính nguyệt hồ lạnh như băng, nguy hiểm lúc nào cũng có thể xuất hiện. Hơn nữa, trong kính nguyệt hồ thần thức đều không thể sử dụng. Muốn tìm luân hồi châu, chỉ có thể trông chờ vào vận khí của kính nguyệt hồ. Kính nguyệt hồ có không gian phía dưới vô cùng lớn, càng xuống càng lạnh, tới đáy hồ chính là chỗ lạnh đến nỗi mà cả phong đồ đại đế, cũng không thể chịu được cái rét này. Muốn đoạt luân hồi châu, rất khó đấy. Đôi mắt Lý Dương sáng ngời, thần thức không thể sử dụng. Vô luận là lôi viêm địa ngục cũng như hỗn độn sơn hạch tâm không gian, với người bình thường thì không thể sử dụng thần thức, nhưng thần thức Lý Dương hắn đến đại tôn còn phải nể sợ, nên đương nhiên có thể sử dụng, kính nguyệt hồ cũng không ngoại lệ. Hàn lãnh, nước, đáy kính nguyệt hồ lạnh như băng ngay cả phong đô đại đế cũng không thể trụ được. Lý Dương cười càng to, từ khi hấp thu thủy trúc tính lôi điện bổn nguyên, vô luận nước có lạnh cỡ nào cũng không thể thương tổn hắn. Lúc trước Lý Dương hấp thu hỏa trúc tính lôi điện bổn nguyên, trong lôi viêm địa ngục ngay cả nhị nghi tịnh hỏa cũng không thể thương tổn hắn. Hấp thu tứ đại bổn nguyên, phàm là nằm trong bốn loại trúc tính năng lượng, tuyệt đối không thể thương tổn Lý Dương. "Nhanh, nhanh nói cho đệ biết Kính Nguyệt Hồ rốt cuộc là ở hướng nào từ Phong Đô?" Lý Dương thúc giục. "Nguy hiểm!" Lý Dương căn bản không tính là gì? Tần Nghiễm Vương nghiêm mặt, thấy Lý Dương như vậy, không nhịn được nở nụ cười đến. "Lý Dịch huynh đệ, ta còn chưa có nói xong, ngươi gấp cái gì? Nếu Kính Nguyệt Hồ dễ đi vào như thế, phòng chừng mỗi ngày đều có quỷ đế cấp bậc cao thủ đi vào nếm thử vận khí." Lý Dương ngẩn ra. "Đích xác như thế, Kính Nguyệt Hồ nếu dễ dàng đi vào, theo đạo lý mà nói thì quỷ đế cao thủ có thể thường xuyên đi vào, Luân Hồi Châu cũng không có khó khăn như thế." Tần Nghiễm Vương ha ha cười nói, "Kinh ngạc rồi hả?" ta nói cho ngươi biết nha, kính nguyệt hồ nằm ở phía đông phong đô 10.000 dặm, bình thường có huyết hồng cháo bao quanh cản trở, căn bản không thể đi vào, bởi vì kính nguyệt hồ có luân hồi huyết cháo bảo vệ, kể cả công lực cường thịnh như phong đô đại đế, cũng không thể xuyên qua luân hồi huyết cháo. Luân hồi huyết cháo, Lý Dương trong lòng nghi hoặc, phải, bên ngoài kính nguyệt hồ có một lớp bảo vệ rất lớn, thậm chí quang cháo ngay cả mỗi chỗ tại kính nguyệt hồ đều bao trùm, căn bản không thể đột phá vào. Cho nên, Người bây giờ mà đi kính Nguyệt Hồ cũng không có biện pháp gì. Tần Nghiễm Vương vỗ vỗ bả vai Lý Dương nói. Lý Dịch huynh đệ, không cần gấp, cuộc sống dài như vậy, không chừng một ngày nào đó sẽ có cơ hội. Luân hồi huyết cháo. Chẳng lẽ là do tự nhiên hình thành. Lý Dương nhíu mày u ám, rất vất vả mới biết có kính Nguyệt Hồ, tự nhiên chui đâu ra cái luân hồi huyết cháo. Lý Dương trong lòng tự nhiên rất tức giận. Phải, luân hồi huyết cháo, luân hồi kính cùng với luân hồi huyết tinh đều do thiên nhiên hình thành, hơn nữa có đặc thù quan hệ với nhau. Tần Nghiễm Vương cũng không kiêng kỵ, trực tiếp nói cho Lý Dương, trên thực tế điều đó là công khai bí mật chỉ có trong thượng tầng quỷ giới. Luân hồi huyết cháo không phải nói là vĩnh viễn không thể đi vào sao. Vậy luân hồi châu trong quỷ giới rốt cuộc là từ đâu tới? Lý Dương hỏi dồn Tần Nghiễm Vương cười nói. Ta không phải nói rồi sao, luân hồi huyết cháo và luân hồi huyết tinh có quan hệ. Luân hồi huyết cháo có người đại trận, chỉ cần khiến cho thập điện Diêm Vương đồng thời sử dụng luân hồi huyết tinh, liền có thể mở luân hồi huyết cháo. Lý Dương trong lòng đã hoàn toàn hiểu được. Mười khỏa luân hồi huyết tinh, phải tụ tập toàn bộ mới có thể mở luân hồi huyết cháo. Tần nghiễm đại ca, huynh có thể mời các diêm vương khác cùng nhau hợp lực mở luân hồi huyết cháo được không? Lý Dương hỏi. Tần nghiễm sắc mặt biến đổi nói. Không, chỉ có phong đô đại đế mới có quyền lợi như thế. Một khi phong đô đại đế, hạ lệnh thập điện diêm vương chúng ta tề tụ tại kính nguyệt hồ, thập điện diêm vương chúng ta mới có thể đồng thời ra tay không có mệnh lệnh của phong đô đại đế chúng ta cũng không dám mở luân hồi huyết cháo tự tụ tập thập điện diêm vương sẽ khép vào trọng tội chuyện được đọc bởi kênh haleji audio lý dương vừa nghe xong không nhịn được cả kinh trong lòng nhất thời hiểu được địa vị phong đô đại đế trong lòng thập điện diêm vương được rồi để hiểu rồi ngoại trừ phương pháp đó ra còn có biện pháp nào lấy được luân hồi huyết châu không lý dương không cam lòng hỏi tần nghiễm vương cũng cười hì hì nói ta sớm nói qua rồi chỉ có đi cướp thôi ngoại trừ kính nguyệt hồ ngươi chỉ có thể đi cướp, đương nhiên, ngươi cũng có thể dụng bảo vật trao đổi, bất quá luân hồi châu chân quý vậy, đặc biệt đối với quỷ giới nhân có đặc hiệu, có mấy người lại đem ra trao đổi. Lý Dương gật gật đầu, lông mày u ám. Trao đổi. Bình thường cũng không phải không có biện pháp, Lý Dương có ngũ thải hỗn độn thạch, hơn nữa lại là khối ngũ thải hỗn độn thạch cao bằng ba người gộp lại. Ba người gộp lại cơ mà, kích cỡ rất lớn, mặc dù bên trong trống không, nhưng vẫn rất nhiều, lý dương tùy tiện lấy ra vài khối đã có thể luyện chế vài món thần khí luân hồi châu cho dù chân quý cỡ nào đi nữa nhưng so với thần khí cũng có một chút khoảng cách dù sao tài liệu làm thần khí chính là ngũ thải hỗn độn thạch chỉ tài liệu thôi cũng đã vượt qua độ chân quý của luân hồi châu hơn nữa phải tìm một cao thủ luyện chế thần khí cũng rất khó nhờ đại tôn giúp ngươi luyện chế quỷ đế có tư cách sao đối với việc lấy ngũ thải hỗn độn thạch nữ oa nương nương nghiêm lệnh mỗi người lấy ra không được vượt quá bàn tay vì sao nữ oa nương nương lại hạ lệnh như vậy? Lý Dương trong lòng hiểu được, một vì tiết kiệm ngũ thải hỗn độn thạch, thứ hai là để hạn chế số lượng thần khí. Số lượng thần khí quá nhiều, đối với các giới sẽ ảnh hưởng rất lớn. Tạm thời không vội vàng, đi tìm Luân Hồi Châu trước, nếu thật sự tìm không được, nếu không còn biện pháp nào, ta bất chấp tất cả, trực tiếp đấu giá thần khí, dụng thần khí hoán đổi Luân Hồi Châu. Lý Dương trong lòng đã có quyết định. Hắn bây giờ còn không nghĩ thêm nữa, một khi tìm không được Luân Hồi Châu, không còn biện pháp nào khác thì không thể trách Lý Dương. Vì tìm Khương Tuyết, Lý Dương mặc kệ tất cả, bán thần khí thì đã làm sao? Lý Dương hắn không phải trộm cũng không phải cướp, ngũ thải hỗn độn thạch là do mình nhảy vào trong kim sắc thiểm điện và lam sắc thiểm điện, nhị nghi tịnh hỏa lấy ra. Toàn bộ đều dựa vào chính mình, Lý Dương cho dù bán thần khí, cũng là đương nhiên. Đột nhiên, Lý Dương đứng lên, nhìn Tần Nghiễm Vương nói. Tần Nghiễm Đại ca, ta đi kính nguyệt hồ trước, đây là thông tấn ngọc giản, nếu có chuyện gì quan trọng có thể cho ta biết. Với ta bây giờ tìm Luân Hồi Châu là chuyện quan trọng nhất. Ách, cơm cũng không ăn à? Cần gì phải gấp như vậy chứ? Tần Nghiễm Vương chỉ chỉ thức ăn bày sẵn. Lý Dương cười nói, "Không cần đâu, Tần Nghiễm đại ca, lần cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết nhiều như vậy, cuối cùng ta cũng biết phải làm thế nào. Chờ ta tìm được Luân Hồi Châu, nhất định sẽ nhờ đại ca giúp ta tra một chút. Đến lúc đó lại phải phiền toái ngươi một phen." Tần Nghiễm Vương ha ha cười nói. Lý dịch huynh đệ, không cần khách khí vậy, chỉ cần ngươi tìm được Luân Hồi Châu, ta sẽ để vô thường giúp ngươi đi điều tra. Tốt rồi, ta cảm ơn ngươi trước. Ta đi đây. Lý Dương xoay người rời đi. Tần Nghiễm Vương đột nhiên trong đầu nhớ tới một chuyện. Lý dịch huynh đệ, theo ta biết, phong đô đại đế cử hành luyện khí đại hội, tựa hồ đoạt được đệ nhất danh, có thể được thưởng một khối Luân Hồi Châu. Bất quá ngày thi đấu thì ta nhớ không rõ, nhưng cũng sắp đến rồi. Ồ hát, ta biết rồi. Lý Dương đem tin tức ghi nhớ tận đáy lòng, mặc dù chỉ là một viên luân hồi châu, nhưng cho dù một viên, cũng có thể cho Lý Dương điều tra một lần. Thập điện Diêm Vương, tối đa cũng phải điều tra 10 lần, vận khí tốt, nói không chừng lần đầu tiên liền có thể tra được. Lý Dương tâm ý vừa động, chung quanh quỷ minh năng lượng lập tức tụ tập dưới chân Lý Dương, hình thành một đám mây, xuyên vân tòa vụ thi triển, Lý Dương ngự trên đám mây, trong nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của tần nhiễm vương. Cao thủ chỉ tụ khí đơn thuần mà đã thành vân, chính là vận dụng thiên địa năng lượng. Hơn nữa là thông qua tinh thần và thiên địa hình thành cộng minh, xem bộ dáng dễ dàng của hắn, đối với thiên địa cảm ngộ quả thật đã ở trên ta. Tần Nghiễm Vương lắc đầu nhìn về hướng Lý Dương Phi đi, trong miệng cảm thán. Hắn dụng luân hồi châu, mới cảm ngộ được thiên địa, tới quỷ đế hậu kỳ, theo đuổi thiên địa cảm ngộ được càng sâu, sẽ càng lợi hại. Côn bằng yêu đế tuyệt chiêu tuyệt đối không gian, cùng với chỉ có trăm ngàn dặm khoảng cách thuấn di, đối với thiên địa cảm ngộ đã đạt tới một bước cực cao mới có thể làm được, vô luận là thuấn di cũng là tuyệt đối không gian, Lý Dương lúc này còn sao mới có thể đạt tới. Kinh phong gào thét, Lý Dương vừa ra khỏi tần nhiễm thành, trong cơ thể đao phách liền dung nhập vào trong mây, tốc độ nhất thời tăng lên một bậc, Lý Dương dựa vào tốc độ cực hạn hướng về kính nguyệt hồ bay tới, trong thần thức hắn, đã phát hiện kính nguyệt hồ ở phía đông phong đô hơn 10.000 dặm. Kính nguyệt hồ cũng không rộng lớn, bao thành hình elip, Chỗ dài khoảng 200 thước, chỗ ngắn chỉ có khoảng 100 thước, thật sự là cái hồ rất nhỏ. Cảnh quan phía dưới mây thay đổi nhanh như chớp, Lý Dương rất nhanh đã bay tới phía trên Kính Nguyệt Hồ. Kính Nguyệt Hồ ở nằm giữa một bình nguyên xanh biếc rộng lớn, cả bình nguyên chỉ có một loại thực vật duy nhất là lam sắc tiểu thảo rất ngắn. Loại lam sắc tiểu thảo chỉ có chiều dài khoảng một tay, điều khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là cả bình nguyên rất bình thường, nhưng nhìn xuống lại không có một cây tiểu thảo nào khác. Lý Dương hạ thân xuống đất, hai chân dẫm trên tiểu thảo mềm mại, cảm thấy rất thoải mái. Hai ba bước, Lý Dương đã tới phía ngoài kính Nguyệt Hồ. Bạch sắc vũ khí bên ngoài kính Nguyệt Hồ không ngừng bao vây chung quanh, phạm vi rất khoảng ba bốn trăm thước. Trong bạch sắc vũ khí có một đạo hồng sắc hào quang, như ẩn như hiện ở sâu trong bạch sắc vũ khí. Lý Dương thần thức đảo qua, liền tiến tới nhìn rõ ràng hơn. Cả kính Nguyệt Hồ giống như một mặt kính, thập phần yên lặng. Bên cạnh kính Nguyệt Hồ còn có một huyết hồng cháo rộng lớn. Lý Dương thần thức chảy dài xem xét, hồng cháo ngay cả phía dưới kính nguyệt hồ đều hoàn toàn bao phủ. Oanh! Oanh! Đột nhiên kính nguyệt mặt hồ mất đi vẻ bình tĩnh, hồ nước giống như suối phun nhưng hướng phía trên phun lên, cột nước phun lên rất cao, khoảng 100 thước, thậm chí ngay cả bạch sắc vũ khí cũng đều thấy rõ ràng. Kỳ quái, kỳ quái, luân hồi huyết cháo sao lại không cản trở nước nhỉ? Lý Dương kinh ngạc phát hiện, luân hồi huyết cháo độ cao chỉ có khoảng 50 thước, nước suối phun lên nhưng không gặp trở ngại gì từ luân hồi huyết cháo. Nước phun phun một lát, bạch sắc vũ khí càng thêm nùng hậu. Bởi vì nước kính nguyệt hồ thật sự quá lạnh, bây giờ phun lên, làm cho độ ấm chung quanh lại giảm xuống, phạm vi bạch sắc vũ khí bắt đầu từ từ tăng thêm. Luân hồi huyết cháo lại không cản trở nước. Không biết có thể cản trở ta không? Lý Dương cười cười, cũng không để ý thêm, hắn hóa thành một đạo thanh phong, trong nháy mắt liền tiến vào bạch sắc vũ khí, nhằm phía luân hồi huyết cháo, Luân hồi huyết cháo giống như không khí, Lý Dương cứ như vậy mà tiến vào. Oanh! Lý Dương hung hăng đánh mạnh vào luân hồi, huyết cháo làm luân hồi huyết cháo chấn động xuất hiện từng đạo sóng gợn. Đồng thời trong nháy mắt, luân hồi huyết cháo đột nhiên phát ra tiên hồng sắc quang mang. Tiên hồng huyết tinh chói mắt. Bên ngoài luân hồi huyết cháo, tất cả tiên hồng quang mang đột nhiên tụ tập lại, hướng đến Lý Dương mà đánh. Lý Dương nhất thời cảm giác không ổn, muốn chạy trốn nhưng quang mang tốc độ quá nhanh, luân hồi huyết cháo phát ra một đạo thủy dũng thô tế huyết hồng quang trụ hung hăng đánh thẳng vào thân thể lý dương hộ thể đao mang lý dương không thèm để ý bên ngoài thân thể xuất hiện nhũ bạch sắc đao mang dựa theo quỹ tích xoay tròn của như phong tự bế huyết hồng quang trụ tiếp xúc đến hộ thể đao mang chỉ một lát sau hộ thể đao mang đang dần tan biến lý dương sắc mặt biến đổi thần thức rõ ràng cảm nhận được năng lượng công kích khổng lồ hắn có muốn cũng không kịp chạy trốn nên thừa dịp hộ thể đao mang có thể chống cự một thời gian, ổn định tâm tình. Hai tay xoay tròn, triển khai phòng ngự tuyệt kỷ như phong tự bế. Bên ngoài Chu Thiên Càn Khôn Viên Cầu có bốn nói năng lượng không ngừng xoay tròn, tinh thần Lý Dương lúc này khống chế thủy tính năng lượng đến, chỉ thấy một đạo lam sắc thủy quang xuất hiện trên hai tay Lý Dương, cơ hồ tiếp cận một. 14 nguyên năng lượng thông qua như phong tự bế thi triển ra. Thủy lưu không ngừng xoay tròn tỏa ra giống như một lá chắn, Lý Dương đem lá chắn lam sắc thủy lưu che trước huyết hồng quang trụ, huyết hồng quang trụ ầm ẩm, ẩm đánh vào lá chắn nhưng lam sắc thủy lưu vẫn xoay tròn như trước không có chút ảnh hưởng xoay được một lát huyết hồng quang trụ năng lượng biến mất như chưa xuất hiện hai chân lý dương lập tức chạy ra ngoài tới vài trăm thước trên trán mồ hôi lạnh chảy ra liên tục năng lượng công kích này thật sự quá lớn nếu không phải nhờ thủy trúc tính bổn nguyên năng lượng chống cự phòng chừng thân thể ta chắc xong rồi lý dương lòng còn sợ hãi luân hồi huyết cháo tốc độ công kích rất nhanh Dựa vào tốc độ như vậy, Lý Dương phòng chừng chỉ kịp dùng đao phách chạy thoát, nhưng thân thể khẳng định phải thụ thương rất nặng. Âm thanh thủy lưu vẫn còn vang bên tai Lý Dương. Trên không trung phún tuyển vẫn tiếp tục phun, giống như không có trở ngại gì từ luân hồi huyết cháo, tùy ý phún ra tứ phương. Từng giọt nước rơi xuống hồ, mặt nước giống như nổi lên các khỏa thủy châu. Thủy châu trong suốt giống như chân châu đang nổi trên mặt hồ sau đó, liền dung nhập vào trong hồ nước. Cảnh sắc rất đẹp. Nếu không phải vừa rồi bị luân hồi huyết cháo cản chờ một chút, Lý Dương phòng trừng đã có thể hân thưởng cảnh đẹp này. Trách không được ngay cả phong đô đại đế cũng phá không được luân hồi huyết cháo, phòng trừng, chỉ có đại tôn mới có có thể phá được. Lý Dương tức giận nhìn thoáng qua, trong lòng cảm thấy khó chịu, đột nhiên trong mắt Lý Dương hiện lên một tia lãnh quang. Hưu, một đạo quang mang đột nhiên bắn ra. Phá sơn liệt không kim sắc quang mang hoa phá không gian, nhắm thẳng vào trung ương của luân hồi huyết cháo. Phi đao công kích tại một điểm, trên điểm công kích này, lực công kích cực kỳ kinh khủng, nhưng cho dù lý dương sử dụng phá sơn liệt không không gian toái liệt luân hồi huyết cháo vẫn như trước không có hao tổn gì so với vỏ ô quy còn khó phá hơn lý dương nhìn luân hồi huyết cháo trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì lại nhìn thoáng qua kính nguyệt hồ lý dương chỉ có thể bất đắc dĩ phất tay áo dưới chân tụ thành vân vụ lý dương trực tiếp hướng đến trung tâm quỷ giới cách đó không xa chính là thành thị lớn nhất phong đô bay đến phong đô quỷ giới đệ nhất đại thành thị tọa trấn tại phong đô thành chính là quỷ giới đệ nhất cao thủ phong đô đại đế Vũ Sơn. Lý Dương từ trên mây hạ xuống mặt đất, liếc mắt nhìn lại, Phong Đô thành rất lớn căn bản nhìn không thấy biên giới, khi Phong Đô thành còn chưa kiến lập chính là một dãy núi liên tiếp nhau rất lớn. Sau lại, kiến lập Phong Đô thành, liền dựa vào dãy núi này mà xây dựng, cho nên bên trong Phong Đô thành, sơn thủy rất nhiều, cảnh sắc cũng rất xinh đẹp. Ngoài cửa thành, cũng có một đội thủ vệ kiểm tra người đến. Lý Dương thản nhiên trực tiếp đi vào trong, thủ vệ này căn bản không kiểm tra Lý Dương ngược lại đối với lý dương có vẻ rất cung kính lý dương đã qua tần nhiễm thành nên hoàn toàn hiểu được cũng không có chút để ý cứ như vậy tiến vào phong đô thành nghe nói có tỷ thí luyện khí đoạt đệ nhất danh có thể được thưởng một viên luân hồi châu dựa vào bản lĩnh luyện khí của ta hơn nữa bản thân lại có nhị nghi tịnh hòa chắc chắn vị trí đệ nhất danh nắm trong tầm tay thần thức lý dương lúc này hoàn toàn phát ra chung quanh bao trùm cả phong đô thành quả nhiên phong đô thành không hổ là đệ nhất đại thành nơi này cao thủ cũng rất nhiều quỷ đế cao thủ có gần 10 người. Đương nhiên, người có công lực cao nhất giờ phút này đang ở Đông Thành trong đế cung của Phong Đô Thành, khẳng định chính là quỷ giới Phong Đô Đại Đế. Trước tiên tìm một chỗ trọ đã, trận đấu này khẳng định không phải một hai ngày. Lý Dương thần thức bao trùm xuống dưới, liền nhanh chóng chọn được vị trí, liền trực tiếp từ Đông Thành đi tới chỗ biên giới giáp Bắc Thành. Phong Đô Thành vốn chỉ có núi non, nên cả Phong Đô Thành núi tương đối nhiều, mà trong núi cũng có một vài hồ nước. Lý Dương đã chọn được chỗ ở, chính là một khách sạn khá lớn nằm trên mặt hồ Lâm Thủy Các. Mặt hồ rất rộng, trong hồ có không ít kỳ hoa dị thảo, ngoài ra còn có một ít ngư nhân đang bơi lội trong nước, nhìn rất rõ ràng. Cả Lâm Thủy Các ngoại trừ 3 tầng lầu chuyên phục vụ ăn uống, còn lại các lầu khác đều là ở trong nước. Phòng trừng là thi triển cấm chế, nên khiến cho các lầu đều phiêu phủ trên mặt, nếu là người, phòng trừng sẽ vô pháp tiến vào, trừ phi bơi thuyền đến. Trong quỷ giới, người bình thường đều có thể phi hành tự nhiên không cần lo lắng. Lý Dương đi vào đại sảnh trong lâm thủy cát. Trưởng quầy lâm mộc các công lực không tệ, cũng có chút tu vi nên vừa nhìn thấy Lý Dương, nhãn tình sáng ngời, vắt tay đuổi các tiểu nhị khác, tiến lên cung kính nhiệt tình hỏi. Tiền bối muốn ăn cơm hay trọ phòng? Trọ phòng. Lý Dương nói thẳng. Lầu các này còn lại ba gian, phân biệt ở bắc biên một gian, trung ương một gian, phía trước một gian tiểu thạch, không biết tiền bối chọn gian nào. Mỗi ngày trọ là một hạ phẩm quỷ nguyên thạch, còn ăn uống thì dựa vào món ăn mà định. Lý Dương gật gật đầu. Phải đến quỷ giới, đương nhiên Lý Dương đã sớm điều tra quỷ giới rồi. Quỷ giới và minh giới đều là quỷ minh lực, tiền tệ sử dụng chính là quỷ nguyên thạch và minh nguyên thạch. Mặc dù xưng hô bất đồng, trên thực tế là cùng một vật. Lúc ở minh giới, Lý Dương đã dụng thượng phẩm ma nguyên thạch đổi lấy rất nhiều minh nguyên thạch. Ta chọn tiểu thạch gian. Đây là một trung phẩm quỷ nguyên thạch, xem như chọn trong vòng 10 ngày đi lý dương trực tiếp đưa khối trung phẩm quỷ nguyên thạch cho trưởng quầy trưởng quầy lập tức cung kính tiếp nhận ta hỏi ngươi phong đô thành có phải chuẩn bị có tỷ thí luyện khí không biết có quy củ gì không lý dương quay về trưởng quầy dò hỏi trưởng quầy vừa nghe lập tức đáp lời nói tiền bối đối với tu luyện giả mà nói vũ khí thập phần trọng yếu cho nên luyện khí cũng là trọng yếu phi thường trong quỷ giới ngoại trừ phong đô đại đế thập điện diêm vương thế lực nhất cường đại nhất chính là cửu trọng lâu Cửu trọng lâu chính là buôn bán vũ khí bọn họ đối với luyện khí thập phần tinh thông lý dương nhíu mày nói không cần nói về hắn ta chỉ hỏi ngươi luyện khí tỷ thí này có quan hệ gì vâng vâng trường quầy có chút sợ hãi tỷ thí này sớm đã thông báo một tháng trước trong cả quỷ giới ngày báo danh là sau đây ba ngày mà thi đấu sẽ tiến hành năm ngày sau đó cả trận đấu phòng trừng tiến hành rất lâu dù sao cao thủ luyện khí phải tốn rất nhiều thời gian lý dương gật gật đầu luyện khí quan trọng là muốn luyện chế cái gì. Bình thường thời gian luyện chế vũ khí phòng ngự tính cũng khá dài, vũ khí chứa đựng tính càng dài thêm. Đương nhiên người có năng lực đặc trưng như lưu ly thì không tính, người bình thường luyện chế thì thời gian luyện chế công kích tính vũ khí là ngắn nhất. Báo danh vào 3 ngày sau, Lý Dương nhớ rõ ràng, lập tức gật gật đầu, không để ý đến trường quầy, hướng đến một lầu các phiêu phủ trên mặt hồ đi tới, tùy ý bước 2-3 bước giống như tản bộ, Lý Dương đã tới lầu các mình sẽ ở. Lầu các này tổng cộng có hai tầng, tương đối thanh tịnh, Lý Dương lựa chọn chỗ này, chính là vì thanh tịnh. Phong đô dân cư rất nhiều, Lý Dương trên lầu 2, tựa lan can, vừa uống rượu nhìn bóng người xa xa, vừa nhìn cảnh cây cầu nhỏ cùng dòng suối chảy, nhưng trong lòng rất yên lặng, thỉnh thoảng có vài tiểu ngư xinh đẹp đang bơi lội dưới lầu các. Đang uống rượu, mà tinh thần Lý Dương hoàn toàn dung hợp vào thiên địa, cảm thụ thiên địa năng lượng, cảm thụ chuyển động của mỗi bổn nguyên. Cứ từng ngày trôi đi, Lý Dương đã đến báo danh lĩnh một khối ngọc bài, trên ngọc bài có cấm chế đặc trưng, ít nhất thuộc loại độc môn thủ pháp, trên ngọc bài còn có danh hiệu. 16 hào, cũng là hào cuối cùng. Người đều phải tự biết thực lực mình, phần lớn luyện khí cao thủ, công lực yếu nhất cũng là quỷ quân. Một, ba là quỷ đế cao thủ, tiên thiên quỷ đế cao thủ có ưu thế, bởi vì chân hỏa bọn họ là cửu muội chân hỏa. Gần lâm thủy lầu có một tiểu thạch, Lý Dương lúc này đang ngồi trên tiểu thạch lặng lặng thổi một điệu sáo. Thổi sáo cũng phải dựa vào tâm cảnh, lý dương giờ phút này tâm cảnh chính là yên lặng địch khúc mang theo sự yên lặng như không cốc u lan phiêu đãng trên mặt hồ dư âm đến tai cũng có chút vị đạo cách lý dương không xa có một đôi nam nữ đang ở một lầu các khác hình ca người này thật quá đáng tối rồi mà còn thổi sáo quấy dày người khác nghỉ ngơi lục y nữ tử có vẻ đã không nhịn được hoàng y nam tử mỉm cười nói hạnh muội ngươi biết cái gì địch khúc này bình thường ngươi muốn nghe cũng không nghe được đâu tĩnh tâm mà nghe, đối với tu luyện của nàng sẽ trợ giúp rất nhiều đấy. Nói xong, Hoàng Y Nam Tử liền nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe. Hình ca, hình ca, không nghe vội, địch khúc này có đặc thù gì? Sao ta không cảm giác được? Lục Y Nữ Tử nghi hoặc nói. Hoàng Y Nam Tử cười nói. Tinh thần tu vi của nàng quá thấp, chờ nàng đạt tới cảnh giới của ta, phòng trừng có thể miễn cưỡng nghe ra. Ta nói cho nàng biết nhé hắc y thanh niên kia thoạt nhìn là thanh niên đấy, nhưng nói không chừng, công lực ít nhất cũng là quỷ đế cấp bậc. Quỷ đế? Lục y nữ tử kinh hãi. Hoàng y nam tử gật gật đầu. Nàng cũng biết, cha ta hôm nay mới chỉ đạt tới quỷ đế tiền kỳ, cho nên ta thấy được cha ta còn xa mới bằng hắc y tiền bối này, từ người hắc y nhân tùy ý có thể phát ra áp lực nhẹ nhẹ, ta có thể cảm nhận được. Lục y nữ tử mở to hai mắt nhìn, cũng không còn gì để nói chuyện. Một đêm qua đi, nam nữ thấy được hắc y thanh niên đứng lên, rồi sau đó liền biến mất không thấy giống như thuấn di hắn biết dùng thuấn di chẳng lẽ là đại tôn lục y nữ tử trấn kinh nói bên cạnh hoàng y nam tử cười nói hạnh muội không phải thuấn di chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh công lực ngươi ngay cả cái bóng hắn cũng nhìn không thấy ta bất quá chỉ miễn cưỡng thấy ta nghĩ hắn ít nhất là quỷ đế trung kỳ thậm chí có thể là quỷ đế hậu kỳ cao thủ tốc độ quá nhanh ta ngay cả cái bóng cũng nhìn không thấy ư lục y nữ tử tựa hồ ngây dại Lý Dương giờ phút này đã tới chỗ tỷ thí luyện khí. Nơi tỷ thí chính là một tiểu hình sơn mạch, sơn mạch này có hơn 10 ngọn núi, trong đó 16 ngọn núi chính là địa điểm để 16 tuyển thủ luyện khí thi thố. Bên ngoài tiểu hình sơn mạch có một cấm chế rất lớn, giờ phút này đang có mấy trăm thủ vệ, đều là do quỷ giới Phong Đô đại đế phái đến duy trì trật tự, hộ vệ bên ngoài, đó là đại quần quỷ giới nhân, đám quỷ giới cao thủ mở to mắt lên nhìn. Chỉ là luyện khí thi tài, mà người đến xem lại hơn 10 vạn. Lý Dương thần thức đảo qua, liền phát hiện dưới chân núi, lại có tới hơn 10 vạn người. Đám người này dù gì đều xem như cao thủ, ít nhất cũng là quỷ tướng, mặc dù khoảng cách xa, nhưng là bọn họ có thể thấy rõ phạm vi mấy ngàn thước cùng luyện khí cao thủ, trên 16 ngọn núi luyện khí. Lý Dương đi thêm 2-3 bước, đã lách qua đám người, đi tới chỗ thủ vệ, xuất ra ngọc bài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý dịch tiền bối, Bắc Biên Xích Phong chính là chỗ tiền bối luyện khí. Tiền bối xin mời đến xem. Một lão giả quay về Lý Dương cung kính nói, tu luyện giả không thể nhìn bề ngoài mà phán đoán tiền bối vãn bối, chỉ có thể dựa vào công lực. Công lực lão giả này thực tế bất quá mới chỉ là quỷ vương mà thôi, còn sao mới bị kịp với Lý Dương, tự nhiên xưng hô Lý Dương là tiền bối. Lý Dương gật gật đầu, hóa thành một đạo hắc sắc tia chớp, đã lên ngọn núi thứ 16 xích phong. Dưới núi có một cấm chế rất lớn, ngoại nhân không thể đi vào. Ba giám đài chính là ba cao thủ do quỷ giới phong đô đại đế phái tới. Trong đó một người là quỷ đế tiền kỳ, hai người còn lại là quỷ quân hậu kỳ, ba đại cao thủ đến bình phán. Đứng trên đỉnh núi này, Lý Dương rõ ràng đã thấy mặt 15 cao thủ khác, chỉ là hắn tới hơi chậm, 15 người đều đã tới. Ở ngọn núi phía trước, ba vị giám khảo đang không khoanh chân ngồi, độ cao so với độ cao mà 16 tuyển thủ đang đứng không sai biệt lắm. Các vị đạo hữu, Lần này luyện khí tỷ thí chính là Phong Đô Đại Đế tổ chức, tỷ thí lần này đạo hữu đạt đệ nhất danh sẽ được thưởng một viên Luân Hồi Châu, tin rằng các vị đạo hữu cũng đã biết sự chân quý của Luân Hồi Châu, đương nhiên, trong số 16 vị đạo hữu ở đây chỉ có một người lấy được. Một trong ba gã ở giữa bình phán đài đứng dậy, chính là gã quỷ đế Tiền Kỳ Hồng Phát lão giả mỉm cười nói: "Luyện khí chia làm nhiều loại khác nhau, công kích tính, phòng ngự tính, chứa đựng tính cùng với các loại bảo bối đặc sắc khác, bất quá bởi vì thời gian, tin rằng các vị cũng sẽ không khiến cho đám bình phán bọn ta phải ngồi đây chờ mấy năm, cũng khiến cho này những khán giả phía dưới cũng phải đợi theo. Cho nên, lần thi đấu này, thời gian luyện khí chỉ có 3 ngày, ngươi phải trong vòng 3 ngày luyện chế đến một món đồ vũ khí, mặc kệ là ngươi luyện chế cái gì, nếu ngươi có năng lực trong vòng 3 ngày luyện chế một món đồ chứa đựng tính vũ khí, đương nhiên ngươi có thể luyện chế, nhưng phải nhớ kỹ một chút, chỉ có 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, nếu luyện khí không thành công, tức là ngươi không phải luyện khí đệ nhất cao thủ chúng ta cũng chỉ có thể đào thải ngươi. Tên kia hồng phát lão giả cười nói. Nói như vậy chắc mọi người hiểu được quy củ rồi, tiêu chí so tài chính là. Mỗi lần đào thải một nửa, lần đầu tiên đào thải 8 người, lần thứ hai đào thải 4 người, lần thứ ba đào thải 2 người, cuối cùng là lần quyết định. Tin rằng các vị hiểu được, thi đấu bắt đầu, phải rồi, tài liệu luyện khí đã mang đủ chưa? Hồng phát lão giả cười nói. Trên 16 ngọn núi, luyện khí cao thủ đều là gật đầu. 16 người này phần lớn tịnh không phải vì Luân Hồi Châu, mà là vì quỷ giới đệ nhất luyện khí cao thủ mà đến báo danh. 16 người này cơ hồ đều là nhân vật đương thời trong giới luyện khí. Tốt, thi đấu bắt đầu. Hồng Phát lão giả một tiếng ra lệnh. Nhất thời những cao thủ luyện khí đều bắt đầu lấy ra các tài liệu để luyện chế. Lý Dương cũng không có hành động gì, thi đấu này đối với ta thực sự rất có lợi. 3 ngày, thời gian ngắn như vậy, muốn luyện chế phòng ngự tính quỷ khí đích xác phi thường khó khăn. Phòng Trừng Đại bộ phận người ở đây đều luyện chế công kích tính vũ khí. Dựa vào nhị nghi tịnh hỏa của ta, thần khí cũng có thể luyện chế, đệ nhất danh tuyệt đối không có vấn đề gì. Lý Dương trong lòng rất chắc chắn. Lúc này từ trên đỉnh núi nhìn xuống, bên ngoài dãy núi người đến xem rất nhiều, trong đó thậm chí có không ít cao thủ. Con mắt thấy rõ mấy ngàn thước, đối với quỷ giới nhân mà nói, thật sự quá mức đơn giản. Xem chừng chỉ một kim đan kỳ tiểu nhân vật cũng có thể, chứ đừng nói chúng nhân ở đây. Ai hắc y nhân trên xích phong sao không luyện khí nhỉ? Ai biết được? Phỏng chừng hắn đến để đùa thì làm sao, không có thực lực mà cũng dám báo danh, thật không biết lượng sức mình. Đúng vậy, sư tôn ta cũng là luyện khí hành gia, còn có thể luyện chế ra trung phẩm quỷ khí, nhưng lần này đến báo danh hắn còn không báo. Hắn nói nếu không có thực lực luyện chế thượng phẩm quỷ khí mà đi thi, thì chỉ là mất thể diện. Đám người bắt đầu bàn luận. Ba ngày, nghĩ thì lâu nhưng là đối với luyện khí mà nói thì lại tương đối ngắn. Trừ phi ngươi xác định luyện chế công kích tính vũ khí, cả 15 người đều bắt đầu luyện chế, duy chỉ có mình Lý Dương không có ra tay tự nhiên làm cho đám người phía dưới phải bàn luận. Lý Dương cũng không vội vàng, mỉm cười nhìn những người khác luyện chế, xem qua một lượt, Lý Dương đã nắm rõ ràng, 15 người này có 5 quỷ đế cao thủ, còn lại đều là quỷ quân, mặc dù là quỷ quân, nhưng này uy lực chân hỏa cũng tiếp cận đến cửu muội chân hỏa, dựa vào một ít bí pháp đặc trưng, luyện chế ra thượng phẩm quỷ khí cũng không khó khăn. Cô lỗ, Lý Dương lấy ra một bình nhị oa đầu, cứ ngồi trên đỉnh núi, vừa nhìn hơn mười vạn người phía dưới vừa uống rượu. Vị đạo hữu này, người khác đều thi đấu rồi, vì sao ngươi không bắt đầu thủy luyện khí đi? Gã trung niên nhân, một trong ba bình phán dò hỏi Lý Dương. Lý Dương hít mắt uống một ngụm rượu không thèm để ý nói, ta không quan tâm, luyện một món đồ công kích tính vũ khí mà chỉ mất nửa ngày mà thôi, cho nên ta cứ nghỉ ngơi hơn hai ngày đã rồi mới nói chuyện. Lý Dương nói xong, liền không thèm để ý đến bình phán đài. Phần lớn người thi khác đều nhìn Lý Dương, trong mắt tràn ngập sự không tin. Nửa ngày luyện chế một món đồ công kích tính quỷ khí, hắn nghĩ luyện khí là đập sắt chắc. Một gã luyện khí cao thủ khinh thường nói, Lý Dương nghe xong cũng không thèm quan tâm. Ngày đầu tiên cứ như vậy mà trôi đi. Ngày tiếp theo, 15 người này cũng chưa có ai luyện chế thành công. Điều này cũng giải thích vì sao những người này đối với lời Lý Dương nửa ngày luyện chế một món đồ công kích tính vũ khí lại không tin. Cả 15 người còn lại vẫn đang luyện khí như trước, những người này luyện chế thập phần chăm chú, đều xuất ra độc môn tuyệt kỹ, cho dù là thượng phẩm quỷ khí, cũng phải có tranh lệch, nếu một món đồ thượng phẩm quỷ khí nhiều hiệu quả đặc trưng hơn, tự nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngày thứ hai cũng cứ thế trôi đi. Trong 15 luyện khí cao thủ cũng đã có 11 người luyện chế thành công, cơ hồ tất cả mọi người đều luyện chế công kích tính quỷ khí. Tất cả mọi người đều muốn chắc ăn, bởi vì thời gian không đủ nên phải chấp nhận vậy xem những người này luyện khí lý dương trong lòng thầm cười lớn lão thiên a à, sao hiệu suất lại thấp quá vậy sao lại cứng quá vậy chẳng lẽ sau khi tan chảy cứ phải chờ đợi sao thật sự đúng là ngu mà cứ trực tiếp dùng ta quên mất bọn họ không biết một số pháp quyết lý dương nhìn những người này luyện khí rốt cục biết được chính mình luyện khí ở trình độ nào luyện khí là độc môn tuyệt kỹ người bình thường sẽ không bỏ ra ngàn năm thậm chí gần vạn năm để nghiên cứu một ít thủ ấn quyết bí pháp rồi nói cho người khác biết. Luyện khí phân ra rất nhiều bước, mỗi bước khác nhau đều có thủ ấn quyết khác nhau. Trí tuệ một người khẳng định không thể lợi hại hơn, toàn bộ vô số luyện khí cao thủ ma giới. Lý dương luyện khí, mỗi một bước đều là thủ ấn quyết vĩ đại nhất và tốt nhất. Hơn nữa được si vu chỉnh hợp, thậm chí kể cả thân mình si đều cải tạo một chút, làm cho giống như một quyển luyện khí bí pháp, mà không phải là một quyển luyện khí hỗn tạp. Si Vu còn tu cải một số bộ phận làm cho Lý Dương luyện khí càng thêm dễ dàng. Ngày thứ ba, 16 tuyển thủ, cái tên hắc y nhân kia vẫn còn chưa bắt đầu luyện chế, thật sự kể cả. Ta tự nhận tinh thông luyện khí, tự tin là cao thủ trong giới luyện khí, để luyện chế một món đồ phức tạp, cho tới bây giờ ta chưa có nghe nói ai có thể nửa ngày luyện chế được. Một gã trung niên nhân đang ở phía dưới quan khán trực tiếp nói. Ô, đạo hữu ngươi vì sao không có tham gia? Có người bên cạnh dò hỏi. Trung niên nhân ngạo nghễ nói: "Ta là đặc xính luyện khí cao thủ của Cử Trọng Lâu, há có thể tham gia vào thi đấu luyện khí của Phong Đô Đại Đế." Người chung quanh nhất thời hiểu được, Phong Đô Đại Đế cứ khoảng mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm liền cử hành một lần luyện khí tỷ thí, không có quy luật gì. Luyện khí tỷ thí đệ nhất danh hay đệ nhị danh phần lớn sẽ được Phong Đô Đại Đế mời đi làm khách khanh. Tại quỷ giới, Phong Đô Đại Đế, thập điện Diêm Vương chính là thế lực lớn nhất, tuyệt đối không người nào có thể xoay chuyển được thế lực lớn thứ hai chính là cửu trọng lâu. Cửu trọng lâu lợi hại nhất là luyện khí, trong việc buôn bán chiếm một lượng lớn bảo vật. Gần đây phong đô đại đế thông qua tỉ thí, tìm kiếm một ít luyện khí cao thủ để sử dụng. Dựa vào thủ đoạn của phong đô đại đế, tự nhiên rất là dễ dàng hấp dẫn luyện khí cao thủ. Giờ phút này phần lớn hơn 10 vạn người vây quanh xem cho rằng, Lý Dương chỉ là một tên mạo bài, không tự biết chính mình mà thôi, bất quá một ít quỷ quân thậm chí quỷ đế cao thủ mới có thể hiểu được một chút. Hắc y nhân tại ngọn núi thứ 16 tuyệt đối không phải người bình thường, bởi vì bọn họ đều nhìn không thấu Lý Dương, Lý Dương ít nhất là quỷ đế. Quỷ đế cấp bậc cao thủ há có thể làm mình mất mặt. Luyện khí thôi, thời gian luyện khí, mặc dù còn dài nhưng cũng không thể làm cho những người khác quá mất mặt được. Lý Dương thu lại bầu rượu trên tay, hắc y nhân trên xích phong bắt đầu luyện khí. Một tiếng hô to, phần lớn quỷ giới cao thủ đều hướng đến Lý Dương nhìn đến. Hai ngày trước hắn không hề động thủ, ngày thứ ba mới động thủ, tự nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể luyện chế một món đồ quỷ khí trong vòng một ngày? Lúc này 15 người thi đấu kia, cơ hồ đại bộ phận đã luyện chế thành công. Những người này cũng nhìn về phía Lý Dương, đều nhìn Lý Dương. Thanh diệu băng thạch, cao 3 thước, dài khoảng 5, 6 thước, rộng khoảng 2-3 thước. Thanh diệu băng thạch tự hồ giống như 4 mươi tảng gộp lại. Nhiều thanh diệu băng thạch như thế có thể luyện chế bao nhiêu thượng phẩm quỷ khí đây? Lý Dương vận dụng đao mang, cắt một khối thanh diệu băng thạch ra. Thanh diệu băng thạch, ở đây phần lớn đều là luyện khí cao thủ, đối với một ít cực phẩm tài liệu đều rất quen thuộc, vừa nhìn thấy thanh diệu băng thạch đều không tự kìm hãm được hô to. Bọn họ khi luyện khí đều chỉ dùng vài loại tài liệu đơn giản sau đó luyện chế. Dù sao tài liệu tốt quá mức chân quý, há có thể bỏ ra để tùy tiện sử dụng sao? Tất cả mọi người có chút hâm mộ Lý Dương, một món đồ công kích tính vũ khí. Nếu tài liệu bất đồng, mật độ tại các nơi trên vũ khí sẽ bất đồng, so về độ cứng sẽ có một chút khác biệt, tự nhiên không thể bằng một khối chỉnh tề. Một khối thanh diệu băng thạch chỉnh thể luyện chế một món đồ thượng phẩm quỷ khí, hồn nhiên nhất thể, uy lực tự nhiên mạnh hơn rất nhiều. Lý Dương vươn tay phải ra, nhất thời cả thiên địa chung quanh hỏa trúc tính năng lượng đều hướng lên tay Lý Dương, mà tụ tập. Lửa. Lửa bắt đầu xuất hiện trên tay Lý Dương, Lý Dương cũng không phải sử dụng trong chân hỏa trong cơ thể, dù sao chân hỏa của mình là nhị nghi tịnh hỏa dùng quá mức sẽ làm cho người ta sợ hãi hơn nữa lại hấp thu từ lôi viêm nguồn sau khi có hỏa trúc tính lôi điện bổn nguyên này lý dương đối với việc khống chế lửa đã đạt tới một mức kinh khủng giờ phút này lý dương chính là muốn biểu diễn ở đây tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ hỏa trúc tính năng lượng đang tụ tập về phía lý dương tất cả đang trợn mắt há hốc mồm hắn đang làm gì vậy chẳng lẽ hắn luyện khí không cần chân hỏa trong cơ thể ngược lại lại đi hấp thu hỏa trúc tính năng lượng trong thiên địa, tất cả mọi người rất khó tin, cơ hồ tất cả đều hiểu được hỏa trúc tính năng lượng trong thiên địa quá yếu, muốn làm tan chảy thanh rượu băng thạch căn bản không có khả năng. Suy suy, màu sắc hỏa trên tay Lý Dương bắt đầu biến hóa, lúc này đã chuyển thành tử sắc, tử sắc chính là thiên hỏa, tụ tập năng lượng trong thiên địa mà có thể hình thành thiên hỏa, khả năng khống chế lửa của hắn thật quá kinh khủng. Tất cả mọi người đều nhìn Lý Dương trong lòng đều âm thầm chờ mong kỳ tích phát sinh. Người sáng tạo kỳ tích không hưng phấn nhưng những người quan sát đều chờ mong điều này. Quả nhiên, hấp thu hỏa trúc tính năng lượng càng ngày càng nhiều, màu sắc tự nhiên tiếp tục biến hóa, tự sắc hỏa phiến lại dần chuyển thành màu lam. Qua một thời gian ngắn, một đóa màu lam hỏa liền xuất hiện trên lòng bàn tay của Lý Dương. Tất cả mọi người đều ngốc trệ ngơ ngác nhìn đóa lam hỏa, không ngừng bắn ra tia lửa, nếu không phải người nhìn thấy, phòng trừng không ai có thể tin tưởng rằng Tự nhiên có người có thể đơn thuần hấp thu hỏa trúc tính năng lượng trong thiên địa tụ tập hình thành cửu muội chân hỏa, năng lực khống chế lâm hỏa phải kinh khủng cỡ nào a? À? Ánh mắt mọi người nhìn Lý Dương đều thay đổi, ngay từ đầu mọi người cho rằng hắn mạo bài, xem thường Lý Dương, nhưng bây giờ đều cho rằng Hắc Y Nhân trước mắt chính là một chân chính cao thủ, tụ tập hỏa trúc tính năng lượng trong thiên địa lại có thể hình thành cửu muội chân hỏa, nói không chừng hắn thật sự có thể chỉ mất nửa ngày để luyện chế một món đồ công kích tính vũ khí đột nhiên có người lên tiếng. Giờ phút này không ai dám phản bác, kể cả tên đặc xính luyện khí cao thủ của cửu trọng lâu, mọi người trong lòng đều có chút tin tưởng rằng, hắc y nhân trên xích phong, không chừng có thể chỉ mất nửa ngày để luyện chế thượng phẩm quỷ khí. Nửa ngày, Lý Dương trong lòng cười thầm, nếu dụng tốc độ nhanh nhất, phòng chừng nửa ngày là có thể luyện chế vài món đồ tốt. Nếu chỉ thượng phẩm quỷ khí bình thường, cũng không có đặc trưng gì, lần trước khi lĩnh ngộ phá Sơn Liệt không đã đem một ít thủ ấn quyết đã dung nhập vào, trong... Lý Dương trong lòng âm thầm quyết định. Lần trước luyện chế phi đao ám kim, liền ngộ ra thủ pháp luyện khí đặc trưng. Thanh diệu băng thạch phiêu phủ trước mặt Lý Dương, làm sắc cử muội chân hỏa bắt đầu hòa tan thanh diệu băng thạch. Kết thủ ấn quyết hay dùng thủy trúc tính năng lượng đi, dù sao thanh diệu băng thạch này cũng là vật trí âm. Lý Dương giờ phút này cũng không dám vận dụng ma nguyên lực, cho nên khi kết thủ ấn quyết liền sử dụng thủy trúc tính năng lượng. Lý Dương nhắm mắt lại, hai tay không ngừng kết xuất các loại thủ ấn quyết, tốc độ càng lúc càng nhanh, ở đây những luyện khí cao thủ đang xem cuộc chiến đều ngây người, thấy chiêu thức ấy của Lý Dương, bọn họ đều hiểu được, Lý Dương dùng biện pháp gì? Hồn viên hợp vũ quyết. Có người kinh hô lên. 3.600 đạo thủ ấn quyết, Lý Dương rất nhanh hoàn toàn thành công, thủ ấn quyết hình thành một phi kiếm thật lớn, theo Lý Dương. Một tiếng hét lớn, hợp, đã hình thành hình dáng phi kiếm thanh diệu băng thạch, còn tản ra mê huyễn quang mang rất lớn, phi kiếm thủ ấn quyết đột nhiên dung hợp, kèm theo một trận chấn động một món đồ phi kiếm đã luyện chế thành công mất nửa ngày lý dương luyện chế phi kiếm này chỉ mất có nửa ngày ngoại trừ thời gian lúc đầu tụ tập hỏa trúc tính năng lượng trong thiên địa khá dài ra còn lại sau đó tốc độ luyện chế cũng quá mức kinh khủng tốc độ kinh người như thế làm cho đại bộ phận những người ở đây đều sợ ngây người đạo hữu quả nhiên là cao thủ hồn viên hợp tự quyết không hổ tại sao đạo hữu lại dám nói trong vòng nửa ngày là có thể luyện chế một món đồ không biết đạo hữu nghiên cứu hồn viên hợp tự quyết tổng cộng mất bao thời gian. Hồn viên hợp tự quyết cũng chính là lý dương vị hợp tự quyết, cơ hội nhập tất cả các thủ ấn quyết, trước làm cho thủ ấn quyết dung hợp thành chỉnh thể, sau đó làm cho thủ ấn quyết chỉnh thể một lần thuộc tính và dung hợp thành phi kiếm. Mỗi một bước tạo thủ ấn quyết đều hoàn toàn từ nghiên cứu mới có thể hình thành hồn viên hợp tự quyết. Điều thư thủ đả của Lý Dương như thế, cũng chính là bởi vì trong tập trung mật pháp của phần lớn ma giới cao thủ, trải qua si vưu chỉnh hợp mà hình thành một bộ quán pháp quyết liên tiếp, lúc này mới làm cho Lý Dương có thể sử dụng xuất hồn viên hợp tự quyết. Nếu chỉ đơn thuần một người muốn nghiên cứu xuất hồn viên hợp tự quyết, cơ hồ ngay cả một món đồ, cũng không có khả năng, người bình thường luyện chế vũ khí đều từng bước từng bước luyện, từ từ làm tan chảy, đều rất cẩn thận, điều thư thủ đã thời gian có dài hơn nữa thì hiệu quả cũng là không bằng hồn viên hợp tự quyết. Đương nhiên Lý Dương sẽ không làm sư phụ mà đem sự thật ra thuyết giảng hồn viên hợp tự quyết là do ta nghiên cứu mấy năm mới thành công. Lý Dương đại sảnh nhiễm chúng dưới, ngang nhiên nói. Một trận kinh hô vang lên. Về phương diện khống chế lửa ta có đặc thù thiên phú, tự nhiên, lúc luyện khí cũng đỡ tốn công sức hơn. Lý Dương vẻ mặt tránh kinh bắt đầu giải thích nói. Chung quanh bình phán đài, kể cả 15 người kia cũng gật đầu. Đã thấy Lý Dương vừa rồi chỉ dựa vào hỏa trúc tính năng lượng trong thiên địa, mà tổ hợp thành cửu mội chân hỏa, đối với khống chế năng lực lửa tuyệt đối không phải cố gắng mà có thể nhất định phải do thiên phú lửa mạnh như thế đương nhiên là phải luyện khí rồi không luyện khí không phải rất lãng phí sao từ lúc bắc minh hải xuất hiện ta đã từ từ nghiên cứu gần đây mới nghiên cứu xong một bộ hồn viên hợp tự quyết đầy đủ lý dương cười gian gian nói đạo hữu cũng nhờ có nghị lực lớn mới đạt thành tựu lớn bội phục chi trí bội phục chi trí nhất thời luyện khí cao thủ đặt câu hỏi chắp tay nói những người khác cũng bàn luận. Từ trước khi Bắc Minh Hải xuất hiện đã bắt đầu nghiên cứu. Cứ thế thời gian dài không ngừng nghiên cứu, thật sự là đại nghị lực. Thành tựu như thế, cũng đáng để bội phục. Lý Dương tâm trạng thầm nghĩ hổ thẹn, hổ thẹn. Ta là do tập hợp trí tuệ của vô số luyện khí cao thủ ở ma giới mới thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xem như là đạo thiết, bất quá những cao thủ ma giới đều không thể đến quỷ giới. Ta coi như là vì những cao thủ ma giới mà dương oai ở quỷ giới để cho này quỷ giới nhân hiểu được ma giới luyện khí thuật của bọn ta cũng không tệ. Lý Dương trong lòng tự nhủ. Lý Dương vẫn đứng ở đây, khiêm tốn nhìn hơn 10 vạn người khán giả phía dưới nhất thời đang ồn ào. Lời Lý Dương nói cùng với các tuyển thủ khác nói, những người này đều nghe được. Hơn nữa trong số những khán giả đang xem cuộc chiến còn có không ít luyện khí cao thủ. Những người này cũng hướng, đến những người chung quanh giảng giải hồn viên hợp tự quyết là thế nào. 16 vị đạo hữu, bây giờ, sẽ do ba vị giám khảo chúng ta tiến hành bình phán vũ khí. Các vị cũng có thể giảng thuật một chút cho chúng ta về những nét đặc trưng của vũ khí các vị." Hồng Phát lão giả lớn tiếng nói. Lập tức, ba gã giám khảo bắt đầu xem vũ khí để tiến hành bình phán. Trên thực tế, các tuyển thủ ở đây đều là luyện khí cao thủ, nhìn người khác, lại nhìn chính mình, cũng biết hơn kém ra sao, không cần phải nói thêm, những người này đều tự mình đi ra ngoài. Ở đây các vị luyện chế đều là thượng phẩm quỷ khí, uy lực cực mạnh chỉ có dư gia và lý dịch hai vị đạo hữu phi kiếm dư gia mặc dù tài liệu luyện chế không phải loại tốt nhưng dư gia cũng từng bước bước chậm rãi luyện chế chỉ là dư gia luyện chế phương pháp rất đặc trưng chúng ta trong lúc nhất thời cũng khó nói phương pháp luyện chế vũ khí của dư gia tựa hồ không dưới hồn viên hợp tự quyết hồng phát lão giả quay về chúng nhân nói khiến mọi người đều là cả kinh đều hướng về người tên dư gia kia nhìn lại dư gia là một lão nhân nhỏ bé cái mũi đỏ bừng lúc hắn cười thì chả thấy con mắt đâu từ đầu tới giờ, cho dù thấy Lý Dương thi triển hồn viên hợp tự quyết, cũng chỉ là cười cười mà thôi. Đây là độc môn luyện chế pháp điệp lãng của lão nhân ta, xuất hiện trước cả Bắc Minh Hải rất lâu trước kia, lão nhân ta đã bắt đầu nghiên cứu, phong đô đại đế cử hành vài lần tỉ thí, lão nhân ta đều không tham gia, bởi vì luyện chế pháp này của ta chưa có đại thành, 10 năm trước, bí pháp này cuối cùng là có một ít thành quả, cho nên cũng ngợn dịp này đến hiển thị một chút. Dư ra cười đến con mắt cũng không nhìn thấy. Cái mũi đỏ bừng có vẻ rất là đáng yêu. Hồng phát lão giả cười to lên. Ha ha, cuộc thi lần này không ngờ xuất hiện hai vị cao thủ, đều là từ trước khi Bắc Minh Hải xuất hiện đã bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu. Tới đây nhìn cũng giúp chúng ta đại khai nhãn giới, quả là thần bí khó lường. Luyện chế pháp điệp lãng và hồn viên hợp tự quyết, rốt cuộc ai mạnh ai yếu, thật sự là rất đáng chờ mong à. Dư ra hướng Lý Dương chắp tay nói. Cao thủ, bội phục, bội phục lý dịch đạo hữu không nghĩ vừa xuất sơn lại gặp được bậc cao thủ như ngươi lý dịch đạo hữu lão nhân ta thật sự rất bội phục công lực cũng rất cao khiến lão nhân ta nhìn không thấu lý dương cười cười thần thức hắn dễ dàng nhìn xuyên dư gia này dư gia là quỷ đế trung kỳ cao thủ coi như cũng là siêu cấp cao thủ chuyên tâm và luyện chế phương pháp mà cũng đạt tới tu vi như thế thiên tư cũng rất cao gặp được dư gia lý dịch ta cũng rất hưng phấn xin được gặp mặt để đàm luận sau ba trận đấu Lý Dương cười nói trên thực tế Lý Dương cũng rất hổ thẹn, dư ra mới đích thực là cao thủ nghiên cứu, Lý Dương bất quá chỉ là mạo bài mà thôi, trên thực tế thời gian rèn luyện chính thức cũng bất quá hơn 1.000 năm, trong đó còn có 1.000 năm là ngủ. Bất quá, Lý Dương có toàn bộ cơ hồ tất cả luyện khí bí pháp của ma giới, lần này tỷ thí mà thua, thực sự quá mất mặt. Một là luyện khí bí pháp thần bí được chuyên tâm nghiên cứu nhiều năm, điệp lãng, bí pháp của lão nhân mũi đỏ mặt khác là luyện khí bí pháp cơ hồ tập hợp của tất cả cao thủ ma giới, còn có nhị nghi tịnh hỏa của Hắc Y thanh niên, ai mạnh ai yếu. Trận đấu lần này, phòng trừng đệ nhất danh và đệ nhị danh chính là nằm trong tay Lý Dịch Đạo Hữu và Dư Gia. Những người khác trong lòng cũng hiểu rõ, đã thấy tuyệt kỷ Lý Dương, lại nhìn thấy bí pháp Dư Gia điệp lãng, bọn họ đều hiểu được đạo lý thiên ngoại hữu thiên. Trận đấu tiến được thêm 3 vòng, đúng như dự đoán của nhiều người. Tiến vào vòng quyết định chỉ có hai người đúng là lão nhân mũi đỏ dư ra và kinh thiên địa, quỷ thần khiếp lý dịch. Trải qua 9 ngày thi đấu, rốt cục chỉ còn hai gã tuyển thủ cuối cùng dư ra và lý dịch đạo hữu. Hai người này chính là những luyện khí cao thủ lợi hại nhất kể từ ngày ta làm giám khảo. Đến nay, hôm nay, còn có mấy nhân vật đến quan khán trận đấu này. Hồng phát lão giả thanh âm rất rõ ràng. Lý Dương vừa nghe, con mắt lập tức sáng ngời, thần thức tản ra xung quanh, liền phát hiện ba đạo thân ảnh đang bay tới ba người này công lực đều cực cao đều là quỷ đế hậu kỳ rất kinh khủng trong đó một người đúng lý dương đã nhận biết tần nghiễm vương một lát sau ba đạo nhân ảnh liền xuất hiện trên không trung trong đó có một người công lực cực mạnh cũng là người phi đến trước một thân sắc phục màu đen khí thế mạnh mẽ rất là tự nhiên phát ra chung quanh lý dương phán định người này chính là quỷ giới đệ nhất cao thủ phong đồ đại đế xin ra mắt bệ hạ ba vị giám khảo hồng phát lão giả hành lễ nói phong đồ đại đế Người quan khán trận đấu phía dưới đều sợ ngây người, cũng lập tức tất cả quỳ xuống hành lễ, không trách bọn hắn kinh ngạc. Bọn họ đi xem rất nhiều trận đấu luyện khí, ngoại trừ lần đầu tiên, Phong Đô Đại Đế cho tới bây giờ cũng chưa xuất hiện lại. Lần này tự nhiên xuất hiện, Lý Dương và Dư Gia cũng không người hành lễ nói. Xin ra mắt bệ hạ, hai vị không cần khách khí như thế, cứ gọi ta là Đạo Huynh là được. Phong Đô Đại Đế vẫn giữ nguyên vẻ mặt nói, giờ phút này trong lòng Phong Đô Đại Đế cũng rung động giống như cuồng phong cự lãng lần này sở dĩ đến đây chính là nghe nói trận đấu này xuất hiện hai người siêu cấp luyện khí cao thủ chưa xuất thế các luyện khí cao thủ khác so sánh với hai người này căn bản không được tính là gì cho nên trong khi tới đây phong đô đại đế dụng thần thức kiểm tra chỉ phát hiện khí tức của dư gia cũng không có phát hiện lý dương phong đô đại đế còn tưởng rằng vị tuyển thủ đó vắng mặt nhưng khi tới hiện trường hắn mới phát hiện lý dương vẫn ngồi ở trên xích phong cho nên hắn rất ngạc nhiên đến đại đế cũng không thể phát hiện chút khí tức nào của lý dương việc này làm cho phong đô đại đế kinh dị không thôi vị này chắc là lý dịch đạo hữu tu vi đạo hữu quả thực tinh thâm vũ sơn ta bội phục phong đô đại đế quay về phía lý dương nói để ta giới thiệu một chút vị này chắc ngươi đã biết chính là tần nghiễm còn vị này là diêm la ba người chúng ta nghe nói thi đấu luyện khí lần này xuất hiện hai đại tuyệt thế luyện khí cao thủ nên lập tức đến quan khán không nghĩ lý dịch đạo hữu chẳng những luyện khí lợi hại thân mình tu vi cũng rất cao thâm vô luận là tần nghiễm vương diêm la vương hay những người khác có mặt trong lòng đều cảm thấy khiếp sợ vừa rồi phong đô đại đế tự xưng cái gì vũ sơn phong đô đại đế và lý dương nói chuyện thế nhưng lại nói ra tên thật cho nên phong đô đại đế lại cùng lý dương đồng bối luận giao phong đô đại đế có thân phận gì chính là quỷ giới đệ nhất nhân ở minh giới chỉ có ngũ phương minh đế mới có khả năng sánh cùng phong đô đại đế nhân vật như thế trước mặt lý dương tự xưng là vũ sơn đại đế ta cũng chỉ là một người bình thường tĩnh tâm tu luyện lần này cũng là vì một vị bằng hữu nên mới đến quỷ giới công lực ta cũng không tính là tinh thâm chỉ là tùy tiện tu luyện mà thôi lý dương rất bình tĩnh nói phong đô đại đế mỉm cười nói lý dịch đạo hữu quả thật khiêm tốn đúng là yếu điểm tu luyện dư gia đạo hữu luyện chế pháp điệp lãng ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua lần này nhất định phải đại khai nhãn giới a tốt rồi ta cũng không cản nhị vị tỷ thí nữa tần nghiễm diêm la chúng ta đứng sang một bên xem hai vị cao thủ tỷ thí Phong Đô Đại Đế nói xong, liền cùng Tần Nghiễm Vương và Diêm La Vương, tới bình ủy bên cạnh bắt đầu an tâm xem cuộc chiến. Lý Dương trong lòng cũng cảm thấy có chút bất an, thần thức hắn cực kỳ lợi hại, vừa rồi trong khi Phong Đô Đại Đế nhìn hắn, Lý Dương cũng cảm nhận được một cổ sát ý, hơn nữa cổ sát ý này là từ đáy lòng Phong Đô Đại Đế, phát ra xong rồi lại tiêu tán. Nếu là quỷ đế hậu kỳ cao thủ bình thường, phỏng chừng không phát hiện được, nhưng nguyên thần thần thức Lý Dương quá mức lợi hại, nên cảm nhận được Điểm ấy làm sao khiến Lý Dương không khiếp sợ? Hấp thu thủy trúc tính lôi điện bổn nguyên, hơn nữa Lý Dương tinh thần tu vi đạt tới Ma Đế hậu kỳ, khiến cho hơi thở Lý Dương hoàn toàn thu liễm, ngay cả Phong Đồ Đại Đế đều dò xét không ra, đây là chuyện tốt, có thể che giấu Lý Dương thân phận, nhưng cũng có điểm không hay. Trong tâm trí Phong Đồ Đại Đế, cho rằng Lý Dương là cao thủ có thể so sánh với hắn. Thân là quỷ giới đệ nhất cao thủ, tuyệt đối Phong Đồ Đại Đế, từ trước tới nay chưa có người có thể so với hắn thân phận hắn đã cực cao nay tự nhiên gặp được một người có thể so với quỷ giới cao thủ như hắn hắn sẽ có phản ứng gì dư gia đạo hữu lý dịch đạo hữu bây giờ sẽ xem nhị vị thi đấu nếu thắng sẽ đoạt được luân hồi châu tốt rồi trận đấu bắt đầu hồng phát lão giả tiếp tục điều khiển trận đấu dư gia giờ phút này con mắt sáng lên từ trong tay xuất hiện ba khối quáng thạch thiên lam thạch lam hủy thạch huyết cứ lam ba loại quáng thạch này chỉ có huyết cứ lam là có thể so với thanh diệu băng thạch thiên lam thạch và lam hủy thạch thấp hơn một chút, nhưng bọn chúng đều có chút tính giống nhau. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao ta lựa chọn ba loại quáng thạch này. Dư ra giờ phút này tản ra khí thế sắc bén, trong mắt cũng tinh quang lóe ra. Giờ phút này hắn mới chính thức là một quỷ đế cao thủ, chính thức là chuyên gia luyện khí. Điệp lãng luyện chế pháp, lúc trước ta còn chưa hoàn toàn thi triển ra. Điệp lãng luyện chế pháp chia làm tam trọng điệp lãng, lục trọng điệp lãng và cửu trọng điệp lãng những trận trước, ta chỉ dùng tam trọng điệp lãng, lần này quyết định, vì sự tôn kính đối lý dịch đạo hữu, ta sẽ dụng tuyệt chiêu cửu trọng điệp lãng. Một nhóm cửu muội chân hỏa bắt đầu bao vây thiên lam thạch dư ra, bắt đầu phát ra thủ ấn quyết. Thủ ấn quyết chẳng những phải có thế mà còn phải nhờ rất nhiều vào tâm pháp, nhìn bên ngoài vô cùng đơn giản nên không thể biết có ý nghĩa chính thức là gì. Dư ra luyện khí rất chậm, hắn từng bước từng bước luyện chế, nhưng đôi tay hắn cho tới bây giờ vẫn không ngừng di chuyển, phẳng phất giống như họa quyển cứ thế họa quyển này chứa đựng họa quyển khác, phảng phất như liên tiếp khôn cùng. Lúc dư ra luyện chế, quỷ giới phong đô đại đế, tần nhiễm vương, diêm la vương, tam đại bình ủy kể cả Lý Dương đều cẩn thận quan sát. Lý dịch huynh đệ, không nghĩ người lại là luyện khí cao thủ, ngày ấy ta tùy tiện nói bâng quơ một câu, nhưng người thật sự lại tham gia thi đấu luyện khí, thật sự là không thể tưởng tượng được. Tần nhiễm vương bay tới bên cạnh Lý Dương. Lý Dương đứng một bên nhìn dư ra luyện khí, liền cười nói. Tần nghiễm đại ca, Nói thật nha, ta cũng chỉ về phương diện luyện khí là tương đối am hiểu mà thôi, biết tỷ đấu luyện khí này có luân hồi châu, ta đương nhiên phải tới rồi. Wow, xem ngữ khí huynh đệ, tựa hồ đối với trận đấu này thập phần nắm chắc ha. Tần Nghiễm Vương con mắt sáng ngời. Luyện khí cao thủ, vô luận là ở địa phương nào đều sẽ được trọng dụng. Chỉ cần này dư ra không luyện chế thần khí, ta sẽ nắm chắc. Lý Dương trực tiếp nói, không có chút khiêm tốn, chính là một luyện khí cao thủ rất tự tin đầy ngạo khí bản thân mình có nhị nghi tịnh hòa, nói về luyện khí, phòng trừng cũng chỉ đại tôn có thể vượt qua hắn. Ta sẽ chờ xem huynh đệ biểu diễn. Tần Nghiễm Vương cười nói. Lý Dương từ từ gật đầu, nói. Tần Nghiễm Đại ca kính thỉnh chờ đợi, đợi dư ra biểu diễn xong, Tần Nghiễm Đại ca liền có thể xem ta luyện khí như thế nào. Luyện khí trọng yếu nhất là hỏa một khi uy lực hỏa phúc không đủ, cho dù ngươi có kỹ thuật cũng sẽ vô dụng. Lấy ví dụ là thần khí, với cử muội chân hỏa, cho dù ngươi nghiên cứu kỹ thuật phức tạp kiểu gì đi nữa cũng vô pháp luyện chế đặc biệt với những khoáng thạch như ngũ thải hỗn độn thạch căn bản là không thể hòa tan ngay cả quáng thạch cũng không thể hòa tan thì luyện khí bằng niềm tin à nhị nghi tịnh hòa chính là mơ tưởng mà mỗi một người luyện khí cao thủ đều muốn có nhị nghi tịnh hòa mà xuất ra cho dù dư ra tự tin như thế nào lợi hại ra sao cũng phải cúi đầu nhận thua tần Nhiễm vương đột nhiên nhướng mày a à, lý dịch huynh đệ ta không phải đang quấy rầy ngươi sao Ngươi cứ ở đây an tâm chuẩn bị, ta đến chỗ đại đế bên kia đang xem tiếp." Tần Nghiễm Vương lúc này quay về Lý Dương nói. Lý Dương gật đầu nói, "Đại ca hãy đi đi." Tần Nghiễm Vương cười liền bay khỏi Xích Phong, tới bên cạnh Phong Đô Đại Đế, Diêm La Vương. Vừa rồi Phong Đô Đại Đế thần thức truyền âm cho hắn, lúc này mới khiến cho Tần Nghiễm Vương rời đi Lý Dương phi tới. "Đại đế?" Tần Nghiễm Vương bay đến bên cạnh Phong Đô Đại Đế, nghe Phong Đô Đại Đế truyền âm hỏi chuyện tần nghiễm ta hỏi ngươi lý dịch này rốt cuộc có thân phận gì phong đô đại đế đột nhiên thần thức truyền âm đến tần nghiễm vương tần nghiễm vương hiểu được phong đô đại đế không muốn làm cho ngoại nhân biết nội dung nói chuyện cũng thần thức truyền âm đáp đại đế lý dịch vẫn ẩn cư tại bắc minh hải cùng bắc minh hải côn bằng yêu đế có giao tình không tệ có giao tình với côn bằng phong đô đại đế trong lòng âm thầm tính toán nhìn thấy lý dương phong đô đại đế trong lòng vẫn chưa yên tâm hắn là quỷ giới trí tôn, không người nào có thể xoay chuyển địa vị hắn. Hôm nay lòi đâu ra tên lý dịch ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu. Sao không khiến cho phong đồ đại đế cảm thấy nguy cơ, khiến cho phong đồ đại đế trong lòng bất an. Phong đô đại đế có thói quen nắm tất cả cục diện trong tay. Lý Dương xuất hiện, khiến cho phong đồ đại đế có loại cảm giác nắm không chắc. Những lời ngươi nói là thật. Phong đồ đại đế do hỏi. Thuộc hạ cam cam đoan việc này tuyệt đối là thật. Tần Nghiễm Vương thập phần khẳng định nói, từ lúc Lý Dương nói ra khuôn mặt, nắm tay hắn đã hoàn toàn tin tưởng rằng lý dương phong đô đại đế trong lòng thở dài một hơi hồng thạch người nói lý dịch này nghiên cứu hồn viên hợp tự quyết mất rất nhiều thời gian hả từ trước lúc bắc minh hải xuất hiện đã nghiên cứu việc này có đúng thật hay không phong đô đại đế cũng truyền âm sang hồng phát lão giả trên bình đài hồng phát lão giả lúc này cũng truyền âm nói bẩm báo đại đế mỗi một luyện khí giả đối với nghiên cứu bí pháp của mình đều rất chân quý tuyệt không chuyện ra ngoài vì vậy Lý Dịch nói hồn viên hợp vũ quyết là do hắn nghiên cứu cũng không sai. Cho dù có người truyền thụ cho hắn, cũng không có khả năng các luyện khí cao thủ đều truyền thụ hắn. Ngoài ra, hồn viên hợp tự quyết chính là luyện chế pháp quyết trọn vẹn, một người có thể hoàn toàn nghiên cứu ra, thật sự khó có thể tưởng tượng, cơ hồ gần như không có khả năng. Lý Dịch này một mình nghiên cứu ra, quả thật là thiên tư cao vô cùng, phải mất rất lâu mới có thể. Cho nên thuộc hạ cho rằng Lý Dịch nói có thể là sự thật. Phong Đô đại đế gật gật đầu, hắn cũng là người cực kỳ thông tuệ, đương nhiên hiểu được đạo lý này, muốn đạt tới đỉnh cao, nếu không vất vả khổ công rèn luyện, tuyệt đối không có khả năng. Hành nghiệp luyện khí, cơ hồ mỗi người đều phải có đặc trưng kinh nghiệm quý báu của mình, trừ phi là truyền cho đồ đệ. Điều này cũng lý giải vì sao lúc trước Si Vưu truyền cho Lý Dương, nghiêm lệnh Lý Dương không được phép chuyện cho người khác. Lý dịch này có thể đối với luyện khí hành nghiệp có thành tựu kinh người như thế, chắc chắn phải mất rất nhiều thời gian, hơn nữa toàn thân tâm đầu nhập vào trong đó. Xem ra, lý dịch này không phải loại người có dã tâm phong đô đại đế có thể phán đoán lý dịch này ẩn cư nhiều năm chuyên tâm hiểu được thiên đạo luyện khí cao thủ si tâm nghiên cứu có thể ẩn cư nhiều năm nhất định không phải loại người truy đuổi quyền lực đột nhiên phong đô đại đế trên mặt có một tia cười khổ ai lúc trước đảm nhiệm quỷ giới đại đế cũng nhiều năm rồi ta cũng dứt không được a di đà phật và chuẩn đề đạo nhân đều hiểu được đại viên mãn nhưng ta vẫn như trước vẫn ở tầng cuối cùng mãi chưa đạt tới đại viên mãn, có lẽ ngày nào ta có thể buông tha quyền lực, ngày đó ta mới có thể tiến lên thêm một tầng lâu. Phong đô đại đế hiểu hắn vẫn chưa thể hoàn toàn làm được. Trận đấu tiến hành đã qua thêm một canh giờ, Lý Dương vẫn như trước chưa có động thủ, nhưng lúc này nhưng không có bất luận kẻ nào nói Lý Dương, bởi vì hắn ở các trận trước đã triển khai thực lực chính mình, hơn nữa các trận trước Lý Dương đều là đến gần cuối mới bắt đầu luyện chế. Dư ra luyện chế rất là thuận lợi, biểu hiện ra mặt, không tự kìm hãm được hiện ra vẻ tươi cười, thiên lam thạch đã hoàn toàn hòa tan hơn nữa dung hợp đám thủ ấn quyết hình thành địa quang quyển đồng thời lam hủy thạch cũng bay tới cử muội chân hỏa rất nhanh liền nung chảy hoàn toàn lam hủy thạch đồng thời hòa tan hoàn toàn chất lỏng đang bao vây thiên lam thạch truy cập halayzi com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé dư ra hai tay kết xuất thủ ấn quyết càng thêm thâm ảo hình thành địa quang quyển năng lượng ngày càng mạnh dung hợp vào trong lam hủy thạch ta rốt cục hiểu được lý dương con mắt rồi đột nhiên sáng ngời Tới giờ phút này, hắn mới hiểu được nguyên lý. Đương nhiên, cái này không phải Lý Dương chỉ nhìn dư ra thi triển thủ ấn quyết là đoán ra. Hắn còn chưa có như vậy lợi hại, chủ yếu là bởi vì ghi lại có một kỳ xảo gọi là liên hoàn. Kỹ xảo này chính là mỗi luyện khí cao thủ ma giới đều nghiên cứu đến. Có thể nói trong nguyên lý liên hoàn là điệp lãng liên hoàn, bất quá phương pháp cơ bản nhất chính là điệp lãng cũng là liên hoàn sau khi biến đổi, tiến hóa, luyện chế thành công. Liên hoàn chỉ có thể xem như một tiểu kỳ xảo, mà Điệp Lãng cũng chỉ là một môn luyện chế pháp. Hai người một người là địa, một người là thiên, tranh lệch quá lớn, bất quá nguyên lý cơ bản nhất lại giống nhau, tự như liên hoàn là số học cơ bản thì Điệp Lãng là số học bậc trung giải phương trình nhiều nghiệm. Trải qua ba canh giờ, Thiên Lam Thạch và Lam Hủy Thạch đã hoàn toàn dung hợp nhất thể. Lúc này huyết cứ lam cũng bị cửu muội chân hỏa hoàn toàn bao vây, rất nhanh liền dung hóa thành chất lỏng. Chất lỏng huyết cứ lam chuyển thành màu lam, có một cái điều hồng ở trong đó chất lỏng này bao vây toàn bộ thiên lam thạch và lam hủy thạch đồng thời dư gia tiếp tục thi triển ra luyện chế pháp cửu trọng điệp lãng huyết cứ lam cũng không ngừng dung hợp đám thủ ấn quyết hình thành quang quyển dư gia trên mặt nụ cười càng ngày càng sáng lạn cửu trọng điệp lãng cũng không phải muốn thi triển là thi triển được thiên lam thạch lam hủy thạch huyết cứ lam mặc dù huyết cứ lam là tốt nhất nhưng nếu ba khối quáng thạch đều là huyết cứ lam ngược lại hiệu quả sẽ không bằng bây giờ quan trọng là làm cho ba khối quáng thạch có đặc trưng liên lạc phẩm chất cũng là tương đồng thập phần thích hợp với phương pháp luyện chế cửu trọng điệp lãng. Phía dưới rất đông quỷ giới nhân quan sát luyện khí đều mở to hai mắt nhìn, giờ phút này dư ra trong tay lại xuất hiện màu lam thủy lưu, giống như thủy lưu trong nước biển, từng đạo thủy lưu xoay tròn trên tay hắn. Dư ra giờ phút này khí thế hoàn toàn bộc phát, trên mặt cũng tản ra hồng quang. Cửu trọng, điệp, thiên lam thạch, lam hủy thạch, huyết cứ lam hoàn toàn dung hợp thành nhất thể, giống như sóng nhỏ lăn tăn, một hồi lâu sau đã hình thành một thanh trọng kiếm màu lam tiếp theo dư ra một tiếng hét lớn, hoàn toàn do quỷ cụ lực hình thành thủy lưu bắt đầu vờn chung quanh trọng kiếm màu lam giống, như trường sở uốn lượn, thủy lưu này không ngừng vi thống chứ trọng kiếm toàn nhiễu. Trọng kiếm cũng rung động theo, do bên trong rung động khiến cho ở đây, cơ hồ tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện ra trọng kiếm này uy lực quá kinh khủng, chỉ chấn động thôi mà không khí cũng chấn động, cái này chỉ là trọng kiếm tự thân chấn động mà thôi. Thủy lưu vườn quanh càng ngày càng ít, nhìn kỹ mới có thể phát hiện, thủy lưu đều từ mũi trọng kiếm dung hợp vào trong kiếm thể dư ra trên mặt tràn đầy nụ cười, trên ngực một giọt máu bay đi, nhanh chóng dung nhập vào trong đó, trích huyết nhận chủ. Lão nhân ta hơi diễn trò một chút. Dư ra vung tay phát ra một đạo quỷ minh lực, trực tiếp dung nhập vào lam sắc trọng kiếm kiếm trong cơ thể, lập tức trọng kiếm từ bên trong phát ra một đạo công kích kinh khí, Lý Dương thần thức lập tức cẩn thận quan sát. Chỉ thấy đạo kinh khí từ bên trong trọng kiếm phát ra, bên ngoài trong lúc thẩm thấu, phẳng phất như không ngừng chấn phúc, ở nội tầng thì trấn phúc gấp 3, ở trung ương cũng trấn phúc gấp 3, nên bên ngoài huyết cứ lam hình thành đao phong trấn phúc, tổng cộng uy lực gấp 9 lần kinh khí phát ra. Gấp 9 lần công kích, cái này mà gọi là thượng phẩm quỷ khí sao? Chẳng phải gần bằng thần khí rồi còn gì? Một người hô to, Phong Đồ đại đế nhất thời con mắt sáng ngời, lập tức tiến lên vui vẻ nói, Dư gia quả nhiên là luyện khí cao thủ, ba khối quáng thạch bình thường, sau khi luyện thành công lại có hiệu quả như vậy, thật sự thật sự khiến ta bội phục. Bội phục. Phong đô đại đế kích động không thôi, trấn phúc gấp 9 lần, cửu trọng điệp lãng, quả nhiên thần kỳ. Tần Nghiễm Vương và Diêm La Vương đều khiếp sợ. Phía dưới hơn 10 vạn người cũng huyên náo theo, bọn họ cũng nghe được thanh âm không ít cao thủ phía trước đang xem cuộc chiến, hoàn toàn thấy rõ được trọng kiếm này lợi hại thế nào, nhất thời bàn luận sôi nổi. Mọi người đều ồn ào bàn luận. Tất cả mọi người đối với luyện chế pháp điệp lãng đều cảm thấy khiếp sợ cửu trọng điệp lãng, hồn viên hợp vũ quyết có thể so sánh không? Ngay từ đầu trận đấu một ít luyện khí tuyển thủ bị đào thải, cũng ở phía sau cưỡi mây nhìn, giờ phút này một gã luyện khí tuyển thủ trực tiếp nói. Hiển nhiên, cửu trọng điệp lãng thật sự quá mức lợi hại. Không ít người đều nhìn về phía Lý Dương, bây giờ chính là muốn xem Lý Dương làm thế nào. Lợi hại, lợi hại, chấn phúc gấp 9 lần công kích, bội phục, bội phục. Lý Dương nhãn tỉnh tĩnh đắc cổn viên, cả kinh than vãn, chiến thần ngõ có thể chấn phúc gấp 10 công kích, chính là do si vưu đại tôn tự mình luyện chế, vận dụng như phong tự bế bí pháp mà tạo thành hiệu quả chấn phúc. Lý Dương mặc dù ma thần lục tuyệt đại thành nhưng hắn hiểu được đạo của si hắn đối với chính mình còn chưa đạt đến đại viên mãn. Hắn cũng luyện chế hám địa quyền sáo, lần đầu tiên luyện chế thượng phẩm ma khí, chấn phúc chỉ có gấp 5 làn, lần thứ hai như phong tự bế đại thành, chấn phúc hiệu quả cũng chỉ là gấp 8 mà thôi, cũng thích hợp với vũ khí công kích cận nhân. Lý Dương xem qua như phong tự bế. Hơn nữa cũng tham khảo qua lúc trước si vưu luyện chế chiến thần ngõa, mới có thể đạt tới hiệu quả chấn phúc gấp 8. Nhưng dư gia này đối với cửu trọng điệp lãng đạt tới hiệu quả chấn phúc gấp 9. Dư gia, Vũ Sơn ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, đến quỷ giới ta lại có luyện khí cao thủ đẳng cấp như thế, nếu so sánh với ngươi thì cửu trọng lâu, đệ nhất luyện khí sư căn bản không tính là gì. Sau khi trận đấu này chấm dứt, ta nhất định phải mời dư gia đến đế cung ta làm khách phong đô đại đế quay về dư gia có vẻ thập phần khách khí cũng tự xưng vũ sơn không có chút ngạo khí đại đế cho mời lão đầu tử ta không dám không đi dư gia cũng không có cự tuyệt nhất thời phong đô đại đế có vẻ rất là cao hứng lý dương đột nhiên ha ha cười to lên ta cũng không đến ngày thứ ba ký nhân dư gia đã luyện chế thành công để cho ta chứng kiến được phương pháp luyện chế kinh người như thế ta sẽ không lãng phí thời gian mọi người nữa bây giờ ta sẽ bắt đầu luyện chế Lý Dương không có chút lo lắng, trên mặt chỉ có một nụ cười điềm nhiên. Tất cả ánh mắt mọi người đều hướng đến Lý Dương. Vài trận đấu trước, Lý Dương đều là đợi cho gần cuối cùng mới bắt đầu luyện chế. Lần này thái độ cũng tương tự, dư ra chấm dứt là hắn liền bắt đầu. Chỉ là, chấn phúc gấp 9 lần công kích thượng phẩm quỷ khí, Lý Dương có thể luyện chế ra thứ lợi hại hơn sao? Tất cả mọi người hoài nghi. Kể cả tần nghiễm vương lúc trước đối với Lý Dương rất tự tin cũng hoài nghi. Lý Dương phất tay một chiêu, một tảng đá ngăm đen phiêu phù ra, từng đạo ngũ sắc thải quang từ trên tảng đá phát ra, mọi người trong lúc nhất thời đều trợn mắt há hốc mồm. Ngũ thải hỗn độn thạch. Tiếng kinh hô từ trong miệng dư ra vang lên, trong lúc nhất thời chung quanh hơn 10 vạn người thế nhưng lại không có chút thanh âm, rất yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn ngũ thải hỗn độn thạch lẳng lặng phiêu phù. Ngũ thải hỗn độn thạch tản ra ngũ thải quang mang nhẹ nhẹ đến mê người, ở đây các cao thủ, đặc biệt là luyện khí cao thủ cơ hồ chỉ liếc mắt là phán định quáng thạch trước mắt chính là ngũ thải hỗn độn thạch, chân quý vô cùng. Phong đồ đại đế Vũ Sơn, Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Dư Gia đều chờ đợi, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Ngũ thải hỗn độn thạch, chỉ có yêu giới nữ oa cùng hỗn độn sơn mới có. Quỷ giới cũng từng có cao thủ đến yêu giới, dù sao quỷ giới quỷ đế và minh giới minh đế, căn bản không thể phân biệt, năng lượng đều là quỷ minh lực. Nữ oa nương nương mặc dù đối với quỷ giới nhân không có thành kiến, cũng để cho một ít cao thủ lấy ngũ thải hỗn độn thạch lý dịch huynh đệ chẳng lẽ ngươi dùng ngũ thải hỗn độn thạch luyện khí tần nghiễm vương khó tin hỏi tất cả mọi người nhìn lý dương đều không tin dụng ngũ thải hỗn độn thạch luyện khí điều kiện tiên quyết chính là có thể nung chảy ngũ thải hỗn độn thạch chẳng lẽ ngũ thải hỗn độn thạch lại dễ dàng nung chảy sao lưỡng nghi tịnh hòa chẳng lẽ lý dịch đạo hữu có lưỡng nghi tịnh hòa dư gia nhìn lý dương trong mắt lóe quang mang cháy bỏng đối với si mê luyện khí cao thủ mà nói lưỡng nghi tịnh hòa chính là mơ tưởng rất muốn đạt đến có lưỡng nghi tịnh hòa liền có thể luyện chế thần khí phía dưới hơn 10 vạn người lại ồn ào lão thiên à ngũ thải hỗn độn thạch chẳng lẽ muốn luyện chế thần khí lý dịch tiền bối này quả nhiên thần bí khó lường hôm nay nói không chừng có thể đại khai nhãn giới hư này lý dịch mặc dù là quỷ đế nhưng để luyện chế thần khí cũng không phải quỷ đế có khả năng làm được Dụng hỏa luyện chế phải là lưỡng nghi tịnh hòa, chính là lưỡng nghi tịnh hòa a. À. Ta vẫn chưa có nghe nói quỷ đế lại có lưỡng nghi tịnh hòa. Phải rồi, Lý Dịch này nói không chừng chỉ xuất ra ngũ thải hỗn độn thạch để dọa người thôi. Một ít người làm không được lại cứ nghĩ người khác không làm được liền mượn lúc này để hủy danh dự Lý Dương. Không nhất định. Các vị còn nhớ kỹ Lý Dịch, Tiền Bối trong khi thi đấu đã tụ tập hỏa trúc tính năng lượng trong thiên địa, chỉ một lúc đã tụ tập thành cửu muội chân hỏa. Đối với năng lực khống chế lửa quả thực là không có ai bằng nói không chừng lý dịch tiền bối thật sự có lưỡng nghi tịnh hòa lời này vừa nói ra nhất thời đám người phía dưới đa số người đều ủng hộ lý dương phần đông người đứng xem lý dương hoặc là kỳ vọng hoặc là không tin hoặc là muốn xem lý dương tiếp tục thế nào nhưng là mặc kệ ra sao tất cả đều nhìn lý dương đều chờ xem lý dương rốt cuộc làm thế nào để xử lý ngũ thải hỗn độn thạch này lý dương cười cười tay phải vươn ra bồng không khí một trận chấn động một đóa hắc sắc hỏa diễm từ trong lòng bàn tay Lý Dương phát ra giống như hoa sen, lửa, là màu đen. Vô luận là phong đô đại đế, tần nghiễm vương, diêm la vương, hay là dư gia, hồng thạch cùng với này mấy cao thủ mới bị đào thải vẫn đang xem cuộc chiến, thậm chí kể cả hơn 10 vạn quỷ giới cao thủ đang quan sát phía dưới, đều im lặng. Ngọn lửa màu đen, chẳng phải là lưỡng nghi tịnh hỏa sao, phía dưới một trận ồn ào vang lên. Không có khả năng, quỷ đế sao có thể sử dụng lưỡng nghi tịnh hỏa không có khả năng, nói không chừng là lý dịch làm ảo thuật. Thoạt nhìn là ngọn lửa màu đen, trên thực tế chỉ là lửa bình thường mà thôi. Nhìn thấy hắc sắc hỏa trên tay Lý Dương giống như hoa sen, phía dưới càng trở nên huyền náo. Nhưng những người đang quan sát bên cạnh như bọn người phong đô đại đế, Tần Nghiễm Vương cũng không có một chút nghi vấn nào, bởi vì thần thức bọn họ dễ dàng có thể phát hiện đoá hắc sắc hỏa thoạt nhìn xinh đẹp kia thực tế kinh khủng cỡ nào. Lý Dương vung tay lên, hắc sắc hỏa hoàn toàn bao vây ngũ thải hỗn độn thạch từng thanh âm suy suy vang lên, từ mắt thường có thể trông thấy ngũ thải hỗn độn thạch bắt đầu bị nung chảy. Phía dưới đã không còn thanh âm tranh luận, có thể hòa tan ngũ thải hỗn độn thạch, không phải lưỡng nghi tịnh hòa thì là cái gì? Không có một người dám cãi lại nữa, giờ phút này trong mắt bọn họ địa vị Lý Dương đã tăng lên, kể cả phong đô đại đế, đối với Lý Dương thái độ cũng là thay đổi 180 độ. Lưỡng nghi tịnh hòa A, à, nó là khái niệm gì? Chính là nói rằng Lý Dương có thể luyện chế thần khí, một cao thủ có thể luyện chế thần khí quỷ giới còn chưa có một người có thể luyện chế thần khí cho dù muốn luyện chế thần khí cũng phải đi lên tiên giới cầu cao thủ tiên giới chỉ có hỏa đức chân quân là tiên thiên hỏa đức thân đạt tới tiên đế cảnh giới trong chân hỏa trong cơ thể là lưỡng nghi tịnh hỏa ngoại trừ hỏa đức chân quân chỉ đại tôn mới có thể tiên giới hỏa đức chân quân tính tình kiêu ngạo bởi vì ngoại trừ đại tôn duy nhất chỉ có hắn mới có thể luyện chế thần khí địa vị tôn sùng tự nhiên tương đối kiêu ngạo muốn hắn luyện chế thần khí ư phải cực kỳ khó khăn những cao thủ quỷ giới đều nếm qua rất nhiều ất ức nếu cầu đại tôn lại càng khó đại tôn luyện khí cho ngươi có thể hả thế nhưng bây giờ quỷ giới rốt cục cũng có một người có thể luyện chế thần khí quỷ giới nhân ở đây trong lòng độ kích động không thôi một cao thủ có thể luyện chế thần khí đại diện cho rất nhiều thứ kể cả phong đô đại đế từ nay về sau cũng phải khách khi đối đãi hắn còn có rất nhiều quỷ đế cao thủ đều rất muốn thần khí. Giờ phút này, những người ở đây đều không dám quấy rầy Lý Dương, chăm chú nhìn Lý Dương luyện chế thần khí. Hô hô, hỏa diễm chớp chớp, không khí rung động, cũng không biết Lý Dương làm thế nào mà ngũ thải hỗn độn thạch đã biến thành một thanh trọng kiếm. Lúc trước lấy ra một khối ngũ thải hỗn độn thạch, đã sớm chuẩn bị toàn bộ, vừa vận hình thành một thanh trọng kiếm. Trọng kiếm này đương nhiên có thể luyện chế thành thần khí, nói không chừng, từ nay về sau ta còn có thể đem nó để trao đổi một ít luân hồi châu, cũng không nên luyện chế quá tốt, đem phương pháp như phong tự bế dung nhập vào trong là được rồi." Lý Dương trong lòng có quyết định, lúc này con mắt nhắm lại, hai tay từng đạo thủ ấn quyết nhẹ nhàng phát ra, Lý Dương trực tiếp hấp thu thủy trúc tính năng lượng trong thiên địa, giống như hấp thu hỏa trúc tính năng lượng tạo thành cửu muội chân hỏa, thủy trúc tính năng lượng này cũng cực kỳ tinh túy. Từng đạo thủ ấn quyết bắt đầu không ngừng xoay xung quanh, lấy Lý Dương làm trung tâm lượn chung quanh thân Lý Dương thành những vòng tròn phát ra mê huyễn quang mang. Hồn viên hợp tự quyết, hơn nữa lại dung hợp thiên đạo ở trong đó. Lợi hại, lợi hại. Đôi mắt dư ra đột nhiên sáng lên, giống như một người nghèo khổ nhìn thấy mười vạn nguyên tệ, hai mắt giống như soi thẳng vào Lý Dương, nhìn chằm chằm hắn, e sợ là nhìn không rõ. Lý Dịch đạo hữu đối với cảm ngộ thiên đạo quả nhiên cao thâm, lại có thể dung hợp vào trong luyện khí. Phong Đô đại đế cả kinh than vãn, hắn đối với thiên đạo cũng hiểu được khá sâu, liếc mắt nhìn xuyên thủ ấn quyết của Lý Dương, có ẩn chứa nhè nhẹ huyền ảo ở trong đó. Hắc sắc trọng kiếm bay tới đỉnh đầu Lý Dương, Lý Dương liên tiếp phát ra hàng ngàn thủ ấn quyết, từng đạo mê ly quang mang không ngừng xoay tròn chung quanh Lý Dương, quang mang phát ra bốn phương mười hướng, hết thảy có vẻ mỹ luân mỹ hoán, Lý Dương liền khoanh chân ngồi trên đỉnh núi. Đột nhiên đôi mắt Lý Dương mở ra, giống như lôi điện lôi phạt. Hợp, một tiếng quát vang vọng cả thiên địa, thủ ấn quyết hình thành từng đạo quang mang xoay tròn rồi hoàn toàn dung nhập vào trong hắc sắc trọng kiếm. Trong lúc nhất thời từng đạo thải quang bao vây hắc sắc trọng kiếm, không người có thể thấy rõ chân diện mục của trọng kiếm. Rất lâu sau, trên mặt Lý Dương có tia mỉm cười, tay vươn ra. Một tiếng kiếm ngân vang lên, không gian trở nên chấn động, không gian xuất hiện nhiều vết nứt. Trọng kiếm liền bay tới trên tay Lý Dương, giờ phút này trọng kiếm vẫn là hắc sắc như trước. Trên thân kiếm trên có nhiều đạo gợn sóng, hơn nữa không ngừng lưu động, cực kỳ huyền diệu các vị, ta đã luyện chế thành công, trọng kiếm này chỉnh thể đã hoàn tất cả đều là từ ngũ thải hỗn độn thạch luyện thành, giống như nhất thể, thân mình chẳng những có hiệu quả công kích chấn phúc gấp 8, lại có thể hòa tan 8 phần lực công kích đối phương, phòng chừng chỉ chịu một phần áp lực mà thôi. Lý Dương mỉm cười nói, mặc dù này thần khí công kích chấn phúc chỉ có 8 bội, không bằng thượng phẩm quỷ khí dư ra chấn phúc gấp 9, nhưng thần khí phòng ngự cũng có thể hòa tan cực đại bộ phận công kích, 8 phần công kích, chỉ cần chia ra công kích phòng ngự tăng lên hiệu quả cũng tốt hơn nhiều yên tĩnh lợi hại bội phục bội phục a lý dịch đạo hữu ta nhận thua lão nhân ta luyện chế chỉ là thượng phẩm quỷ khí mà thôi về bản chất đã không bằng lý dịch đạo hữu ngươi rồi hơn nữa lý dịch đạo hữu ngươi chẳng những luyện chế ra thần khí lại có công kích công kích chấn phúc phòng ngự phương diện cũng hòa tan đại bộ phận công kích của đối phương phòng chừng kể cả tiên giới hỏa đức chân quân cũng không bằng đạo hữu ngươi quỷ giới ta tự nhiên có thiên tài như thế lão nhân ta cũng cảm thấy kiêu hãnh dư gia ha ha cười to lên hắn thua căn bản không cần phải bình phán từ lúc lý dương phát ra lưỡng nghi tịnh hòa thắng bại đã định dù cho dư gia hắn có luyện chế quỷ khí thế nào đi nữa thì cũng kém xa thần khí đây là hai tầng khác biệt căn bản không có thể so sánh hơn nữa lý dương hắn luyện chế thần khí cũng có chấn phúc hiệu quả trên thần khí có thể thêm hiệu quả chấn phúc luyện chế càng thêm khó khăn Ha ha, quỷ giới ta cũng đã có một cao thủ có thể luyện chế thần khí, từ hôm nay trở đi, quỷ giới ta cũng có thể tự ngạo rồi, Lý Dịch Đạo Hữu, lần này tỷ thí ngươi thắng, phần thưởng Luân Hồi Châu sẽ trao cho ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Phong đô đại đế ha ha cười to đi tới trước mặt Lý Dương, có vẻ rất là nhiệt tình. Lý Dịch huynh đệ, ngươi sao không nói cho ta biết, ngươi có thể luyện chế thần khí a, à? có tài nghệ như thế, muốn có Luân Hồi Châu, tuyệt đối không phải việc khó. Tần Nghiễm Vương tiến lên mắng con gái ta hiểu tuệ vẫn muốn một món đồ thần khí, ta đã nhiều năm như vậy, cũng đã có một khối ngũ thải hỗn độn thạch nhưng khổ nổi vô pháp luyện chế, tiên giới hỏa đức chân quân luyện chế một lần, lại đòi một khối ngũ thải hỗn độn thạch cho nên phải kéo dài tới hôm nay. Lý dịch huynh đệ, ngươi nhất định phải giúp ta một lần, đương nhiên, sự tình luân hồi châu, ta nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Lý Dương vừa muốn nói chuyện, đột nhiên Diêm La Vương cũng tiến lên tới. Lý dịch đạo hữu rất cần luân hồi châu phải không? Phong đồ đại đế hỏi lý dương khi trước cười nói ta từng đi qua minh giới cùng một gã ma giới tiểu hữu kết làm huynh đệ kết nghĩa lần này chính là thụ sở thác của tiểu hữu muốn vì hắn mà tìm người yêu hắn tại nhân giới mà người yêu hắn lại chính là ở quỷ giới ùm um, sau khi người chết đến quỷ giới đều có thể xuất hiện tại thập điện diêm vương việc này phải thử lần lượt phong đô đại đế gật đầu nói hắn hoàn toàn hiểu được luân hồi kính chỉ có luân hồi châu mới có thể điều tra lý dịch đạo hữu bằng hữu tốt của ta sở giang vương vẫn muốn luyện chế một món đồ thần khí nhưng hắn và hỏa đức chân quân quan hệ không tốt tin rằng ngươi vì hắn luyện chế một món thần khí hắn nhất định sẽ cho ngươi luân hồi châu diêm la vương cũng cười cười đi tới giờ phút này những người chung quanh vô luận là phong đô đại đế hay những người khác đều đối với lý dương rất nhiệt tình lý dương đều cảm nhận được trên mặt lý dương mỉm cười hết thảy đúng như hắn sở liệu lưỡng nghi tịnh hòa vừa ra Luyện chế một món đồ thần khí, thân phận chính mình lập tức không giống trước kia, mỗi một người đối với Lý Dương thái độ cũng bất đồng, tin tưởng rằng kể từ nay việc điều tra tung tích tuyết tại quỷ giới sẽ đơn giản hơn nhiều. Lý Dịch đạo hữu, Dư Gia đạo hữu, ta tại đế cung đã chuẩn bị sẵn yến tịch, không biết có thể nể mặt ta mà tới hay không? Phong đồ đại đế quay về Lý Dương và Dư Gia nói, từ khi Lý Dương xuất hiện, danh tiếng của Dư Gia hoàn toàn bị che khuất, trên thực tế dựa vào điệp lãng luyện chế pháp đã khai sáng một loại hình luyện chế phương pháp của luyện khí tông sư, tuyệt đối là được vạn nhân kính ngưỡng chúc mục. Giờ phút này, đãi ngộ như vậy lại dành cho Lý Dương. Lý dịch đạo hữu, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy cũng không nề mặt ra. Phong đô đại đế tự hồ có chút tức giận. Lý Dương cười nói, không, ta đang suy nghĩ, sau trận đấu này người định thưởng Luân Hồi Châu cho ta vào lúc nào. Lý Dương đứng bên cạnh giả bộ tiểu gia tử. Mọi người vừa nghe xong, không nhịn được cười to, mọi người cũng biết Lý Dương chỉ là hay nói giỡn mà thôi. Tốt, luân hồi châu này, ta sẽ trực tiếp cho ngươi. Tốt rồi, có thể đến đế cung rồi. Phong đô đại đế giờ phút này đối với Lý Dương nhiệt tình vô cùng. Lý Dương mỉm cười chứ tiếp nhận luân hồi châu, nói. Thịnh tình của đại đế như thế, Lý Dịch sao dám chối từ. Đồng thời, Lý Dương nhìn về phía Tần Nghiễm Vương nói. Tần Nghiễm đại ca, sau khi tiếp yến, ta sẽ cùng ngươi đi Tần Nghiễm thành lời lý dương tiểu hữu nhắc nhở ta vẫn động ở trong lòng không sớm ngày hoàn thành thật sự không thể tâm an được rồi có luân hồi châu lần này sẽ đơn giản hơn sau khi yến tiệc ta sẽ cùng ngươi quay về tần nghiễm thành giúp ngươi thông qua luân hồi kính điều tra một lần tần nghiễm vương thống khoái nói lập tức phong đô đại đế nhiệt tình chỉ huy thủ hạ lý dương bọn người liền hướng đế cung bay đi khái một thân bạch tuyết trường sam trung niên nhân, nhân đầu bạc phiêu phiêu chậm rãi xoay người rời đi thấp giọng thở dài than vãn Luân hồi châu, lúc nào mới có thể có một viên Luân hồi châu? Tầm Hoan đại ca, nhất định phải chờ ta. Một cô nương quần áo màu phấn hồng lập tức đi theo phía sau Bạch Y trung niên, nhân đầu bạc, một lát sau, trung niên nhân này liền biến mất trong đám người. Hiện trường có hơn 10 vạn người, Lý Dương sao có thể nhìn kỹ? Tự nhiên không chú ý tới vị Bạch Y trung niên nhân. Giờ phút này, được Phong Đô đại đế dẫn đường, đoàn người Lý Dương bay về phía đế cung của Phong Đô đại đế. Đế cung cực lớn, quả thực chỉ một phần của Phong Đô thành thôi, nhưng đạt tới gần ngàn dặm, so với đế cung tại địa cầu thời thượng cổ, thì hoàng cung không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Bọn người Lý Dương từ cửa cung đi vào, sau đó những cao thủ này giống như tản bộ đi vào đế cung. Thiên đạo tự nhiên. Phong Đô đại đế đối với cảm ngộ thiên đạo đã đạt tới một mức cực kỳ cao, cách bố trí đế cung này làm cho người ta cảm thấy thưởng tâm duyệt mục, giống như tự nhiên mà hình thành, thác nước, hồ nước, núi nhỏ. Đoàn người Lý Dương đều thưởng tâm duyệt mục các vị đạo hữu theo ta đế tiểu vân phong cùng thưởng thị yến được chứ phong đô đại đế mỉm cười quay về chúng nhân nói thịnh tình đại đế như thế bọn tại hạ đương nhiên phải đi rồi lý dương gật đầu nói tiểu vân phong ở tiểu vân phong mà hưởng thụ tử yến thật sự đúng là một kiểu hưởng thụ đã lâu không có đến tiểu vân phong lần này cũng nhờ lý dịch huynh đệ và dư gia đạo hữu tần nghiễm vương ha ha cười nói mọi người đàm luận cười nói lập tức liền bước lên mây đi lên tiểu vân phong Lần này tham gia yến hội tổng cộng có 6 người, phong đô đại đế Vũ Sơn, Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Lý Dương, Dư Gia cùng với quỷ đế cao thủ duy nhất trên bình ủy Hồng Thạch. 6 người đều là quỷ đế cao thủ, đều là quỷ giới thượng tầng nhân vật. Tiểu Vân Phong, phía trên vân vụ bao phủ, giống như tiên cảnh. Trên đỉnh Tiểu Vân Phong, các vị đạo hữu xin mời ngồi. Phong đô đại đế đương nhiên phải vào vị trí chủ tọa, bọn người Lý Dương còn lại tùy ý chọn một vị trí ngồi. Chia ra hai bên, Sáu người cứ thế ngồi, lập tức một đám mỹ nữ vũ cơ bay tới. Trong vân vụ mờ ảo bắt đầu ca múa, đồng thời đám thi nữ xinh đẹp cũng đang cầm các loại mỹ thực đưa đến trước bàn sáu người. Các vị, hôm nay ta thực sự rất cao hứng, ha ha, quỷ giới ta rốt cục cũng ra một vị cao thủ có thể luyện chế thần khí. Điều này từ cổ trí kim cho đến nay chưa từng có, vì thế chúng ta nên cạn một chén. Nào, cạn chén. Phong đồ đại đế cười to rồi cầm một ly rượu ánh đồng khá cổ năng lực khống chế lửa của lý dịch đạo hữu quả thật xuất thần nhập hóa chẳng những có thể hấp thu hòa trúc tính năng lượng trong thiên địa hình thành cửu muội chân hỏa tự thân hỏa cũng đạt tới lưỡng nghi tịnh hòa chỉ dựa vào điểm này bất kỳ luyện khí giả nào cũng không thể bằng lý dịch đạo hữu quan trọng nhất chính là lý dịch đạo hữu đối với luyện khí cũng cực kỳ tinh thông vô luận là kỹ thuật luyện khí cũng như chân hỏa bản thân lý dịch đạo hữu đều đạt tới độ cực hạn phóng nhãn luyện khí giới người nào có thể so cùng lý dịch đạo hữu quỷ giới ta xuất hiện anh hào này lão nhân ta cũng phải cạn một chén dư gia cũng cực kỳ cao hứng nâng chén lên mọi người liền nhìn lý dương mà tán thưởng lý dương cũng chỉ cười nâng chén mọi người cũng nâng theo đại đế tiểu vân phong này linh khí mật độ thật lớn tựa hồ so với ngoại giới còn cao hơn mấy chục lần điều này là do đâu vậy lý dương cười dò hỏi đi tới tiểu vân phong này lý dương thấy chỗ này linh khí mật độ trượt gia tăng hơn nhiều lần nên đương nhiên hắn tò mò Phong đô đại đế trên mặt không nhịn được tươi cười, vị hồng phát lão giả trên bình ủy cũng chính là hồng thạch cười nói: Đại đế đã từng một lần thám hiểm vào trong kính nguyệt hồ, lần đó lấy được tám khỏa luân hồi châu, từ đó ở quỷ giới hình thành nên một giai thoại. Rồi sau đó đại đế liền sử dụng sáu khỏa luân hồi châu bố trí đại trận, dung nhập vào trong tiểu vân phong, luân hồi châu dễ dàng đả thông thiên địa, hấp dẫn rất nhiều linh khí, mới tạo thành tiểu vân phong như thế lúc này. Sáu khỏa luân hồi châu cũng chỉ có đại đế mới có thể phóng túng như thế a. À mọi người tần nghiễm vương diêm là vương đều cảm thán sáu khỏa lý dương trong lòng run lên lão thiên a à, sáu khỏa luân hồi châu lý dương hiện tại liều mạng như vậy cũng vì luân hồi châu nhưng không ngờ phong đô đại đế này lại có hào khí xuất ra sáu khỏa luân hồi châu bố trí tiểu vân phong này mới khiến tiểu vân phong có linh khí như thế bức nhân sáu khỏa đủ cho lý dương điều tra sáu lần uống xong mấy chén rượu ngon hào khí cũng nóng lên sáu người cùng nhau đàm luận không hề câu thúc phong đô đại đế đột nhiên nói lý dịch đạo hữu dư gia đạo hữu từ trước tới nay cửu trọng lâu ở quỷ giới chính là tuyệt đối bá chủ trong luyện khí hành nghiệp cho nên hôm nay thấy lý dịch đạo hữu và dư gia đạo hữu ta nghĩ cửu trọng lâu sẽ không đáng để nhắc tới nữa giống như lạc nhật hoàng hoa dư gia vừa nghe đã biết ý tứ phong đô đại đế trầm tư một lúc lý dương cũng trầm tư thực tế lý dương đúng là giờ khóc giờ cười tự nhủ phong đô đại đế này thật sự là ta lần này là đến tìm kiếm tuyết nếu tìm được tuyết ta sẽ lập tức rời khỏi quỷ giới ta trợ giúp hắn sao có thể được phong đô đại đế nhìn hai người trầm tư lúc này cười nói ta xin thỉnh lý dịch đạo hữu và dư gia đạo hữu đến trợ giúp ta tự nhiên sẽ không xử tệ hai vị thù lao chắc chắn không tệ hơn nữa mỗi ngàn năm còn có thể có một viên luân hồi châu như thế được không một ngàn năm có một viên luân hồi châu đối với phần thưởng ngoài này đã là rất cao rồi dù sao mở kính nguyệt hồ để thám hiểm cũng mấy ngàn năm mới là một lần thời gian không xác định đều do phong đô đại đế sở định, bình thường khoảng 1. hai 000 năm, tiến vào kính nguyệt hồ trong tìm kiếm luân hồi châu một lần, phong đô đại đế, công lực cao mới có thể lấy được vài khỏa còn lại thập điện diêm vương phần lớn chỉ một hoặc hai khỏa mà thôi. Chia đều ra, thập điện diêm vương còn chưa được một viên. Phong đô đại đế nói cấp cho Lý Dương, và dư ra cứ 1.000 năm lại có thêm một viên luân hồi châu, đích thực là quá ưu ái. Đại đế đã nói như thế, lão nhân ta đương nhiên phải nể mặt đại đế, việc này ta đáp ứng còn về thù lao, ta tịnh không quan tâm, cứ một ngàn năm một viên luân hồi châu chỉ cần như vậy là khiến ta thỏa mãn rồi. Dư ra cười, hai con mắt đều híp lại. Dư ra, tinh thần tu vi mới chỉ quỷ đế trung kỳ mà thôi, hắn muốn đột phá đạt tới quỷ đế hậu kỳ, cũng không phải vậy dễ dàng, thông qua luân hồi châu, cảm ngộ được thiên địa, tinh thần tu vi cũng sẽ gia tăng rất nhanh. Đối với quỷ đế cao thủ, độ hấp dẫn của luân hồi châu quả thực rất lớn. Bước lên cùng thuyền với phong đồ đại đế, dư ra hắn từ nay về sau cũng có thể an tâm tu luyện, hơn nữa có thể chuyên tâm luyện khí, không phải lo nghĩ gì thêm. Tốt, Vũ Sơn ta một lời nói tựa chín đỉnh, dư ra, một ngàn năm một viên luân hồi châu, cái này ta có thể khẳng định. Phong đô đại đế trên mặt nở nụ cười. Hắn rất rõ ràng luyện khí hành nghiệp lợi nhuận lớn cỡ nào. Cửu trọng lâu trở thành quỷ giới đệ nhị thế lực cũng là vì nó. Bất quá chỉ một viên luân hồi châu mà thôi, đối với phong đô đại đế mà nói, áp lực tịnh không lớn, hơn nữa phong đô đại đế hắn tùy lúc có thể mệnh lệnh thập điện diêm vương đến mở kính nguyệt hồ tùy ý có thể vào thám hiểm còn lo lắng luân hồi châu không đủ sao lý dịch đạo hữu chẳng lẽ ngươi chê thù lao này của ta không tốt phong đô đại đế thấy lý dương không lên tiếng nên lúc này dò hỏi dư gia cười nói đại đế lý dịch đạo hữu có thể luyện chế thần khí cao thủ địa vị tự nhiên so với lão nhân ta thì cao hơn rất nhiều đại đế đích xác nên gia tăng thù lao Phong đồ đại đế vừa nghe, lập tức cười nói. Nói phải lắm, rất hay, vô luận các loại thiên tài địa bảo hay là luân hồi châu thế nào, hết thảy đều có thể bàn bạc, chỉ cần lý dịch đạo hữu đáp ứng ta, như vậy đi một ngàn năm hai khỏa luân hồi châu thì thế nào? Coi như bản thân ta cũng không có khỏa nào, ha ha. Trên thực tế, một khi phong đô đại đế tiến vào luyện khí hành nghiệp, mỗi ngàn năm có thể kiếm một lượng lớn lợi nhuận, lợi nhuận này đa phần quỷ nguyên thạch, thiên tài địa bảo cùng với luân hồi châu, thượng phẩm quỷ khí bình thường, đều là vô giới chi bảo, chỉ có Luân Hồi Châu mới có thể trao đổi. Từ phương diện này mà nói, phong đô đại đế cũng có thể kiếm được rất nhiều, tự nhiên sẽ không mất không ít Luân Hồi Châu. Lý dịch huynh đệ, đại đế thực sự trả thù lao rất cao, cửu trọng lâu đệ nhất luyện khí sư, cũng bất quá 2.000 năm mới có một viên Luân Hồi Châu, không ít thiên tài địa bảo. Tần Nghiễm Vương quay về Lý Dương khuyên, Lý Dương vẫn như trước không lên tiếng. Một năm hai khỏa luân hồi châu còn chưa đủ. Phong đô đại đế từ từ nhíu mày, hai khỏa đã là cực hạn, cái này cũng còn xem tình hình Lý Dương có thể luyện chế thần khí. Lý Dương trong lòng thầm nghĩ đương nhiên là không đủ, một ngàn năm mới có hai khỏa, ta không có thời gian chờ đợi ngàn năm. Hơn nữa thập điện Diêm Vương có 10 luân hồi kính, ai biết phải điều tra bao lần, hai khỏa luân hồi châu này tịnh không đủ. Lòng kiên nhẫn của ta cũng có hạn, nếu trong một năm cũng không thể thu thập đủ luân hồi châu, ta sẽ trực tiếp bán thần khí. Lý Dương không thể chấp nhận. Một quỷ giới nhân, Mặc dù cứ ngàn năm có hai quả luân hồi châu đãi ngộ cực cao, nhưng hắn không có khả năng cứ chờ ở quỷ giới mấy ngàn năm, Lý Dương muốn có nhiều hết cỡ. Nhưng bên ngoài, Lý Dương lập tức nói: "Không, không, đại đế, thù lao quả thực rất cao, nhưng Lý Dịch thật sự không thể nhận, lần này ta chỉ vì tiểu huynh đệ ở ma giới, mà đến điều tra một chút tin tức người yêu hắn, đợi sau khi điều tra xong, ta sẽ tiếp tục trở về an tâm tĩnh tu, đối với công danh lợi lộc ta thực sự không quan tâm." phong đô đại đế ngẩn ra, tần nghiễm vương, diêm la vương, dư ra cùng hồng thạch nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện có thể nói. Một ngàn năm hai khỏa luân hồi châu, đãi ngộ như thế tìm đâu ra. Cho dù thập điện diêm vương cũng còn chưa được. Lý dịch đạo hữu, người cứ từ từ ngẫm lại, không nên vội vã trả lời. Phong đô đại đế rất muốn Lý Dương giúp hắn, dù sao Lý Dương là siêu cấp luyện khí cao thủ có thể luyện chế thần khí. Luyện chế thần khí A, phóng nhãn tại lục giới, ngoại trừ đại tôn, cũng chỉ có hai ba người có bản lĩnh như vậy nếu không phải tiên thiên hỏa đức thân lý dịch huynh đệ ngươi cứ suy ngẫm kỹ lại đi đây chính là cơ hội tốt a à, tần nghiễm vương cũng khuyên dư gia diêm la vương bọn người cũng đều khuyên bảo lý dương phong đô đại đế cũng nhìn lý dương lý dương chậm rãi lắc đầu cười nói phong đô đại đế thật sự xin lỗi có lẽ ta đối với ngoại giới không chỗ nào cầu cuộc sống ẩn cư thích hợp với ta hơn đương nhiên nếu đại đế muốn luyện chế thần khí cũng có thể tìm ta nhưng việc ngươi vừa nói cũng không cần phải nói thêm lý dương ngữ khí kiên định mọi người đều là lắc đầu phong đô đại đế không chút tức giận cười nói nhân các hữu trí việc này cũng không thể cưỡng cầu phong đô đại đế rất rõ ràng đạt tới quỷ đế hậu kỳ siêu cấp cao thủ tinh thần đều thập phần kiên định cũng cực kỳ có chủ kiến một khi đã ra quyết định sẽ không sửa đổi khuyên bảo cũng vô dụng không bằng cứ giữ lấy mối quan hệ tốt nào không nói chuyện đó nữa uống rượu uống rượu phong đô đại đế nói sang chuyện khác, cười nâng chén. Trên cửu trùng thiên, mây mù bao quanh, lưỡng đạo lưu quang đang xuyên vân tòa vụ, chính là hai người Lý Dương và Tần Nghiễm Vương. Hai người cước đạp mây bay, cực nhanh hướng đến Tần Nghiễm Thành. Lý dịch huynh đệ, không phải ta nói ngươi, đại đế đối đãi ngươi đích xác không tệ, một ngàn năm hai khỏa luân hồi châu. Nếu là ta đã sớm chấp nhận rồi, thế nhưng ngươi đối với việc này lại từ chối. Ngươi nên biết, đạt tới quỷ đế hậu kỳ, nếu nhờ luân hồi châu đối với cảm ngộ thiên đạo tăng lên nhanh hơn rất nhiều à tần nghiễm vương thở dài nói hiển nhiên cũng vì chuyện lý dương cự tuyệt mà cảm thấy tiếc hận lý dương không thèm để ý cười tần nghiễm đại ca ta vẫn còn thích tiêu diêu cho nên nếu đi theo đại đế làm một luyện khí sư nói thật nha ta thật sự rất không thích hơn nữa cảm ngộ thiên đạo đâu nhất định phải dùng luân hồi châu tần nghiễm vương không nói gì hắn và lý dương nói chuyện phiếm biết lý dương cho tới bây giờ chưa có sử dụng quá luân hồi châu chưa hề sử dụng luân hồi châu mà tinh thần tu vi đã đạt tới cảnh giới như thế, quả thật rất dọa người. Cùng hắn đi như vậy, Tần Nghiễm Vương đã không còn chuyện có thể nói. Tinh thần tu vi quỷ đế hậu kỳ, nghe đại đế nói, ngươi so với hắn tinh thần còn mạnh hơn, hơn nữa lại có lưỡng nghi tịnh hỏa, có thể luyện chế thần khí, huynh đệ, ta đúng là có chút ghen tị với ngươi. Tần Nghiễm Vương thở dài nói. Lý Dương cười, không nói. Không lâu sau, hai người liền xuyên qua cửu thiên cực từ lôi sát trực tiếp hướng tần nhiễm thành phía dưới bay tới. Đi theo ta. Tần nhiễm vương ra lệnh một tiếng, trực tiếp hướng tần nhiễm thành bay đi, Lý Dương gật gật đầu, cũng theo phía sau, lần này hắn và tần nhiễm vương đến luân hồi tĩnh, cả quỷ giới thập điện Diêm vương có tổng cộng 10 đại luân hồi tĩnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quỷ giới có 10 cửa lớn, mỗi cánh cửa vào là có một vòng hồi tĩnh. Hô! Hồ. Tần nghiễm vương hạ xuống, Lý Dương cũng bay xuống bên cạnh hắn. Liếc mắt nhìn, Lý Dương biết đúng là cửa vào bên ngoài thông đạo, chỉ có một đám quỷ giới nhân công lực kém đi ra. Những người này đều là từ Hòa Thị Cương sau khi chết ở nhân giới mới đến quỷ giới. Xin ra mắt bệ hạ, mấy trăm thủ vệ thấy tần nghiễm vương, lúc này đều quỷ xuống, tần nghiễm vương gật gật đầu, liền mang theo Lý Dương, trực tiếp thông qua thông đạo lớn, hướng không gian bên trong đi đến. Mà Luân hồi tĩnh chính là đang ở bên trong đó một mảng vân vụ huyết hồng đang phiêu đãng trên bầu trời. Lúc này, Lý Dương đang cùng Tần Nghiễm Vương đi vào bên trong, thấy cảnh trước mắt khiến Lý Dương khiếp sợ. Từ bên ngoài đại môn còn tưởng rằng bên trong chỉ là một thông đạo mà thôi, ai ngờ từ cửa đi vào lại là một không gian độc lập, một đám linh hồn xuất hiện trong không gian này. Đoàn người đứng thành các hàng dài, mỗi hàng đều nhìn không thấy đuôi, hơn nữa còn có rất nhiều hàng. Đúng là một biển người, mỗi ngày người chết ở nhân giới thật sự quá nhiều, số người đi tới quỷ giới quả thật nhiều đến kinh người những người này sau khi chết đi bọn họ đều trở thành quỷ giới nhân tần nghiễm vương cười chỉ vào đám người nói lý dương gật gật đầu nhìn chung quanh đột nhiên thấy một bạch y thiếu niên giờ phút này bạch y thiếu niên đang kịch liệt phản kháng cao giọng quát làm gì đây là cái gì ta không uống ta không uống nhưng bên cạnh một tên lính lập tức vung tay lên bát nước đổ thẳng vào miệng bạch y thanh niên trong nháy mắt đôi mắt bạch y thanh niên trở nên mê mang lập tức đi theo đoàn người đi ra động khẩu bên ngoài dương ca bên cạnh một tiếng nữ thanh thương tâm truyền đến nhưng trong chốc lát trở nên trầm mặc lý dương quay đầu nhìn lại chứng kiến một quỷ giới nữ hài tử vừa mới đi tới bị cường bức uống chén nước nữ hài tử cũng trở thành một quỷ giới nhân bình thường bái kiến bệ hạ nhìn thấy tần nghiễm vương chung quanh binh lính thập phần cung kính quỳ xuống hô tần nghiễm vương nhàn nhạt gật đầu nói các người tiếp tục đi đó là cái gì vậy lý dương chỉ vào một chén nước quay về tần nghiễm vương dò hỏi đó là mạnh bà thang tần nghiễm vương cười nói một người sau khi chết đi, đi tới quỷ giới diệt hoặc là minh giới nhân đều phải muốn uống mạnh bà thang, sau khi uống mạnh bà thang liền hoàn toàn mất trí nhớ. Lý Dương nhướng mày một cái. Mạnh bà thang. Đây là mạnh bà thang. Tuyết đi tới quỷ giới cũng phải uống mạnh bà thang. Lý Dương trong lòng có chút chấn động. Ngươi xem, có những người muốn chống cự. Đáng tiếc, bọn họ bất quá chỉ là người bình thường chết đi. Linh hồn phản kháng lực cũng rất yếu. Bất kể một quỷ binh nào cũng đều có thể cường bức bọn họ uống. Một khi uống vào, bọn họ liền mất đi trí nhớ. Tần Nghiễm Vương nhìn không ít người phản kháng, cười nói. Lý Dương cũng nhíu mày nói. Mạnh bà thang. Cái này là ai định vậy, vì cái gì nhất định phải uống mạnh bà thang? Tần Nghiễm Vương giải thích nói. Lý Dịch huynh đệ, cái này là quy củ, ta cũng chẳng biết, tựa hồ có lẽ là rất lâu rồi, phỏng chừng là quy củ từ thời khái thiên tích địa. Hơn nữa vô luận là quỷ giới hay minh giới, vẫn giữ lại quy củ này, không có sửa đổi. Lý Dịch huynh đệ, ngươi không phải muốn tìm tin tức một người sao? Theo ta đến đây." Nói xong, Tần Nghiễm Vương trực tiếp hướng phía trên bay lên. Lý Dương trong mắt hiện lên một đạo lượng mang, trong nháy mắt khí thế tăng lên, cũng hóa thành tia chớp phóng theo Tần Nghiễm Vương bay lên không trung, cửa vào quỷ giới này không ngờ lại là một không gian độc lập, hơn nữa rất cao. Bay theo Tần Nghiễm Vương một lát, Lý Dương rốt cục thấy được một mặt kính. Chiếc kính rất lớn, hình tròn, đường kính khoảng 6 bảy thước, chiếc kính tản ra huyết hồng quang mang, nhưng mặt kính cũng phản chiếu cả không gian phía dưới. Luân hồi kính, đây là luân hồi kính. Lý Dương cảm thấy tim đang nhảy thình thịch thình thịch thanh âm cứ như văng lên bên tai. Lý Dương tu vi đạt tới như hôm nay, nhưng khi nhìn thấy luân hồi kính, liền trở nên khẩn trương như thế. Đây thật sự là một món đồ làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tần Nghiễm Vương trên mặt có một tia tự ngạo. Đúng rồi, đây là luân hồi kính, người sau khi chết đi rất nhiều đến quỷ giới, nhưng luân hồi kính cũng chỉ cần chiếu xuống mỗi người, sau khi chiếu xong, tin tức bọn họ liền có thể kiếm tìm từ luân hồi kính. Lý Dịch huynh đệ, từ đây có thể tra tìm tin tức của người yêu của tiểu hữu Lý Dương, bây giờ bắt đầu được chưa? Bắt đầu, bắt đầu đi." Lý Dương liền nói, cố gắng khống chế tâm lý của mình, cố gắng trở lại bình tĩnh. "Còn chưa bắt đầu sao?" Lý Dương nhìn Tần Nghiễm Vương vẫn chưa động đậy gì, không nhịn được có chút tức giận nói, tình cảnh này mà còn đùa sao? Tần Nghiễm Vương ủy khuất cười khổ nói, Lý dịch huynh đệ, muốn luân hồi kính tìm kiếm phải có luân hồi châu. Người không đưa luân hồi châu cho ta, ta tìm kiểu gì? Tần Nghiễm Vương cũng hơi khó chịu. Lý Dương ngẩn ra, nhận thấy thật có lỗi nói. Thật xấu hổ, trong lúc nhất thời quên mất. Nói xong, Lý Dương lập tức lấy khỏa luân hồi châu đoạt được khi thi đấu giao cho Tần Nghiễm Vương. Lý Dương thật sự quá khẩn trương hơi quá, dù sao chịu khổ hơn một 000 năm rồi. Cho tới bây giờ, rốt cục lần đầu tiên có thể tìm kiếm tung tích tuyết, Lý Dương sao có thể không kích động không khẩn trương ngay cả lúc trước si vưu đại tôn có nói qua tuyết chính là chỗ dựa của lý dương có thể khiến cho tinh thần hắn kiên định vô cùng đồng thời cản trở của hắn nói không chừng hắn không thể trở thành đại tôn cũng vì vậy có thể nói tuyết chính là tử huyệt của lý dương tinh thần hắn vững như bàn thạch vì sao lại không ổn cũng bởi vì từ đáy lòng hắn hắn có thể vì tuyết mà bất chấp tất cả cái này chính là niềm tin tuyệt đối một khi có việc gì liên quan đến tuyết lý dương sẽ không thể tỉnh táo Tần Nhiễm vương tay phải phát ra huyết hồng quang mang, luân hồi huyết tinh xuất hiện trên tay hắn, chính là luân hồi châu Lý Dương đưa cho hắn. Lý Dịch huynh đệ, theo ta lên trên luân hồi kính. Tần Nhiễm Vương đột nhiên phi tới phía trên cách luân hồi kính mấy thước, Lý Dương cũng bay tới vị trí Tần Nhiễm Vương, nhìn Tần Nhiễm Vương mở ra luân hồi kính. Huyết hồng quang mang từ mặt ngoài luân hồi huyết tinh bắn ra, trực tiếp xạ dạ tới luân hồi kính, phía dưới luân hồi kính là một mặt kính, giống khung kính chỉ khác nhau ở hắc kim trúc mà thôi. Khai, Tần Nghiễm Vương hét lớn một tiếng, huyết hồng quang mang càng thêm trói mắt, hắc kim trúc phát ra quang mang, giống như bố mạc bị rượt, hai mảnh kim trúc tách ra hai bên xuất hiện mặt kính trơn nhẵn. Nhất thời, luân hồi kính mở ra mặt kính. Khai. Tần Nghiễm Vương ném luân hồi châu vào. Luân hồi châu đột nhiên hướng thẳng xuống mặt luân hồi kính, nhưng giống như hòn đá ném vào trong nước, luân hồi châu biến mất trong mặt kính. Mặt kính cũng phát ra bạch sắc quang mang. Lý Dịch huynh đệ, mau tiến lên mặt luân hồi kính, trong lòng phải nghĩ đến tin tức có quan hệ với người yêu của tiểu hữu Lý Dương nhé. Tần Nghiễm Vương vội vàng thúc giục. Lý Dương vừa nghe xong, hít sâu một hơi rồi bay xuống mặt kính. Nhất thời mặt kính phát ra bạch quang hoàn toàn bao quanh Lý Dương. Lúc này, ngay cả Tần Nghiễm Vương cũng không nhìn thấy thân ảnh Lý Dương. Lý Dương cước đạp lên mặt kính, chung quanh toàn là bạch sắc quang mang, đồng thời một cỗ tương tự, như thần thức năng lượng hoàn toàn tiếp xúc với thần thức Lý Dương. Chẳng lẽ có thể giống như dùng thần thức nói chuyện với người khác, Lý Dương trong lòng kinh động, trong lòng đang nghĩ đến tin tức liên quan đến tuyết. Lý Dương vẫn nhớ kỹ lời Tần Nghiễm Vương dặn dò. Lập tức trong lòng nhớ tới, Khương Tuyết, nữ, người địa cầu, chết vào khoảng hơn 1.000 năm trước. Đồng thời, Lý Dương trong lòng nghĩ đến hình dáng tuyết, để cho cỗ thần thức năng lượng kia có thể hoàn toàn nhận ra. Suy suy, luân hồi kính có tiếng nhẹ nhẹ vang lên, hiển nhiên đang tìm kiếm tất cả tin tức trong luân hồi kính có liên quan đến tuyết. Nhất định phải tìm được, nhất định phải được lý dương trong lòng âm thầm cầu nguyện mỗi thành chỉ có một luân hồi kính người luân hồi kính đều có khả năng mỗi lần tìm đều phải tốn một viên luân hồi châu luân hồi châu có được không phải dễ dàng lý dương cũng không nghĩ phải chờ đợi thêm nữa hán thực sự đang hy vọng hy vọng phi thường rằng chính lúc này đây có thể thành công trong lòng im lặng chờ đợi đột nhiên luân hồi kính ngừng dung bạch quang cũng đột nhiên tiêu tản mặt kính dưới chân lý dương lại biến thành kim trúc tất cả đã dừng lại luân hồi kính vẫn như vậy vẫn tiếp tục chức trách vốn có. Lý Dương ngơ ngác nhìn toàn bộ, vừa rồi thần thức hắn và năng lượng luân hồi kính hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, hắn cảm giác được, luân hồi kính vẫn đang tìm tin tức của Tuyết, sao tự nhiên lại đình chỉ đây? Lý Dịch huynh đệ, không nên nhụt chí, mới chỉ một viên luân hồi châu mà thôi. Tần Nghiễm Vương bay đến chỗ Lý Dương an ủi. Lý Dương lắc lắc đầu nói, đột nhiên xoay người nhìn về phía Tần Nghiễm Vương. Tần Nghiễm đại ca, rốt cuộc sao lại như thế? Vừa rồi đang cố gắng sao tự nhiên lại dừng lại, luân hồi kính này, cũng không có nói cho ta biết tin tức có liên quan đến người ta cần tìm, sao lại thế? Lý Dương hiển nhiên không cam lòng. Tần Nghiễm Vương vừa nghe, thở dài một hơi nói. Hiển nhiên, người yêu của ma giới tiểu hữu Lý Dương không phải xuất thế ở Tần Nghiễm Thành. Luân hồi kính ở Tần Nghiễm Thành cũng không tìm ra tin tức của người đó, trong phạm vi Tần Nghiễm Thành. Sao người biết? Lý Dương hỏi lại. Tần Nghiễm Vương cười nói. Bởi vì lịch sử quỷ giới cũng có người đã tìm qua, hơn nữa còn tìm ra một khi đã tìm ra trên mặt luân hồi kính sẽ xuất hiện hình dạng người ngươi muốn tìm ở quỷ giới đồng thời thần thức bên trong còn nói cho người biết tin tức có quan hệ với người muốn tìm ta vừa rồi cũng không thấy mặt kính phản chiếu hình ảnh gì tự nhiên lý dương gật gật đầu không cần gấp dù sao đây cũng là việc của lý dương tiểu hữu tin rằng hắn cũng không vội vàng một năm nửa tháng ngươi vì hắn như thế coi như đã là tận tâm hơn nữa nếu không ở tần nghiễm thành thì chắc là ở trong chín thành còn lại cứ từ từ mà cha, không nên quá gấp gáp, chỉ cần có luân hồi châu, chắc các diêm vương khác sẽ đáp ứng giúp ngươi mở ra. tần nghiễm vương không quan tâm lắm nói, trong mắt hắn, việc này cũng không phải việc của lý dương, cho nên lý dương cũng không cần quá gấp. nhưng trên thực tế, đây là lại chính là việc của lý dương. lý dương đành phải tươi cười, ưm, ừ, cũng không cần gấp, trong luân hồi kính này không có, nhất định là trong số còn lại. lý dương trong lòng cũng trở nên khá mơ mịt mười cơ hội mỗi lần đều có thể tìm được tuyết nhưng xác suất mỗi lần chỉ có một phần mười trong khi tìm kiếm lý dương thậm chí có loại cảm giác đã có lúc thành công nhưng cũng thất bại đi thôi tần nghiễm vương đứng bên cạnh lý dương nói lý dương cười cười gật đầu chỉ là nụ cười hơi có chút gượng gạo quỷ giới cửu trọng sơn mạch phạm vi cửu trọng sơn mạch cực lớn đa phần là các đại thụ xuyên trời cùng với rất nhiều thực vật mà hình thành một thiên nhiên mê trận sâu trong cửu trọng sơn mạch có một thôn trang bình yên, trong thôn phần lớn là họ Giang. Người ngoài cũng không biết, thôn trang này trên thực tế chính là đại bản doanh của quỷ giới đệ nhị thế lực cửu trọng lâu. Giang không, trên thực tế chính là cửu trọng lâu tránh thức lão bản. Giang gia gia chủ, tên là Giang Thiên Thừa, công lực đã đạt tới quỷ giới trung kỳ. Giờ phút này Giang Thiên Thừa đang cực kỳ cung kính đứng ngoài một phòng ốc cũ kỹ, lặng lặng chờ đợi, không nhúc nhích, dường như hắn đã đợi ở ngoài khá lâu rồi. Sau đó, một hắc phát lão giả đi ra, giang thiên thừa lúc này cung kính nói thiên thừa xin ra mắt nhị trưởng lão thiên thừa ngươi là gia chủ không cần đối với ta như vậy hắc phát lão giả cười nói lập tức hắc phát lão giả liền thu liễm lại nụ cười nghiêm túc nói thiên thừa sự việc lần này ta và đại trưởng lão đã biết việc này quan hệ đến tương lai giang gia ta cũng là tương lai của cửu trọng lâu ta và đại trưởng lão cũng sẽ ra mặt như vậy đi sự việc lần này sẽ để cho phong nhi ra mặt ta và đại trưởng lão đi theo sau phong nhi Phong Nhi thân thể to lớn, cũng có chút tâm cơ, việc này để hắn ra mặt, cũng ổn được chín. 10. Trên mặt Giang Thiên Thừa nhất thời hiện lên nụ cười. Nhị trưởng lão và Thiên Thừa suy nghĩ giống nhau, có nhị lão nói chuyện, việc này cứ quyết định như thế. Nhị trưởng lão, ta đi trước nói chuyện với Phong Nhi một chút, chờ ngày mai, hai vị trưởng lão liền đi theo Phong Nhi đến Tần Nghiễm Thành được không? Nhị trưởng lão gật gật đầu. Mọi việc cứ do ngươi đi an bài, ta và đại trưởng lão lúc nào cũng có thể xuất phát, Nói xong, liền quay về thảo ốc. Có hai vị trưởng lão ra tay, việc này phòng Trừng có thể thành công một nửa, chỉ là Phong Đô đại đế đối mặt với hai vị trưởng lão, phòng Trừng muốn thắng cũng khó khăn. Giang Thiên thừa niềm tin trong lòng lập tức tăng lên. Hai đại trưởng lão này chính là lão tổ tông Giang gia, Giang gia quỷ đế hậu kỳ cao thủ có hai người, chính là hai đại trưởng lão này. Hai đại trưởng lão đạt tới quỷ đế hậu kỳ đã rất lâu, hơn nữa Giang gia cửu trọng lâu sinh ý cực tốt, cũng cung ứng không ít luân hồi châu cho hai vị trưởng lão hai vị trưởng lão dụng không ít luân hồi châu, đối với cảm ngộ thiên địa đã ở mức rất cao, hai người liên thủ, kể cả phong đô đại đế cũng không có nắm chắc, điều này cũng giải thích vì sao phong đô đại đế, cho tới bây giờ chưa có dụng vũ lực giải quyết cửu trọng lâu. Lần này mời hai đại trưởng lão xuất mã, Giang Thiên Thừa cũng là bất đắc dĩ. Nhưng sự tình gì đã uy hiếp đến cửu trọng lâu, đáng để hai đại trưởng lão tự thân xuất mã đây. Các người kêu phong nhi tới đây, Giang Thiên Thừa đang ngồi ở vị trí chủ tọa trong đại sảnh ra lệnh cho môn hạ. "Vâng, gia chủ, người hầu lập tức đi gọi Giang Phong." Không lâu sau, một thanh niên anh tuấn mặc áo lam tiến nhập vào đại sảnh, nhìn thấy Giang Thiên Thừa, mỉm cười thi lễ nói: "Hài nhi khấu kiến phụ thân." Nhìn thấy đứa con cả của mình, Giang Thiên Thừa trên mặt nhất thời cười tươi, thân thiết nói: "Phong nhi, ngồi đi." Giang Thiên Thừa tổng cộng có hai con trai, nhưng hai đứa con hắn khác nhau một trời một vực, con lớn thì văn nhã, tâm cơ rất sâu, về phương diện quản lý tuyệt đối ưu tú, thuộc loại trời xanh đã là nhân vật đứng đầu. Thậm chí kể cả cha hắn là Giang Thiên Thừa, cũng nhìn không thấu tâm tư chính thức của đứa con mình. Con thứ hai cũng thì trái ngược hoàn toàn, là một tên bại gia tử, khi thiện phạt ác. Mặc dù Giang gia đầu tư cho rất nhiều, những đứa con thứ hai này đến nay công lực mới chỉ là quỷ quân tiền kỳ, cũng nhờ Luân Hồi Châu cùng các thiên tài địa bảo khác đều dùng, cho hắn mới có kết quả đó đứa con lớn từ chất cực tốt, hôm nay đã đạt tới quỷ đế tiền kỳ cảnh giới, là một trong sáu đại quỷ đế của cửu trọng lâu. Quỷ giới phong đô đại đế có thủ hạ là thập điện diêm vương, tổng cộng có 14 quỷ đế, tuyệt đối là quỷ giới đệ nhất thế lực. Cửu trọng lâu có sáu đại quỷ đế đó là thế lực lớn thứ hai. Đương nhiên, còn có một ít ẩn sĩ, bình thường đều rất khó phát hiện. Các giới đều giống nhau, đều có ẩn sĩ tồn tại. Những ẩn sĩ này không cầu danh không cầu lợi, người bình thường sẽ không biết bọn họ tồn tại. Tỷ như nguyên vực ở trung ương ma giới, si vưu đại tôn thủ hạ có chín đại ma đế, nhưng không đại biểu rằng trung ương nguyên vực chỉ có chín đại ma đế. Nói không chừng ngay cả một địa phương nhỏ cũng có ẩn sĩ. Ẩn sĩ không mong đại tôn chỉ đạo, không mong đại tôn giúp hắn, không ảnh hưởng đến đại tôn, đại tôn cũng sẽ không làm khó bọn họ. Trên thực tế quỷ giới bãi cũng có khoảng hai mươi mấy quỷ đế, chưa kể ẩn sĩ. Phong nhi, phong đô đại đế cử hành luyện khí đại tái lần này, chúng ta cho tới bây giờ cũng không có quan tâm bởi vì không có siêu cấp luyện khí cao thủ uy hiếp, nhưng lần này luyện khí lại xuất hiện hai đại luyện khí cao thủ. Một là người đã sáng tạo ra luyện chế pháp điệp lãng. Dư gia, ta đã xem qua, thực lực Dư gia phòng trường so với đệ nhất luyện khí cao thủ của Cửu Trọng lâu, chúng ta, nhị thúc của ngươi còn lợi hại hơn. Giang Thiên thừa trên mặt có chút ưu phiền, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn Giang Phong dặn dò. Phong nhi, việc này tuyệt không thể nói ra bên ngoài. Về đối ngoại, chúng ta vẫn phải kiên định, nhị thúc ngươi mới là quỷ giới đệ nhất luyện khí cao thủ. Cha yên tâm, con không phải thắng ngốc. Giang Phong cười cười. Giang Thiên thừa tự diễu cười. Hắn biết con hắn phòng trừng so với hắn còn lợi hại hơn, chẳng lẽ mình phải nói sao? Tuy dư ra hôm nay đầu nhập cho phong đồ đại đế, nhưng lần này thi đấu luyện khí này người lợi hại nhất không phải hắn mà là... Lý Dịch, một quỷ đế hậu kỳ ẩn sĩ. Giang Thiên Thừa sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Quỷ đế hậu kỳ, ẩn sĩ. Giang Phong nhướng mày một cái. Giang Thiên Thừa gật gật đầu nói. Lý dịch đã đạt tới quỷ đế hậu kỳ, hơn nữa về phương diện hỏa lại cực kỳ am hiểu. Chẳng những có thể hấp thu hỏa trúc tính năng lượng, trong thiên địa hình thành cửu muội chân hỏa, thậm chí chân hỏa bản thân đã đạt tới lưỡng nghi tịnh hỏa. Cho dù Giang Phong tâm cảnh tu vi có bình tĩnh thế nào, giờ phút này cũng phải khiếp sợ. Lưỡng nghi tịnh hỏa, chân hỏa của hắn đã đạt tới lưỡng nghi tịnh hỏa. Giang Phong trợn tròn mắt, Giang Thiên Thừa gật gật đầu, thậm chí hắn về phương diện kỹ thuật luyện chế thần khí lại cực kỳ cao minh. Tiên giới hỏa đức chân quân chỉ có chân hỏa bản thân lợi hại, kỹ thuật luyện khí chỉ có thể xem như luyện khí cao thủ bình thường. Nhưng ẩn sĩ lý dịch này lại không giống. Chẳng những chân hỏa là lưỡng nghi tịnh hỏa, hơn nữa về kỹ thuật luyện khí hắn thậm chí còn nghiên cứu ra hồn viên hợp tự quyết. Hồn viên hợp tự quyết cũng chưa đủ để làm cho Giang Phong giật mình, so sánh với lưỡng nghi tịnh hỏa, cái này không tính là gì. Hắn có đầu nhập cho phong đồ đại đế không? giang phong dò hỏi chuyện được đọc bởi kênh haleji audio giang thiên thừa lắc đầu nói không có căn cứ theo tình báo phong đô đại đế từng sử dụng thù lao một ngàn năm hai khỏa luân hồi châu để mời lý dịch nhưng lý dịch lại cự tuyệt giang phong nhẹ nhàng gật gật đầu cặp mắt hắn luôn tản ra nhãn tình thân thiết giờ phút này cũng nheo lại tia hàn mang từ trong đồng tử hắn lóe ra giống như độc xà lạnh như băng lý dịch này là người không có dã tâm giang phong trên mặt có một tia mỉm cười nhàn nhạt nói giang thiên thừa cũng nói ta cũng biết điều đó cho nên giang phong cũng biết cha mình muốn nói gì gật đầu nói đích xác dư gia lúc này đã đầu nhập phong đô đại đế dựa vào luyện khí thực lực của hắn hơn nữa dựa vào cường đại thực lực của phong đô đại đế muốn ép luyện khí hành nghiệp của cửu trọng lâu chúng ta là hết sức dễ dàng cho nên chúng ta phải tìm lý dịch hỗ trợ giang thiên thừa gật gật đầu trên mặt cười khổ cửu trọng lâu bọn họ đệ nhất luyện khí cao thủ. Giang Thiên Lan, cũng là huynh đệ của Giang Thiên Thừa, vốn được xưng là quỷ giới đệ nhất luyện khí cao thủ, nhưng bây giờ quỷ giới lại xuất hiện hai đại luyện khí cao thủ, một tự nghĩ ra điệp lãng luyện chế pháp. Dư ra, một là nghiên cứu ra hồn viên hợp tự quyết, hơn nữa có thể luyện chế thần khí lý dịch. Hai người này đều vượt qua Giang Thiên Lan. Dư ra đã đầu nhập chỗ phong đô đại đế. Phong đô đại đế cho dù không cần lý dịch, nhưng có thể bằng vào thực lực bản thân hơn nữa, lại có dư gia nên hoàn toàn có thể ngăn chặn cửu trọng lâu. Phong đô đại đế có thể không muốn lý dịch, nhưng cửu trọng lâu bọn họ không thể không cần. Không mời lý dịch, cửu trọng lâu bọn họ chỉ có nước thất bại, dù sao bọn họ giang ra chính là nhờ cửu trọng lâu mà phát tài, không có độc quyền luyện khí hành nghiệp cửu trọng lâu, giang ra bọn họ nói không chừng đã lụn bại từ lâu. Cha, chúng ta còn bao nhiêu luân hồi châu? Giang Phong nói, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn thế nào, ngoại nhân không thể biết. Giang Thiên Thừa lắc đầu nói. Giang gia chúng ta có sáu đại quỷ đế. Luân hồi châu tiêu hao quá nhanh. Cơ bản là không còn bao nhiêu. Phải rồi, ta vẫn còn thừa một viên luân hồi châu. Ba năm trước đây lúc phân cho con một khỏa luân hồi châu đó, con vẫn chưa sử dụng. Hơn nữa, cha có một khỏa, tổng cộng là hai khỏa. Giang Phong nhíu mày, ánh mắt trở nên kiên định nhìn về phía Giang Thiên Thừa nói. Chúng ta đi gặp đại trưởng lão và nhị trưởng lão cùng với nhị thúc, xem bọn hắn còn thừa không. Về phần vị khách kia của cửu trọng lâu thì không cần tìm. Cửu trọng lâu có 6 đại quỷ đế, năm thuộc loại về răng gia, còn có một thị luyện khí cao thủ, là khách khanh. Vô luận ra sao cũng không được đòi luân hồi châu từ hắn. Ai, nửa tháng trước, Cương Châu đã cho khách khanh vương sĩ một viên luân hồi châu. Giang Thiên Thừa có chút hối hận. Ngươi cứ chờ một chút, ta đi gặp đại trưởng lão, và nhị trưởng lão còn có nhị thúc của ngươi xem rốt cuộc có thừa viên nào hay không. Giang Thiên Thừa nói xong liền đứng dậy vương cung tần nghiễm vương. Lý dịch huynh đệ, ngươi yên tâm. Ta đã đem tin tức ngươi muốn tìm Luân Hồi Châu công cáo cả quỷ giới. Luyện chế một món đồ thần khí, thù lao phải là Luân Hồi Châu. Ta tin rằng nhất định sẽ có không ít người mời Lý huynh đệ đến luyện chế thần khí. Tần nghiễm vương cười nói. Lý Dương trên tay cầm bình rượu, cười nói. Vậy thật sự phải cảm kích tần nghiễm đại ca. Ta đối với Luân Hồi Châu, trên thực tế cũng không quá quan tâm. Chỉ là phải thông qua luân hồi kính điều tra nên mới phải. Tần Nghiễm Vương gật đầu nói: "Điểm đó ta hiểu được, Lý Dịch huynh đệ ngươi cự tuyệt Phong Đô Đại Đế, ta đã biết tính cách huynh đệ ngươi, hơn nữa Lý Dịch huynh đệ ngươi tinh thần tu vi đạt tới Quỷ Đế hậu kỳ, cảm ngộ thiên địa cao như vậy, lại chưa bao giờ sử dụng Luân Hồi Châu tu luyện, thật sự làm cho người ta khó tin." Tần Nghiễm Vương thật sự khó tin, Luân Hồi Châu đối với Quỷ Đế cao thủ chính là chân bảo, thông qua Luân Hồi Châu có thể cảm ngộ thiên càng thêm cao thâm, đương nhiên điều này cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng Luân Hồi Châu thường xuyên như thế, tinh thần tu vi tự nhiên sẽ tăng nhanh. Có lợi ích như thế, quỷ đế nào mà chẳng cần luân hồi châu. Tần Nghiễm Vương bây giờ mới phát hiện, Lý Dịch đạt tới quỷ đế hậu kỳ không ngờ lại không cần. Lý Dương trên thực tế thân thể chỉ là ma đế tiền kỳ. Đao phách chỉ là nhũ bạch sắc cảnh giới. Mặc dù dung hợp tinh kim chi khí, hơn nữa lại có thần khí công kích tinh thần công kích, có thể so với quỷ đế hậu kỳ cao thủ. Nhưng hắn chưa đạt tới quỷ đế hậu kỳ, bởi vì người ngoài nhìn không thấu hắn, tự nhiên đưa hắn trở thành quỷ đế hậu kỳ không biết lúc nào mới có người đến nói thật nha ta cũng khó chờ lâu lắm lý dương cười nói lập tức ngửa đầu uống một ngụm rượu nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha